Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 33. Lâm Thiên Thành không chỉ không tức giận, trái lại như sớm dự đoán được, khóe miệng nhếch lên tươi cười nham hiểm. Với nghiên cứu gần đây của ông ta với Mạc Phàm, chắc chắn Mạc Phàm sẽ không thỏa hiệp với bọn họ dễ dàng. Cứ như vậy, cậu ta sẽ đắc tội Âu Dương Minh Nhật. Âu Dương Minh Nhật là ai, ngoại trừ là hội trưởng hội thương nhân, chủ tịch có danh tiếng, người có uy vọng ở tỉnh Giang Nam gia, còn có một thân phận rất quan trọng, thành viên của Long Hoa xã. Xã đoàn này đã danh chấn Hoa Hạ từ thời chiến tranh, thành viên bên trong không ai không phải đại lão. Nghe nói mấy vị đằng đầu có công khai quốc cũng là thành viên của Long Hoa xã. Không có nhiều người biết chuyện này lắm, sau khi ông ta kế nhiệm gia chủ Lâm gia mới biết được. Cũng vì thân phận này của Âu Dương Minh Nhật, cho nên một câu của ông ta khiến Vạn Thiên Tuyệt rút lui, một câu khiến tỉnh Giang Nam chia làm hai. Mạc Phàm không nể mặt Âu Dương Minh Nhật, lần này hay rồi. Lâm gia bọn họ không phải đối thủ của Mạc Phàm, vậy thêm Long Hoa xã đủ chưa? Sắc mặt Tống Minh Huy khó coi, không nói gì. Ông ta biết Mạc Phàm rất hung hãn, nhưng không ngờ Mạc Phàm lại dám từ chối Âu Dương lão gia tử thẳng như vậy. Trong mắt Âu Dương Minh Nhật lóe sáng ánh sáng lạnh, như ngọn lửa cháy mạnh. Ông ta hừ một tiếng, một cơn kình phong như đao tùy ý mà ra trước người ông ta, đánh về phía Mạc Phàm. Dụng cụ pha trà và bàn ngọc lúc trước chưa cất đi bị ném đi, tiếng đùng đùng vang lên, những bảo bối này vỡ nát như đồ sứ. Tiểu tử, chưa một ai dám nói chứ không với Âu Dương Minh Nhật tôi thấy hôm nay cậu không muốn bình yên rời khỏi đây rồi. Ông ta đường đường là thành viên ban đầu của Long Hoa xã, cho dù là đại lão trong tỉnh, thậm chí là đại lão cấp quốc gia gặp ông ta đều vô cùng khách sáo, càng không nói đến những người khác. Vậy mà tiểu tử rốt đặc cán mai này không thèm nể mặt ông ta, đúng là buồn cười. Âu Dương Minh Nhật tức giận, Lưu Nguyệt như ở trên mây có chút đứng ngồi không yên, khuôn mặt tuyệt mỹ cũng trắng bệch theo. Âu Dương Minh Nhật tức giận như thế, một người phụ nữ như bà không thể chịu nổi, trong đôi mắt bà lóe lên lo lắng vội vàng nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm cười nhạt, ngón tay không động một phen, kình phong cách người hắn chưa tới một thước lập tức biến mất không thấy. Muốn giữ tôi ở lại, chỉ dựa vào một tiên thiên tông sư sơ kỳ ông, không đủ đâu. Mạc Phàm thản nhiên nói. Khi hắn vừa tiến vào đã biết được, Âu Dương Minh Nhật là tiên thiên tông sư. Nhưng Âu Dương Minh Nhật này kém liễu như phong xa, muốn giữ hắn ở lại cũng kém xa. Tiểu tử, giữ cậu lại không cần lão phu ra tay, sẽ có người đối phó cậu, lão phu xem cậu còn nhỏ tuổi, lại cho cậu một cơ hội nữa, Mạc gia cậu rời khỏi Giang Nam hay không rời đi đây. Âu Dương Minh Nhật tức giận chất vấn. Nếu ông ta dám đứng ra giải quyết chuyện này, sao lại có chút bản lĩnh đó, quá coi thường Âu Dương Minh Nhật này rồi. Vậy tôi cũng cho ông một cơ hội, trước khi tôi ra tay, ông mời người đối phó tôi ra đây đi. Mạc Phàm giơ tay, một khí binh màu đen hình kiếm xuất hiện trong tay hắn, băng hàn chi khí khiến người ta sởn gai ốc lập tức dập dờn xung quanh, giống như có một thần binh lợi khí để sau lưng. Tiểu tử, cậu! Âu Dương Minh Nhật tức đến mức toàn thân phát run. Xin lão gia tử bớt giận, Mạc tiên sinh, cậu bỏ vũ khí xuống trước, mọi chuyện đều có thể thương lượng, hà tất phải tổn thương hòa khí. Tống Minh Huy thấy hai người sắp ra tay, vội vàng đứng ra hòa giải. Tống gia bọn họ còn trông cậy vào giải quyết chuyện hôm nay, trở thành gia tộc số một Giang Nam, sao có thể để đàm phán xong việc như vậy? Mạc tiên sinh, tôi cảm thấy đề nghị vừa rồi của Âu Dương lão gia tử rất tốt. Nếu cậu cảm thấy không có biện pháp chấp nhận, chúng ta lại thương lượng một phen, người trẻ tuổi kích động như vậy, cũng không phải là chuyện tốt. Tống Minh Huy giống như trưởng lão, dạy bảo cháu nội mình nói. Mạc Phàm cười khẽ, không để ý đến Tống Minh Huy, nhưng thu hồi binh khí. Tống Minh Huy cũng không tức giận, rời mắt nhìn Âu Dương Minh Nhật. Lão gia tử, dù sao Mạc tiên sinh quá trẻ tuổi, nghe con mới đẻ không sợ hổ, hay là ông suy nghĩ thêm một chút. Âu Dương Minh Nhật lạnh lùng liếc Mạc Phàm một cái, suy nghĩ một lúc. Nếu Mạc gia không đồng ý rời khỏi Giang Nam, vậy thì phải lấy chút thành ý, Mạc gia đưa một người thế chấp cho Lâm gia làm thủ mộ, tôi nghe nói Mạc gia còn có một nha đầu, vậy để nha đầu đó đi, Mạc gia còn phải trả một thanh chìa khóa lấy trên người Lâm Khuynh Thiên, điều kiện bên Lâm gia là không thể làm khó Mạc gia, Thiên Thành, cậu có ý kiến gì không? Âu Dương Minh Nhật lạnh giọng hỏi. Lão gia tử nói gì thì là thế đó. Lâm Thiên Thành cười nói,
trong mắt hiện lên nham hiểm. Nếu Lâm gia bọn họ có con tin Mạc gia, tốt hơn việc để Mạc gia quay về Đông Hải. Mạc Phàm để ý người bên cạnh cậu ta, có con tin không phải Mạc Phàm sẽ mặc bọn họ sắp xếp. Mạc Phàm nheo mắt lại, ánh sáng lạnh lóe lên. Đây mới là mục đích chân chính của ông đúng không? Mạc Phàm nhìn chằm chằm Âu Dương Minh Nhật nói. Tiểu tử, cậu có ý gì? Âu Dương Minh Nhật nhíu mày nói. Mạc Phàm lắc đầu cười, Âu Dương Minh Nhật không có ý đuổi Mạc gia rời khỏi Giang Nam, bởi vì ông ta biết không có khả năng. Mục đích của ông ta là muốn dùng Tiểu Vũ để khống chế hắn với đám Lâm Thiên Thành, còn chiếc chìa khóa của Lâm gia nữa. Ý của tôi là, các ông đừng nghĩ chiếc chìa khóa kia, để Mạc gia tôi làm con tin của Lâm gia, các ông cũng đừng nghĩ. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Những lời này vừa vang lên, Âu Dương Minh Nhật nhíu chặt mày, khuôn mặt già nua như bị tát mấy cái, vẻ mặt dữ dằn. Không đợi ông ta mở miệng, sắc mặt Tống Minh Huy khó coi, xen miệng vào. Mạc tiên sinh, cậu không có thành ý như vậy, chúng tôi rất khó làm. Tống Minh Huy bất mãn nói. Mạc Phàm lắc đầu cười, đám người này không tới đàm phán, chỉ muốn chèn ép Mạc ra, vậy mà dám mở miệng nói thành ý với hắn. Muốn đạt được thành ý của tôi, các ông chưa đủ tư cách. Mạc Phàm nói. Mạc tiên sinh, ý của cậu là không chịu đàm phán đúng không? Vậy tôi khuyên cậu một câu, nếu hôm nay đàm phán đóng băng, cậu nhất định sẽ hối hận. Tống Minh Huy nửa uy hiếp nửa dụ dỗ nói, trên mặt không còn tươi cười hòa giải như trước. Tiểu tử này nghĩ rằng Tống Minh Huy ông ta chỉ biết giả trang mặt trắng, không đi thám thính tình hình Giang Nam xem, ông ta là ai? Hối hận sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, tay tạo pháp ấn, một pháp ấn bay vào trong đám mây dưới mông Lưu Nguyệt Như. Trên đám mây xuất hiện bạch quang nhàn nhạt, hình thành ánh sáng như vỏ trứng, bao vây Lưu Nguyệt Như ở trong, tôi thấy chúng ta không cần đàm phán, nếu các ông có thực lực khiến tôi hối hận, các ông nói gì Mạc gia tôi sẽ làm thế đó, nếu các ông không làm được, các ông ở lại hết đi. Mạc Phàm thản nhiên nói, nếu những người này thật lòng muốn đàm phán, hắn không ngại nói chuyện tử tế với bọn họ. Nhưng muốn bắt nạt người Mạc gia hắn, nằm mơ. Ý niệm hắn vừa động, khí binh hình kiếm xuất hiện trong tay hắn, kiếm khí dao động xung quanh. Âu Dương Minh Nhật thấy Mạc Phàm muốn ra tay, không chỉ không có chút bối rối, trái lại như đợi thời khắc này đã lâu, cười mỉa hiện lên trên mặt ông ta. Tiểu tử, lão phu sẽ để cho cậu biết hương vị hối hận. Ông ta nói xong bóp nát ngọc tệ như mực trong tay, khí tức quỷ dị xuất hiện quanh ông ta. Mạc Phàm diệt hoàng gia, hủy Vu Thần giáo, giết Thiên Thành diệt, tới thứ năm hắc bảng như hôm nay, có không biết bao nhiêu tiên thiên tông sư chết trên tay Mạc Phàm, tất nhiên ông ta không thể tiếp nhận vì một câu của ông ta có thể khiến Mạc Phàm e ngại ba phần. Nhưng sở dĩ ông ta có thể trở thành người rất có uy vọng ở tỉnh Giang Nam, chỉ một câu đã khiến Vạn Thiên Tuyệt rời đi, cũng không chỉ dựa vào cái miệng, đều dựa vào sức mạnh mà những người khác chưa biết. Bùm, ngọc tệ bị ông ta bóp nát. Sơn Phong. Âu Dương Minh Nhật khẽ quát một tiếng, giống như kinh lôi nổ tung ở không trung, cả xá sơn đều chấn động. Vẻ mặt những du khách ở trên núi thay đổi, không hẹn mà cùng nhìn về phía đỉnh núi. Chỉ thấy 18 đạo ánh sáng 7 màu xẹt qua trời không, xuất hiện ở 4 phương 8 hướng xá sơn, tụ tập về phía đỉnh núi, giống như cầu vồng rực rỡ, nối từ chân núi đến đỉnh núi. Trong lúc này cả xá sơn vô cùng rực rỡ. Quá nhiều cầu vồng. Thật đẹp. Bọn họ từng thấy cầu vồng, nhưng không có gió thổi không có mưa rơi, lấy đâu ra 18 đạo cầu vồng cùng xuất hiện. Nơi này xảy ra chuyện gì sao? Không phải có chuyện rồi chứ? Đỉnh núi, 18 đạo cầu vồng tụ tập một chỗ, nhưng ở đỉnh nghỉ mát chỗ Mạc Phàm, trên hạt châu 7 màu. Ánh sáng 18 đạo cầu vồng rơi xuống hạt châu này, hạt châu lập tức sáng lên ánh sáng 7 màu. Ánh sáng 7 màu nhanh chóng chiếu xuống. Bao vây mọi người trong đỉnh hóng mát. Tiểu tử, Vạn Thiên Tuyệt ở trước mặt lão phu cũng không dám làm càn, không phải vừa rồi cậu nói muốn giữ mọi người ở đây sao, lão phu cho cậu cơ hội giết tôi, trái lại cậu giữ lão phu thử xem, nếu cậu có thể giết lão phu tuyệt không hai lời. Âu Dương Minh Nhật đứng khoanh tay, trong mắt lóe lên tinh quang, vô cùng tự tin nói. Âu Dương Minh Nhật vừa nói những lời này, không ít người lập tức sửng sốt, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ. Lâm Thiên Thành có chút e ngại khí binh trong tay Mạc Phàm, nhưng nhìn thấy ánh sáng 7 màu, nghe được lời Âu Dương Minh Nhật nói, trước mắt ông ta sáng lên.
Ông ta có chút hiểu biết về Âu Dương Lão Gia Tử, Âu Dương Lão Gia Tử chưa bao giờ đánh trận nào không nắm chắc. Nếu Lão Gia Tử dám nói như vậy, chắc chắn ánh sáng bảy màu này có thể đối phó Mạc Phàm. Tiểu tử, không phải cậu rất lợi hại sao, giết đại cả tôi, giết cháu tôi, có bản lĩnh cậu giết cả tôi đi. Lâm Thiên Thành cười nói. Hai người vừa ló đầu, những người khác không phải kẻ ngu, lập tức hiểu rõ. Ánh sáng bảy màu này là thất tuyệt huyễn quang trận của Âu Dương gia trong truyền thuyết, là trận pháp tiên nhân kia bố trí ở Âu Dương gia sao? Một lão tổng hiểu biết về Âu Dương gia nói. Nhiều thế hệ Âu Dương gia ở trên Xá Sơn gia, nghe nói mấy trăm năm trước một phụ nữ Âu Dương gia từng cứu một tiên nhân bị thương, tiên nhân đã để lại trận pháp này ở Âu Dương gia. Tiên trận này không chỉ giam giữ được tiên nhân, cho dù là vũ khí tiên tiến hiện giờ cũng không làm gì được. Thời chiến tranh, quỷ từng oanh tạc Xá Sơn cả ngày hôm sau Xá Sơn vẫn như trước không tổn hao gì. Từng có truyền thuyết, tiên trận này vì quá mức phong kiến mê tín, đã bị cao nhân tháo ra, ai biết vẫn còn tồn tại. Lần này hay rồi. Tiểu tử, không phải cậu là Mạc Đại Sư sao, người chết trên tay cậu còn nhiều hơn con kiến cậu dẫm chết, cậu sát phạt quyết đoán như vậy, sao không ra tay đi? Lúc này Mộc Hồng Bân cũng không sợ Mạc Phàm, cười đắc ý nói. Đường đường là Mạc Đại Sư Đông Hải, không phải lần này không có biện pháp đấy chứ. Tôi thấy chắc chắn là vậy, đây là tiên trận, nghe nói ngay cả tiên nhân cũng bị giam giữ, cậu ta chỉ là đại sư nhân loại, sao có thể thoát được. Hô hô, tiếng cười to vang lên. Những người khác cũng không yếu thế, một đám không kiêng nể gì bắt đầu khiêu khích Mạc Phàm, không có một chút sợ hãi, càng nói càng khó nghe. Không phải Mạc Đại Sư vừa nói. Nếu không có biện pháp thì mặc chúng ta xử trí sao, cởi quần áo của Lưu Phu Nhân trước, để tôi nhìn xem được chứ. Lâm Thiên Thành cười dâm nói. Mạc Phàm cởi quần áo bọn họ, sao lại không cởi sạch đại mỹ nữ Lưu Nguyệt như này, để bọn họ thưởng thức một phen. Đúng vậy, chẳng lẽ đường đường là Mạc Đại Sư Đông Hải lại là tiểu nhân nói không giữ lời. Mộc Hồng Bân cười nói. Một đám người, nói chuyện càng ngày càng khó nghe. Lưu Nguyệt như nhíu mày. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ là khó coi. Không ai nói thất tuyệt huyễn quang trận bà còn không có ấn tượng, nhắc tới mấy chữ này bà mới nhớ, đây là trận pháp của Âu Dương gia trong truyền thuyết. Nếu trong đình này có thất tuyệt huyễn quang trận thật, lần đàm phán này không phải đàm phán, mà thật sự thành hồng môn yến, chỉ sợ bọn họ không đi được rồi. Mạc tiên sinh, chúng ta. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua xung quanh, hơi nheo mắt lại. Thất tuyệt huyễn quang trận. Vậy mà ở đây có trận pháp này, chẳng trách Âu Dương Minh Nhật tự tin như vậy. Đây là một trận pháp cấp trung, chỉ đến kim đan kỳ mới có thể bố trí, dưới kim đan khó mà phá giải được trận pháp. Đối với những người bình thường, quả thật như trận pháp tiên nhân. Nhưng ở trong mắt hắn trận pháp cấp trung vĩnh viễn chỉ là trận pháp cấp trung, kém xa trận pháp cấp cao, tiên trận chân chính, thượng cổ thần linh thần trận. Ngồi ở đó là được. Mạc Phàm không quay đầu lại. Cười khinh thường nói. Ngồi ở đó sao? Âu Dương Minh Nhật cười khẽ. Ông ta không chỉ xem thường bản lĩnh của Mạc Phàm, còn xem thường tự đại của Mạc Phàm. Tiểu tử, cậu biết vì sao Vạn Thiên Tuyệt rời khỏi Giang Nam không? Vì sao? Cậu ta bị lão phu giam trong trận 3 ngày 3 đêm, cuối cùng không có biện pháp, không thể không rời khỏi Giang Giang, đi đường vòng đến nơi khác. Âu Dương Minh Nhật tự hào nói. Ông ta chỉ nói hai chữ rời đi với Vạn Thiên Tuyệt, 3 ngày sau Vạn Thiên Tuyệt rời khỏi Giang Nam, chuyện này khiến thanh danh của ông ta tăng cao ở Giang Nam, thậm chí hôm nay sau 10 năm, ông ta vẫn là người có danh vọng nhất Giang Nam. Mạc Phàm cười nhạt, như nghe được một chuyện cười. Ở trong mắt bọn họ Vạn Thiên Tuyệt là người đánh bại liên tục 10 đại cao thủ Hoa Hạ, thứ hai hắc bảng, dưới một người trên vạn người. Nhưng ở trong mắt Y Tiên Bất Tử hắn, Vạn Thiên Tuyệt chỉ như một phàm nhân. Hắn đường đường là Y Tiên Bất Tử, hắn từng phá thần trận rồi, trong khi bị thần trận bao quanh, cường giả kim đan kỳ hắn chiếm được luân hồi chi lô trong truyền thuyết. Một trận pháp cấp trung cũng không phá được, hắn định đấu với ai đây? Vì trận pháp này giam giữ được Vạn Thiên Tuyệt, ông cảm thấy trận pháp này cũng có thể giam được tôi sao? Mạc Phàm cười hỏi, nếu không thì sao, vậy cậu cho chúng tôi xem, hay là nói, cậu giết chúng tôi thử xem khẩu khí của cậu lớn. Hay uy lực của trận pháp Âu Dương gia lớn hơn. Âu Dương Minh Nhật kiêu ngạo nói. Thôi, vẫn nên cho cậu xem uy lực của trận pháp này thì hơn.
Âu Dương Minh Nhật nói tiếp. Ông ta vẽ trên không, một pháp ấn bay ra, bay vào trong hạt châu bảy màu trên không đỉnh hóng mát. Răng rắc, một đạo tỏa liên bảy màu bay từ trước người ông ta ra, một đoạn cắm thẳng xuống đất, đầu kia quấn lấy người Mạc Phàm. Lâm Thiên Thành vui vẻ, ánh mắt nhìn Mạc Phàm như nhìn tiểu lão hổ bị nhốt trong lồng, còn bị xích sắt quấn lại. Mạc Phàm lợi hại đến mấy, hiện giờ có thể làm gì ông ta? Mạc tiên sinh, sắc mặt Lưu Nguyệt như thay đổi, vội vàng nhìn xuống dưới đám mây, muốn đi xuống. Bà nên thành thật ở yên đó đi, nếu không lão phu không ngại để bọn họ nhìn đã mắt. Âu Dương Minh Nhật hừ lạnh một tiếng nói. Ngón tay ông ta khẽ cử động, một sợi tỏa liên bảy màu khác bay ra, như rắn quấn quanh màn sáng bên ngoài Lưu Nguyệt Như, khóa Lưu Nguyệt Như lại. Lưu Nguyệt Như giãy giụa vài lần, tỏa liên bảy màu không nhúc nhích, sắc mặt bà lập tức khó coi hơn. Tiểu tử, bây giờ cậu còn gì để nói, nếu không nói, vậy đàm phán hôm nay dừng ở đây. Âu Dương Minh Nhật nheo hai mắt, cười mỉa nói. Không phải tiểu tử này rất kiêu ngạo sao, chẳng phải cũng như Vạn Thiên Tuyệt biến thành con chó bị giam trong đây à? Nếu lúc trước Mạc Phàm khách sáo với ông ta một chút, có lẽ ông ta sẽ đối xử như Vạn Thiên Tuyệt, thả cậu ta rời đi. Nhưng tiểu tử này hung hãn như vậy, khiến ông ta mất mặt vài lần, vậy thì chết ở đây đi. Mạc Phàm bị trói ở đây, người Mạc gia còn lại càng không làm được gì. Ông ta nói xong muốn xoay người rời đi. Đám Tống Minh Huy, Lâm Thiên Thành nhếch miệng cười trêu tức, nhao nhao đứng dậy. Đàm phán đã kết thúc, Mạc Phàm không còn tư cách đàm phán với bọn họ nữa. Hôm nay các người ai cũng đừng nghĩ rời đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hửm. Âu Dương Minh Nhật nhíu mày, dừng bước. Thế nào, tiểu tử, cậu còn chưa từ bỏ ý định sao, vậy chúng tôi ở đây đợi cậu một lát, cậu vung kiếm thử xem. Mạc tiên sinh, không phải cậu chỉ biết mở mồm nói không vậy thôi chứ, tôi từng nghe nói cậu pháp lực vô song, cậu cho những phàm phu tục tử như tôi mở mang kiến thức một phen xem. Tống Minh Huy cười chói tai, lúc này ông ta thay bằng bộ mặt khác. Ngón tay Mạc Phàm vừa động, trong chớp mắt 16 đạo kiếm khí xuất hiện, như bảo kiếm ra khỏi vỏ, tốc độ vô cùng nhanh, chỉ trong phút chốc đã đến trước người đám Tống Minh Huy. Đám Tống Minh Huy thấy Mạc Phàm ra tay thật, sắc mặt thay đổi, lùi về sau theo bản năng. Âu Dương Minh Nhật hừ lạnh một tiếng, không nhúc nhích. Chỉ thấy 16 đạo kiếm khí vừa đến trước người đám Tống Minh Huy, một vòng sáng bảy màu xuất hiện trước người bọn họ, bảo hộ bọn họ ở trong, kiếm khí chém ở phía trên. Tiếng keng vang lên, màn hào quang bảy màu chỉ nhoáng một cái liền bảo vệ mọi người ở bên trong, kiếm khí tan ra. Cùng lúc đó, tiếng rầm rầm vang lên theo, 16 đạo tỏa liên bảy màu xuất hiện dưới chân đám Tống Minh Huy, như 16 con rắn bảy màu quấn lấy khắp nơi trên người Mạc Phàm. Chỉ trong chớp mắt, Mạc Phàm không chỉ không làm hại được đám Tống Minh Huy, trái lại còn bị tỏa liên bảy màu quấn chặt hơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đám Mộc Hồng Bân lập tức hiểu ra, chẳng trách Âu Dương lão gia không sợ hãi, từ lúc bắt đầu Âu Dương lão gia đã chuẩn bị xong sách lược vẹn toàn, Mạc Phàm không thể làm gì được bọn họ. Đắc ý trên mặt một đám người lập tức dày đặc hơn nhiều. Trong chớp mắt tâm tình Lưu Nguyệt như rơi vào đáy cốc, sắc mặt vô cùng khó coi. Mạc đại sư, cậu cũng không có bản lĩnh lắm, tôi thực hoài nghi sao cậu leo lên được vị trí thứ 5 hắc bảng, có phải cậu có người chống lưng hay không, nhanh gọi người đó ra. Nếu không gọi có khả năng cậu không gọi được nữa đâu. Lâm Thiên Thành cười nói. Mạc Phàm bị nhiều dây quấn như thế, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, cười như không cười. Tôi không có người chống lưng, nhưng trái lại các ông có, thủ hộ nhất tộc, các người còn chưa ra sao. Mạc Phàm cao giọng nói. 18 đạo tỏa liên này và thất tuyệt huyễn quang trận xuất phát từ đồng nguyên, nhưng không phải trận pháp đồng nhất, mà là bản thay đổi của trận pháp tên Cửu Khúc Hoàng Sa trận. Dựa theo khí tức hắn cảm nhận được, là thủ hộ nhất tộc bày ra. Hắn vừa nói xong, kình phong từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, một đám người ăn mặc quái dị xuất hiện trên tường quanh đình nghỉ mát, mỗi người đều lộ ra khí tức không kém, đúng là thủ hộ nhất tộc của Lâm gia. Những người này vừa xuất hiện, trong chớp mắt đám Lâm Thiên Thành vui vẻ. Bọn họ không phải võ giả, nhưng có thể cảm nhận được khí tức cường đại trên người 18 người này. 18 người này đều không kém Âu Dương Minh Nhật, chắc chắn là Tiên Thiên Tông Sư. 18 Tiên Thiên Tông Sư, lần này càng hay rồi. Hôm nay không chỉ có tiên trận bao vây Mạc Phàm,
còn có những cao thủ này, Mạc Phàm có khả năng thoát khỏi đây sao? Âu Dương Minh Nhật gật đầu với 18 người này, tiếp tục nhìn về phía Mạc Phàm. Trong 18 người, những nam nhân mặc áo dài thư sinh hơi cúi người với Âu Dương Minh Nhật, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Tiểu tử, như cậu mong muốn, chúng tôi đã xuất hiện rồi, còn không nhanh giao chìa khóa ra đây. Lão đại, đừng khuyên tên tiểu tử này nữa, chúng ta đợi ở đây được rồi, đợi tiểu tử này bị chết đói trong trận, chúng ta lại đi lấy cũng không muộn. Trong 18 người, một tăng nhân mặc hắc y cười nói. Tiên Thiên Tông Sư không thể nhịn đói, không ăn không uống thời gian dài sẽ chết đói, bọn họ chỉ cần đợi là được, xem sau này còn ai dám đánh chủ ý lên chiếc chìa khóa kia. Tôi thấy không cần phiền phức như vậy, chỉ cần chúng ta bắt một đám người Mạc gia tới, chỉ cần trong một tiếng tiểu tử này không giao chìa khóa ra, thì giết một người Mạc gia, tôi không tin tiểu tử này không giao chìa khóa. Mỹ phụ Mạc Cung Trang lạnh lùng nói, trong đôi mắt lóe lên sắc bén. Vì tiểu tử này giết Lâm Khuynh Thiên, khiến bà ta đi từ nước ngoài đến tận Giang Nam, không giáo huấn thật tốt sao được. Trong mắt Mạc Phàm hơi híp lại, ánh sáng lạnh như hàn băng lợi kiếm nở rộ, đâu? Chứa chìn Mỹ phụ Mạc Cung Trang. Hắn ghét nhất ai lấy người nhà hắn ra uy hiếp, nhưng cứ có người chạm vào chuyện này. Ngón tay giữa của hắn sáng lên, chìa khóa kia xuất hiện trong tay hắn. Chìa khóa ở đây, nhưng chìa khóa này không cần người bảo vệ nữa, bởi vì hôm nay các người đều phải chết. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mạc Phàm vừa nói những lời này, xung quanh ngoại trừ Lưu Nguyệt Như Gia, Âu Dương Minh Nhật, Tống Minh Huy, thủ hộ nhất tộc, còn có đám Lâm Thiên Thành đều nở nụ cười. Ở trong mắt bọn họ, Mạc Phàm đã là thú trong lồng, vậy mà còn dám nói bọn họ đều phải chết. Tiểu tử, có phải cậu đang nằm mơ hay không? Tôi cảm thấy tiểu tử này đang nói đùa. Lâm Thiên Thành cười nhạo nói. Xung quanh tràn đầy tiếng cười nhạo. Tiểu tử, chúng tôi cầm lại chiếc chìa khóa kia là chuyện sớm hay muộn, nhưng cậu muốn giết chúng tôi, phải ra khỏi tiên trận và trận pháp của thủ hộ nhất tộc tôi trước đã. Người đàn ông tóc hoa râm mặc đồ xanh nói. 10 năm trước Vạn Thiên Tuyệt đều bị giam bên trong, hiện giờ ngoài thập bát hoàng sa trận của thủ hộ nhất tộc bọn họ ra còn có tiên trận, tiểu tử này có thể thoát được sao? Mạc Phàm cười nhạt, không sốt ruột phá trận, mà nhìn Tống Minh Huy. Tống Minh Huy, gọi người chống lưng cho ông ra luôn đi, nếu không ông không có cơ hội gọi người đó ra đâu. Trước mắt mọi người sáng lên, lập tức nhìn về phía Tống Minh Huy. Còn ai sao? Tống Minh Huy nhướn mày, lộ ra chút bất ngờ. Ông ta thân là gia chủ Tống gia, tất nhiên sẽ không giao mạng vào tay những người khác, huống chi còn có tiền lệ Lâm Thiên Phong, ông ta càng không thể xem nhẹ. Vì ứng phó đàm phán hôm nay, ông ta cũng nhọc lòng chuẩn bị một phen. Ông ta định đợi đàm phán trở mặt, ông ta sẽ lấy quân bài chưa lật này ra, ép Mạc Phàm cúi đầu. Ai biết tiên trận Âu Dương gia, thủ hộ nhất tộc của Lâm gia trong truyền thuyết xuất hiện hết, không cần Tống gia ông ta ra tay. Tiểu tử, cục diện hiện giờ, còn cần người Tống gia xuất hiện sao? Tùy ông, dù sao các ông đều phải chết. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Thôi, lần này cho cậu chết rõ ràng, xuất hiện đi, uy kỳ tiên sinh. Tống Minh Huy cười ngả ngớn nói. Ông ta mới nói xong, một người đàn ông cao gầy mặc tây trang có đường vân, như thần kiếm đứng thẳng tắp trên tường phía sau Tống Minh Huy, phong mang tất lộ. Người đàn ông này vừa xuất hiện, lưng không ít người phát lạnh, như bị kiếm để sau lưng, ánh mắt không ít người không tự chủ nhìn về phía người đàn ông. Nhìn tấm thẻ bạch kim chữ V trước ngực người đàn ông này, đồng tử đám Âu Dương Minh Nhật co rụt lại, sắc mặt thay đổi theo. Cậu ta là người của gia tộc Wiki sao? Ở Lâm Thiên Thành ngơ ngẩn nói. Gia tộc Wiki là một nhà giàu có bí ẩn ở châu Âu, nghe nói gia tộc này khống chế được mạch máu kinh tế của mấy chục quốc gia ở châu Âu, châu Mỹ, những quốc gia này phát hành tiền đều phải trải qua đồng ý của gia tộc Wiki. Cho dù là thủ tướng của Anh quốc hay Pháp quốc, gặp người của gia tộc Wiki cũng phải khách sáo, thậm chí một câu của gia tộc Wiki, những thủ tướng này phải phối hợp với gia tộc Wiki. Gia tộc này không chỉ là gia tộc thần bí có nhiều tiền ở Âu Mỹ, cũng là gia tộc nắm giữ chân tướng lịch sử. Trong lịch sử danh nhân Âu Mỹ, đa số đều từ gia tộc Wiki ra. Ví dụ như Nicolaus Copernicus, Galileo, Edison, Picasso, v.v. đều là thành viên của gia tộc Wiki. Nghe nói Tống gia có quan hệ với gia tộc Wiki, không ngờ là thật, lần này càng đáng sợ rồi.
người có thể vào gia tộc Wiki là danh nhân cấp thế giới, người gia tộc Wiki phái ra, có thể kém được sao? Hóa ra là ca tiên sinh của gia tộc Wiki, đúng là thất kính thất kính. Âu Dương Minh Nhật cung kính ôm quyền với người đàn ông râu quai nón nói. Ông ta là người có uy vọng ở Giang Nam, nhưng không tính là gì trước mặt nhà giàu cấp bậc thế giới như gia tộc Wiki, tất nhiên không thể thất lễ. Nhất là ca tiên sinh của gia tộc Wiki, ông ta càng không có đường hung hãn. Ca tiên sinh này sinh ra trong một gia tộc kiếm sĩ ở châu Âu, 8 tuổi bái kiếm thần phương Tây làm vi sư, 16 tuổi đã đánh bại sư phụ mình, thành tân kiếm thần. Ông ta từng đến các quốc gia, không một kiếm sĩ nào đỡ được một kiếm của ông ta. Trải qua nhiều năm như vậy, nghe nói kiếm thuật của ông ta đã đạt tới đỉnh cao. Ở nước ngoài có một bảng tương tự hắc bảng, tên là Thiên Bảng. Trên bảng này đều là cao thủ ở địa cầu, Lâm Thiên Nam và Vạn Thiên Tuyệt đều là cao thủ trên Thiên Bảng, ca tiên sinh cũng ở trên Thiên Bảng, thứ tự của ông ta trên Thiên Bảng đã đứng trên Vạn Thiên Tuyệt. Bởi vì thực lực cường đại của ông ta, lúc này mới được gia tộc Wiki chiêu nạp vào. Người như vậy, thất lễ là chết. Âu Dương tiên sinh khách sáo rồi, mọi người cứ tiếp tục đi, tôi chỉ nhìn thôi. Người đàn ông râu quai nón khẽ nâng cằm nói. Giọng điệu lạnh nhạt không để bất luận kẻ nào vào trong mắt, ngay cả Mạc Phàm cũng như vậy, không lọt vào mắt ông ta. Âu Dương Minh Nhật không tức giận, cười khẽ, rời mắt nhìn Mạc Phàm. Tiểu tử, ca tiên sinh đã đến đây rồi, cậu còn không chịu cúi đầu. Mạc Phàm liếc mắt nhìn người đàn ông quai nón một cái, cũng chỉ cười khẽ. Còn chưa đủ, nếu các người chỉ có chuẩn bị như thế, vậy ở lại hết đi. Hắn vừa nói những lời này, không ít người ở đây nhíu mày. Mạc Phàm đã bị giam, xung quanh còn nhiều cao thủ trấn trận như vậy, vậy mà khẩu khí còn lớn đến thế. Không phải tiểu tử này còn quân bài khác chưa lật đấy chứ? Âu Dương Minh Nhật ngầm suy nghĩ nói. Ngay cả vẻ mặt của ca tiên sinh gia tộc Wiki cũng thay đổi. Hai trận pháp này vô cùng huyền diệu. Cho dù ông ta rơi vào bên trong cũng khó thoát ra được, tiểu tử này lấy đâu ra tự tin thế? Tống Minh Huy cười nham hiểm, không để những lời Mạc Phàm nói lọt vào tai. Mạc tiên sinh, nếu tin tức của tôi không sai, có người đã đến Đông Hải, mục tiêu là ai thì không cần tôi nói, chắc là cậu còn chưa biết, nếu mọi thứ hiện giờ không thể khiến cậu cúi đầu, vậy tin tức này đủ rồi chứ? Tống Minh Huy cười đắc ý nói. Ông ta ngoại trừ nghĩ trăm phương ngàn kế đối phó Mạc Phàm ra, cũng chú ý hành động của những thế lực khác. Đám người này vừa đến Đông Hải, đã bị người của hắn phát hiện. Đúng rồi, bọn họ vốn khó tiến vào Đông Hải, được sự giúp đỡ của tôi, chắc là lúc này bọn họ đến biệt thự số 9 Vân Trung Thự rồi. Tống Minh Huy nói tiếp. Mắt Lưu Nguyệt như mở to, vẻ mặt thay đổi. Có khả năng người Tống Minh Huy nói đến bắt đám tiểu vũ Đông Hải. Ở đó chỉ có Moria thủ hộ, đám tiểu vũ gặp nguy hiểm rồi. Tống Minh Huy, Mạc gia chúng tôi không đắc tội ông, vì sao ông lại đối xử với Mạc gia tôi như vậy? Mạc gia bà không đắc tội tôi, nhưng Mạc gia bà phát triển quá nhanh, các người không chịu cúi đầu, vậy thì ở lại hết đi. Tống Minh Huy cười nói. Tống gia bọn họ tích lũy mấy trăm năm, mới có địa vị hôm nay. Một Mạc gia chưa tới một năm đã sắp dẫm nát trên đầu Tống gia bọn họ. Sao ông ta có thể nguyện ý? Tống gia bọn họ muốn dẫm Mạc gia, trở thành nhà giàu có số một Giang Nam. Ông, Lưu Nguyệt như nghiến răng, tức không nói nên lời. Tống Minh Huy, ông có biết cuộc đời này tôi ghét nhất gì không? Mạc Phàm híp mắt nhìn chằm chằm Tống Minh Huy nói. Tống Minh Huy nhìn về phía Mạc Phàm, vốn là nhíu mày, sau đó hiện lên tươi cười đê tiện. Mong Mạc tiên sinh chỉ giáo. Tôi ghét nhất có người động vào người nhà tôi. Cho đến bây giờ tôi giết vô số người, người dám đả thương người nhà tôi đều phải chết, ông cũng vậy. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Tống gia đối nghịch với Mạc gia không sao, nhưng Tống gia dám giúp người khác bắt đám tiểu vũ. Chết! Một chữ nổ tung, trong mắt hắn nở rộ hào quang. Đám Tống Minh Huy nhướng mày, sau đó cười khinh thường. Tiểu tử, cậu muốn giết Tống Tổng, phải ra khỏi đó trước, nếu cậu không ra khỏi đó được. Vẫn nên nhìn chúng tôi diệt Mạc gia cậu đi. Lâm Thiên Thành cười nói. Lâm Tổng, đừng để ý đến tiểu tử này, chúng ta nhanh đi thu thập Mạc gia đi, có gì hay để nói với người bị giam chứ? Mộc Hồng Bân liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, nói. Lâm Thiên Thành giống như chưa chơi đã, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái.
Mạc đại sư, rốt cuộc cậu có thể ra khỏi đó hay không, nếu không ra được chúng tôi đi đó. Cậu ta ra khỏi đó, làm sao có thể? Âu Dương Minh Nhật hừ lạnh một tiếng nói. Ông ta vừa nói xong, tinh quang trong mắt Mạc Phàm lóe đến cực hạn. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, lộ ra cười mỉa. Các người nhìn kỹ cho tôi. Hắn vừa nói những lời này, vẻ mặt mọi người ở đây thay đổi. Không hay rồi. Ca tiên sinh nhận ra được dị dạng trước tiên, tinh quang nở rộ trong mắt ông ta. Ông ta cong người, như liệp báo muốn vồ mồi, dưới chân vừa động, trong chớp mắt bức tường vỡ vụn, ông ta liền đến bên ngoài đình nghỉ mát. Một tay ông ta vươn ra, một đại kiếm phương Tây đầy hoa văn xuất hiện trong tay ông ta. Trên tay rung lên, một thập tự kiếm như thập tự giá Giê-xu xuất hiện trên mũi kiếm của ông ta, chỉ đợi Mạc Phàm đi ra, liền chém Mạc Phàm. Ngoài ca tiên sinh, sắc mặt lão giả tóc hoa râm mặc đồ xanh, phu nhân mặc cung trang thay đổi, trong mắt đều là khó mà tin. Làm sao có thể? 18 người cùng khiếp sợ. Trong đình, tinh quang trong mắt Mạc Phàm chớp lóe đến mức tận cùng, quang mang chói mắt bao phủ cả người hắn. Hào quang chớp lóe thu lại, mái tóc vốn ngắn của hắn nhanh chóng dài ra, tựa như thác nước màu đen, chảy tới bên hông. Cơ thể của hắn cũng cao hơn, trong chớp mắt đã cao hơn 1m8. Không tính là cao ngất nhưng cao hơn trước nhiều. Dung mạo của hắn thay đổi, khuôn mặt không tính anh Tuấn lúc trước thay đổi, thay vào đó là gương mặt anh Tuấn hoàn mỹ, mỗi một độ cong, đường cong đều như được khắc ra. Trang phục thoải mái trên người hắn, cũng biến thành trường bào màu trắng, chữ Y màu vàng thêu trước ngực hắn. Cả người giống như tiên nhân hạ phàm không nhiễm bụi trần, toàn thân tỏa bạch quang nhàn nhạt, kình phong như sóng biển tỏa ra bốn phương tám hướng. Vẻ mặt hắn lạnh nhạt, khẽ nâng mí mắt, không vui không buồn nhìn những người ở đây. Đám Lâm Thiên Thành vừa rồi còn cười đắc ý, cuối cùng không cười nổi. Chuyện này, đây là... Mắt Lưu Nguyệt Như cũng mở to, nhìn Mạc Phàm với vẻ khiếp sợ. Lúc trước Mạc Phàm dựa vào đôi mắt trong suốt, đã khiến bà hồn khiên mộng nhiễu. Mạc Phàm hiện giờ khiến bà có kích động muốn quỳ xuống, hôn ngón chân Mạc Phàm. Đây là Mạc tiên sinh sao? Ánh mắt Mạc Phàm rét lạnh, nhìn về phía phu nhân mặc cung trang. Các người nghĩ rằng chỉ là một cửu khúc hoàng sa trận giam giữ được Vạn Thiên Tuyệt, có thể giam được tôi sao? Hắn khẽ cử động, tiếng răng rắc vang lên, 18 tỏa liên 7 màu quấn hắn và Lưu Nguyệt Như đứt đoạn. Tiểu tử, cậu nghĩ cửu khúc hoàng sa trận đơn giản như vậy sao, cậu quá coi thường chúng tôi rồi. Phu nhân mặc cung trang hừ lạnh một tiếng nói. Đừng nói lời vô nghĩa với cậu ta. Để tiểu tử này thua tâm phục khẩu phục đi. Người đàn ông tóc hoa râm mặc đồ xanh nói. Tiểu tử này ở trong thiên trận, còn phá vỡ những tỏa liên kia, thực lực không thể khinh thường. Tỏa long. 18 người rơi lần lượt xuống đất, bao vây hai vòng một lớn một nhỏ, mỗi vòng đều có 9 người, một trận hoàng phong xuất hiện quanh bọn họ. Những người này có người nhanh chóng tạo kết ấn, có người lấy pháp khí ra cắm xuống đất, có người tay vỗ lên đất. Một đám trận pháp ngoài tròn trong vuông xuất hiện dưới chân bọn họ. Bùm, mặt đất chấn động, như động đất, từng sợi tỏa liên 7 màu có kích cỡ cánh tay xuất hiện. Những tỏa liên này hơi dương cao, như độc long chui từ dưới đất ra, đè về phía Mạc Phàm. Sắc mặt đám Âu Dương Minh Nhật, Lâm Thiên Thành thay đổi, vội vàng lùi ra ngoài đỉnh hóng mát. Những người này chiến đấu với Mạc Phàm cho dù là Âu Dương Minh Nhật cũng không có tư cách nhúng tay, vẫn nên lùi sang một bên tốt hơn. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nhìn thoáng qua 18 tỏa liên cự đại, vẻ mặt như giếng cổ, không có một chút thay đổi. Tỏa long không khóa được tôi đâu, đổi trấn địa đi, nếu các người có thể thi triển. Cửu khúc hoàng sa trận là trận pháp cấp trung, có tổng cộng 4 cảnh giới, khốn xa, tỏa long, trấn địa, phong thiên, uy lực tầng sau cao hơn tầng trước. Đám người đàn ông tóc hoa râm mặc đồ xanh và mỹ phụ mặc cung trang nhíu mày, trong mắt lóe lên giận dữ. Tiểu tử, đợi cậu phá được tỏa long rồi nói sau. Mỹ phụ mặc cung trang nghiến răng nói. 18 tỏa liên đột nhiên đánh xuống, trong chớp mắt đã đến đỉnh đầu Mạc Phàm, đánh xuống đầu Mạc Phàm như thiên thạch rơi xuống khu vực vạn quân. Còn chưa tới người Mạc Phàm, tảng đá gần Mạc Phàm đã tứ phân ngũ liệt. Mạc Phàm lắc đầu, cười nhạt. Tôi nói các người không được, thì các người không được, vùng vẫy là vô ích. Hắn nói xong khẽ ngẩng đầu. Trong mắt chớp lóe tinh quang. Cút. Một chữ thốt ra,
dòng khí cường đại như thủy đập tích trữ trăm năm bỗng nhiên mở khóa, nổ lớn mà ra. 18 tỏa liên còn chưa tới trước người Mạc Phàm, ầm ầm hóa thành cát vàng, thổi về phía đám Âu Dương Minh Nhật. Vẻ mặt mọi người ở đây thay đổi. Mặt đám Lâm Thiên Thành xám như cho tàn, dự cảm không hay đột nhiên xuất hiện trong lòng bọn họ. Không phải tiểu tử này phá gió mà ra đấy chứ. Bọn họ đối phó với Mạc gia như vậy, nếu Mạc Phàm phá gió mà ra, bọn họ sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Mục Hồng Bân vốn có chút lo lắng, thấy một màn như vậy, cơ thể không tự chủ được run rẩy. Một lão tổng khác lắc đầu lùi về sau. 18 người của thủ hộ nhất tộc, lại càng như thấy quái vật. 10 năm trước, khi bọn họ đối phó Vạn Thiên Tuyệt sử dụng khốn xà là đủ. Uy lực của tỏa long còn trên khốn xà rất nhiều, vậy mà không chịu nổi một chữ cút của Mạc Phàm. Phải biết rằng trận pháp như cạm bẫy, cần phải chuẩn bị trước, công tác chuẩn bị nhiều thì uy lực cũng vô cùng cường đại. Trận pháp bọn họ tỉ mỉ bố trí, nếu người khác dùng hết pháp khí và thủ đoạn, không chắc có thể phá được. Dùng với Mạc Phàm, một chữ phá giải, không có động tác dư thừa nữa, ngay cả ngón tay đều không động một phen. Tiểu tử này khủng bố bao nhiêu? Xem ra 18 người các ông còn chưa hiểu ngầm đến mức sử dụng được chấn địa, tôi sẽ cho các ông biết thế nào là chấn địa của cửu khúc hoàng sa trận. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, dẫm mạnh xuống dưới chân, cả xá sơn nhoáng lên một cái, giống như sắp sập. Trong chớp mắt 9 đạo bạch quang xuất hiện dưới chân hắn đến dưới chân vòng 9 người của thủ hộ nhất tộc, 9 phù văn có khắc họa, trận kỳ màu sắc khác nhau xuất hiện. Bạch quang vừa đến trận kỳ chỉ sáng tắt vài cái, toàn bộ màu sắc biến thành màu trắng. Sắc mặt 9 người này thay đổi, những trận kỳ này đều là bọn họ bày ra, vậy mà bọn họ mất đi quyền khống chế bọn chúng. Nhanh ngăn cậu ta lại, cậu ta đang cướp trận kỳ của chúng ta. 9 đạo bạch quang tiếp tục bay ra ngoài, nhanh chóng đến dưới chân 9 người khác. Vòng 9 người đứng bên ngoài vội vàng tạo kết ấn, một đám pháp ấn bay vào trong trận kỳ, ý đồ ngăn cản Mạc Phàm cướp trận kỳ, bạch quang của Mạc Phàm lập tức dừng lại. 18 người các ông đều không phải đối thủ của tôi, các người nghĩ ngăn cản được sao? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Dưới chân hắn vừa động, sơn thể lại nhoáng lên một cái, bạch quang sáng hơn trước như gợn sóng đánh ra. 9 trận kỳ còn lại, không có bất luận năng lực chống cự gì, biến thành lá cờ màu trắng. Mỗi lần 9 lá cờ này bị Mạc Phàm cướp đoạt, hai tay Mạc Phàm nhanh chóng vũ động, 36 pháp ấn hoàn thành chưa tới 10 lần thở. Chấn địa, khởi. Mạc Phàm khẽ quát. 36 pháp ấn bay về phía 18 trận kỳ, trong chớp mắt khí tức quỷ dị xuất hiện từ mặt đất. Trong chớp mắt, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống, giống như bị ngọn núi đè ép. Đám Lâm Thiên Thành không phải võ giả, hai chân run rẩy không nghe lời. Chuyện này, khốn xà và tỏa long chỉ là hai tầng biến hóa đơn giản nhất của cửu khúc hoàng sa trận, ngưng tụ đại địa chi lực làm tỏa liên, lấy lực vạn quân giam giữ người bên trong. Đến chấn địa có thể động đến địa mạch, lấy địa mạch chi lực bao vây. 18 người bọn họ không thể hoàn thành tầng biến hóa này, không ngờ mình Mạc Phàm lại làm được. 18 người, còn không bằng mình Mạc Phàm. Đây là chấn địa thật sao? 18 người của thủ hộ nhất tộc khó có thể tin nói. Quỳ xuống. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mọi người vốn cảm thấy như có ngọn núi đè lên người, theo những lời Mạc Phàm vang lên, trong chớp mắt ngọn núi đè nặng thêm không ít. Ca tiên sinh nhíu mày, trường kiếm trong tay cắm xuống đất, trong chớp mắt mặt đất nổ tung. Mượn sức giật này, ông ta nhảy lên vài cái rơi xuống cây tùng cách đó không xa. Ánh mắt ông ta nhìn Mạc Phàm cũng thay đổi theo, không còn khinh miệt như trước, trái lại có chút thận trọng, tựa như nhìn đối thủ có thực lực ngang bằng. Ngoài ca tiên sinh ra, cho dù là thủ hộ nhất tộc, Âu Dương Minh Nhật, hay đám Lâm Thiên Thành, cộp một tiếng quỳ xuống hết. Ở đây ngoại trừ Mạc Phàm ra, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Thủ hộ nhất tộc nhíu mày, sắc mặt xanh mét. Cạm bẫy bọn họ chuẩn bị tỉ mỉ, không chỉ không giam được Mạc Phàm. Trái lại bị Mạc Phàm cướp đi trận kỳ, khiến bọn họ quỳ gối trong cửu khúc hoàng sa trận. Mặt đám Lâm Thiên Thành cũng không còn chút máu, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng trượt xuống, trong mắt đều là hoảng sợ. Tôi đã nói chuyện này không đáng tin, lần này xong rồi. Gia chủ tân nhiệm Phương gia vô cùng hối hận oán trách. Ông ta vốn không muốn đến đây, muốn đến Mạc gia xin lỗi, bị đám Lâm Thiên Thành và Tống Minh Huy khuyên bảo nhiều lần,
lúc này ông ta mới đồng ý tới, ai biết kết quả như vậy. Sợ cái gì, tiểu tử này chỉ khiến tôi quỳ xuống mà thôi, cậu ta không dám giết chúng ta đâu. Lâm Thiên Thành nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ hung dữ, không phục lắm nói. Mạc Phàm dám giết bọn họ, không chỉ không có người hợp tác với Mạc gia, xí nghiệp gia tộc bọn họ cũng bãi công. Đến lúc đó tỉnh Giang Nam có không biết bao nhiêu người thất nghiệp, ông ta không tin Mạc Phàm không sợ. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khinh thường. Muốn dùng bãi công uy hiếp tôi sao? Thế nào, tiểu tử, cậu sợ rồi sao? Nhanh thả chúng tôi ra, nếu không cậu không chịu được đâu. Lâm Thiên Thành nhìn Mạc Phàm, cười mỉa nói. Bãi công thì bãi công đi, tôi xem những gia tộc các ông không sợ chết đến mức nào. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên ánh sáng lạnh, vô cùng bình tĩnh nói. Lần này ai dám là địch với Mạc gia, có một giết một, có cả đám giết cả đám, mãi đến khi không ai dám xúc phạm Mạc gia hắn mới thôi. Những gia tộc Lâm gia muốn bãi công thì kệ, không có những gia tộc Lâm gia, sẽ có gia tộc khác đoạt thành. Tóm lại hắn sẽ không để bất luận kẻ nào gây bất lợi cho Mạc gia tồn tại, cho dù cả Giang Nam bãi công cũng không sao. Vẻ mặt Lâm Thiên Thành ngẩn ra, sắc mặt không có một chút huyết sắc. Thủ hộ nhất tộc của Lâm gia không phải đối thủ của Mạc Phàm, đã không thể dựa vào. Chỗ dựa lớn nhất của bọn họ là dùng thương trường Giang Nam áp chế Mạc Phàm, nếu Mạc Phàm thật sự dám giết, bãi công không thể duy trì được lâu, chỗ dựa sau cùng của bọn họ cũng ngâm nước nóng rồi. Mạc Phàm, cậu điên rồi. Điên sao? Mạc Phàm cười, làm như không nghe thấy. Hành động của đám Lâm Thiên Thành tựa như đám sói nói với hắn, cho dù cậu lại giết chúng tôi cũng không ăn cừu nữa, dùng chuyện này uy hiếp hắn mới điên. Các ông còn gì muốn nói? Mạc Phàm hỏi. Tiểu tử, cho dù cậu dám giết chúng tôi, cũng cần phải ra khỏi trận của Âu Dương gia tôi mới được. Âu Dương Minh Nhật quỳ trên đất, tức giận nói. Mạc Phàm có thể khống chế cửu khúc hoàng sa trận, nhưng muốn giết bọn họ, sẽ bị tiên trận ngăn cản. Cho nên Mạc Phàm chỉ có thể khiến ông ta quỳ xuống, không có khả năng giết bọn họ, trừ phi Mạc Phàm phá được tiên trận. Tiểu tử, tôi cảnh cáo cậu nhanh để chúng tôi đứng dậy, nếu không không có chút ưu đãi nào với cậu đâu. Âu Dương Minh Nhật nghiến răng nghiến lợi nói. Ông ta đường đường là người rất có uy vọng ở Giang Nam, thành viên của Long Hoa Hội Hoa Hạ. Vậy mà phải quỳ xuống với Mạc Phàm, điều này làm ông ta không chịu đựng được. Hả? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, trong mắt lóe lên lam quang, lạnh nhạt nhìn phía trên đỉnh nghỉ mát. Ông dựa vào trận pháp này đúng không? Thì thế nào, cậu phá được sao? Nếu cậu có thể phá được, sau này lão phu gặp cậu sẽ quỳ xuống. Âu Dương Minh Nhật không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Quỳ thì không cần, ông đợi chết là được. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Trận pháp này đa số người dưới kim đan không thể phá vỡ, có không ít người bị trận pháp này giam đến chết. Nhưng hắn là phần lớn người dưới kim đan kỳ kia sao? Lúc hắn ở kim đan kỳ đều phá được thần trận, loại trận pháp cấp trung này có thể giam được hắn sao, nhất là khi hắn đã luyện hóa được thái âm chi khí. Âu Dương Minh Nhật nhìn Mạc Phàm bình tĩnh như vậy, sắc mặt khó coi, chẳng lẽ Mạc Phàm có thể phá giải được tiên trận? Tiểu tử, cậu quá càn rỡ. Lão phu khuyên cậu làm chuyện gì cũng phải nghĩ đến hậu quả. Mạc Phàm cười khẽ, ý niệm vừa động, thái âm chi khí màu đen hóa thành 7 trường kiếm màu đen xoay tròn trôi nổi xung quanh hắn. 7 trường kiếm màu đen này vừa xuất hiện, trong chớp mắt nhiệt độ xung quanh hạ thấp rất nhiều. Đi! 7 kiếm khí màu đen phát ra tiếng ong ong, như cuồng long xuất hải, bay mang theo tiếng xé gió vang lên trên không đỉnh nghỉ mát. Keng keng, tiếng kim khí va chạm nhau vang lên. Hắc khí biến mất vào trong 7 góc đình nghỉ mát. Răng rác, một tầng hắc khí màu đen lan tràn ra xung quanh đình nghỉ mát. Chỉ trong chớp mắt, đình nghỉ mát bị huyền băng màu đen bao phủ. Nhưng màn hào quang 7 màu không biến mất. Vù vù, Âu Dương Minh Nhật thở phào một hơi, khóe miệng nhếch lên tươi cười thoải mái. Mạc Phàm đã phá giải trận pháp của thủ hộ nhất tộc, ông ta tưởng rằng Mạc Phàm thật sự có thể phá trận pháp này. Ai biết chỉ sợ bóng sợ gió một hồi. Đường đường là tiên trận, bị vũ khí hạng nặng oanh tạc cả ngày cũng không có vấn đề, sao có thể phá giải được dễ dàng như vậy? Tiểu tử, không phải cậu có thể phá được tiên trận này sao? Âu Dương Minh Nhật cười nói. Đám Lâm Thiên Thành cũng lau mồ hôi, nếu như ngay cả tiên trận này cũng bị Mạc Phàm phá, bọn họ sẽ không quỳ xuống đơn giản như vậy. Mạc Phàm,
nếu cậu không phá được tiên trận này, vẫn nên thả chúng tôi ra tốt hơn, nếu lát nữa chúng tôi không rời khỏi nơi này, sẽ có người ra tay với Mạc gia, nếu cậu không muốn người nhà cậu chết, thì nhanh thả chúng tôi ra. Lâm Thiên Thành cười nói. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Âu Dương Minh Nhật và Lâm Thiên Thành một cái, cười nhạt. Gần đến lúc rồi. Đến lúc gì? Âu Dương Minh Nhật nhướng mày, khó hiểu nói. Mạc Phàm không đáp, ngón tay sáng lên, Bạch Ngọc Kiếm xuất hiện trong tay hắn. Hắn rót linh khí vào trong trường kiếm, kiếm khí giải ra. Phá cho ta. Kiếm khí phun trào, trong chớp mắt dài ba trượng. Một đạo kình phong vô cùng sắc bén nổi lên, kiếm khí chém trên không đình nghỉ mát. Rầm. Trên đình nghỉ mát, ánh sáng bảy màu sáng lên rồi tắt. Răng rắc, trên không đình nghỉ mát như thủy tinh vỡ nát, hóa thành mảnh nhỏ rơi xuống. Xung quanh đình nghỉ mát lặng ngắt như tờ. Mắt Âu Dương Minh Nhật mở to, trong mắt đều là khó mà tin. Tiên trận nổi tiếng nhất của Âu Dương gia bọn họ, từng bảo vệ Âu Dương gia tránh thoát vô số tai nạn. Bất luận đối phương dùng võ đạo phách thiên liệt địa, thuật pháp lật chuyển sơn đến hà, hay vũ khí tiên tiến hủy diệt, đều không làm gì được tiên trận. Ai biết lại bị tám kiếm của Mạc Phàm hủy diệt một cách nhẹ nhàng. Không có khả năng, không có khả năng. Âu Dương Minh Nhật như điên rồi, lắc đầu nói. Trận pháp này do tiên nhân tạo ra, chỉ có tiên nhân mới phá hủy được, vì sao tiểu tử này hủy diệt được. Đám Lâm Thiên Thành nhìn hạt châu bảy màu và màn hào quang bảy màu trên đỉnh hóng mát bị nghiền nát, hóa thành bột phấn, nhìn 18 đạo bảy màu trên xá sơn biến mất trong gió, miệng há to, mãi mà không nói nên lời. Nếu phá giải cửu khúc hoàng sa trận vẫn chưa đủ chứng minh thực lực của Mạc Phàm, chắc tiên trận này đủ rồi. 18 người của thủ hộ nhất tộc cũng có biểu cảm tương tự, nhìn Mạc Phàm với vẻ khiếp sợ. Chỗ dựa lớn nhất của bọn họ là trận pháp, một khi tiên trận bị hủy, không còn gì có thể khống chế Mạc Phàm, bọn họ sẽ như thịt cá dưới dao của Mạc Phàm, mặc Mạc Phàm sâu xé. Tiểu tử, cậu là tiên nhân sao? Âu Dương Minh Nhật quát. Tiên trận là bảng hiệu của Âu Dương gia bọn họ, Mạc Phàm phá tiên trận của Âu Dương gia, không khác gì tát vào mặt Âu Dương gia bọn họ. Nếu Mạc Phàm là tiên nhân, có lẽ ông ta còn có thể tiếp nhận. Ông không có tư cách biết chuyện này, Mạc Phàm thản nhiên nói. Ở trong mắt những người khác Âu Dương Minh Nhật là người rất có uy vọng ở Giang Nam, nhưng ở trong mắt hắn chỉ là một lão nhân nịnh nọt, không có tư cách biết thân phận hắn. Sắc mặt Âu Dương Minh Nhật khó coi. Như bị tát trước mặt mọi người. Được lắm, hôm nay xem như lão phu thua trên tay cậu, nhưng cậu không thể giết tôi là thành viên của Long Hoa Hội Hoa Hạ, nếu cậu dám giết lão phu, quân đội cũng không bảo vệ được cậu. Phía sau Mạc Phàm có Tần Quỳnh và Lạc Phi hai tướng quân khai quốc, còn có tư lệnh Giang Thành, bối cảnh quân đội không thể nói là không sâu. Nhưng những bối cảnh này không thể so được với Long Hoa Hội, còn kém xa, chỉ cần một cú điện thoại của ông ta. Để thành viên Long Hoa Hội tới tìm tôi đi, ông có thể đi chết rồi. Mạc Phàm vung trường kiếm trong tay lên, cười khinh thường nói. Thành viên của Long Hoa Hội thì sao, cho dù chọc Mạc ra hắn là siêu cường quốc nước Mỹ cũng phải bị diệt. Phốc, trong mắt Âu Dương Minh Nhật đều là không cam lòng, đầu bay lên cao, máu tươi nhuộm đỏ đất. Chết! Đám Lâm Thiên Thành nhìn Âu Dương Minh Nhật bị chém đầu, vẻ mặt ngẩn ra, trong mắt đều là sợ hãi. Một đám người muốn rời đi, nhưng cơ thể như bị nam châm hấp dẫn, không thể động được, bóng ma tử vong bao phủ trong lòng bọn họ. Âu Dương Minh Nhật đều bị Mạc Phàm giết, ngay cả lông mày cũng không nhăn lại, bọn họ càng không có khả năng thoát khỏi. Mạc tiên sinh, Mạc đại sư, chúng tôi sai rồi, chúng tôi thề không là địch với Mạc gia nữa, cậu tha cho chúng tôi đi, chúng tôi nhất định sẽ đẩy Mạc gia thành gia tộc cường đại nhất, không đúng, cường đại nhất thế giới. Lâm Thiên Thành ăn nói khép nép. Mạc gia chúng tôi cần các ông đẩy sao, đi chết đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Bạch Ngọc Kiếm trong tay vung lên, Bạch Ngọc Kiếm như giải lụa màu trắng lướt một vòng quanh đám Lâm Thiên Thành. Đám Lâm Thiên Thành chỉ cảm thấy cổ đau xót, như bị con kiến cắn một phen, huyết tuyến lan từ cổ bọn họ ra. Máu tươi bắn ra, đầu người rơi xuống, đám Lâm Thiên Thành nghiêng người, lảo đảo sang một bên, đầu thân hai nơi. Mạc đại sư, thủ hộ nhất tộc chúng tôi nguyện ý bảo vệ Mạc gia các cậu, mong cậu thủ hạ lưu tình. Người đàn ông tóc hoa râm ủ rũ nói. Lúc này không chịu cúi đầu, sẽ có kết cục như đám Lâm Thiên Thành. Một chiếc chìa khóa các người còn không bảo vệ được,
cần các người có tác dụng sao? Mạc Phàm liếc mắt nhìn thủ hộ nhất tộc một cái, hỏi. Chuyện này, người đàn ông tóc hoa dâm nhíu mày, sắc mặt xanh đỏ bất định, không phản bác được. Nếu các người không uy hiếp người nhà tôi còn có thể thả các người rời đi, hiện giờ các người cũng đi chết đi. Trong mắt Mạc Phàm hiện lên ánh sáng lạnh, nói. Thủ hộ nhất tộc tượng trưng cho trung thành, một khi thề thủ hộ, đời đời kiếp kiếp sẽ không vi phạm. Vật thủ hộ ở đây, bọn họ sẽ ở đây. Vật thủ hộ không còn, bọn họ sẽ chết. Nhưng những người này uy hiếp người nhà của hắn, đã vứt bỏ cơ hội này. Bạch Ngọc Kiếm như cảm nhận được mệnh lệnh của Mạc Phàm, giống hai đạo ánh sáng xoay hai vòng, như cắt cỏ. A, à, tiếng kêu rên vang lên, 18 người của thủ hộ nhất tộc chết. Mạc Phàm rời mắt nhìn Tống Minh Huy đang quỳ trên đất, cơn gió lạnh xuất hiện thổi về phía Tống Minh Huy. Ông vừa nói, ông giúp người khác tiến vào Mạc gia Đông Hải tôi đúng không? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Chỉ trong phút chốc chết nhiều người như vậy, trên mặt Tống Minh Huy đã sớm không còn huyết sắc. Cơ thể ông ta run rẩy liên tục, hai mắt nhìn Mạc Phàm như nhìn tử thần. Biết sớm như thế, ông ta nhất định không nói với Mạc Phàm mình giúp những người khác tiến vào Đông Hải. Nhưng bây giờ hối hận cũng muộn rồi. Ca tiên sinh, cứu tôi. Tống Minh Huy như nắm được cọng rơm cứu mạng, kêu lên. Người duy nhất có thể cứu ông ta lúc này, chỉ có ca tiên sinh thần kiếm phương Tây. Chỗ dựa lớn nhất của ông là gia tộc Wiki. Ông xem chỗ dựa lớn nhất của ông không có tác dụng trước mặt tôi đâu. Mạc Phàm nhìn thoáng qua ca tiên sinh, lạnh nhạt nói. Hắn vừa mới mạnh hơn, còn chưa tìm được người luyện tập, kiếm ý toàn thân ca tiên sinh này mạnh hơn những người hắn từng gặp, dùng ông ta thử thực lực của mình, cũng thuận tiện để Tống Minh Huy và tất cả những người là địch với Mạc gia biết, bất luận là dựa vào cái gì đều thành giấy trước mặt hắn. Hửm, Tống Minh Huy hơi sững sờ, trên mặt hiện lên vui sướng sống sót sau tai nạn. Mạc Phàm không lập tức giết ông ta, trái lại đối phó với ca tiên sinh trước, lần này ông ta được cứu rồi. Tống gia bọn họ là đồng bọn hợp tác với gia tộc Wiki ở Hoa Hạ, ông ta biết rõ thực lực của ca tiên sinh hơn Âu Dương Minh Nhật. Ca tiên sinh không chỉ là kiếm thần phương Tây, đứng trên vạn thiên tuyệt ở trong thiên bảng, cũng được công nhận là kiếm sĩ số 1 ở địa cầu. Cho dù là gia chủ Hoa gia kiếm đạo thế gia cực mạnh ở Hoa Hạ, cũng chịu thua ca tiên sinh. Ca tiên sinh có tên là Kinh, cũng có ý là vua kiếm đạo. Mạc Phàm ngay cả tiên trận cũng phá giải được, quả thực thực lực không thể nghi ngờ. Nhưng một thuật sĩ khiêu chiến với kiếm sĩ số 1 thiên hạ, không khác gì muốn chết, tựa như nước gặp lửa. Chỉ sợ một kiếm cũng không đỡ được, Mạc Phàm đã thành vong hồn dưới kiếm của ca tiên sinh. Ca tiên sinh, Mạc tiên sinh là người lợi hại nhất ở Giang Nam chúng tôi, cậu ta muốn khiêu chiến với ông. Không biết ca tiên sinh có hứng thú đấu với Mạc tiên sinh hay không? Tống Minh Huy cười nham hiểm, dùng ngôn ngữ Latin cổ nói với ca tiên sinh. Mạc Phàm lắc đầu, cười khẽ, ánh mắt lạnh lùng nhìn ca tiên sinh cách đó không xa. Năm ngón tay hắn mở ra, Bạch Ngọc Kiếm quay về trong tay hắn. Nếu đến rồi, không chiến sẽ chết. Mạc Phàm dùng ngôn ngữ Latin cổ nói. Nếu ca tiên sinh này đã tiến vào, đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn. Còn Tống Minh Huy, ông ta nghĩ rằng hắn không hiểu tiếng Latin cổ sao. Kiếp trước hắn chu du chư thiên vạn giới, đi qua không biết bao nhiêu tinh cầu, nắm giữ đầu chỉ trên vạn ngôn ngữ Latin cổ là một trong số đó. Mạc Phàm vừa nói những lời này, huyết sắc mới xuất hiện trên mặt Tống Minh Huy được một chút biến mất lần nữa. Vậy mà cậu biết ngôn ngữ Latin? Tống Minh Huy kinh ngạc nói. Ngôn ngữ Latin cổ sớm đã không còn lưu hành. Cả thế giới chỉ còn một quốc gia sử dụng. Mạc Phàm là đứa bé chưa tới 20 tuổi, vậy mà biết ngôn ngữ Latin cổ, vậy chẳng phải những lời ông ta nói bị Mạc Phàm nghe được sao? Ông ta muốn dùng Mạc Phàm kích thích lửa giận của ca tiên sinh, thế này giống khéo quá thành vụng rồi. Cái đầu của ông khó mà tưởng tượng được bản lĩnh của tôi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Tống Minh Huy một cái, vân đạm phong khinh nói. Cậu biết tiếng Latin cổ thì thế nào? Cậu cũng không có khả năng là đối thủ của ca tiên sinh đâu. Tống Minh Huy tức giận nói. Ha ha, Mạc Phàm cười khẽ, không để ý đến Tống Minh Huy. Tống Minh Huy ngay cả hắn biết ngôn ngữ Latin cổ đã không tưởng tượng nổi, sao có thể biết trình độ kiếm thuật của hắn. Ra tay ông còn khả năng sống sót, nếu không, chết. Mạc Phàm nói với ca tiên sinh.
Ca tiên sinh nhìn từ trên cao xuống, khẽ híp mắt, nhìn Mạc Phàm. Tiểu tử, cậu chắc chắn muốn khiêu chiến với tôi không? Nếu bây giờ cậu thu lại câu nói kia, tôi mang Tống Minh Huy đi, đảm bảo cậu không ra tay được với Tống gia, tôi có thể coi như không nghe thấy. Tống gia là đại diện của gia tộc Uy Kỳ ở Hoa Hạ, lần này ông ta tới đây là để bảo vệ Tống gia, tất nhiên không thể để Tống Minh Huy chết dưới tay Mạc Phàm. Còn Mạc Phàm khiêu chiến, quả thật thực lực của Mạc Phàm không tệ, trái lại ông ta có chút hứng thú chơi với Mạc Phàm. Nhưng nơi này là Hoa Hạ, nếu không ra tay thì không ra tay tốt hơn. Ông ta không đi được, ông cũng đừng nghĩ chuyện chạy trốn, Mạc Phàm nói khẽ. Ca tiên sinh này dám xuất hiện, đó là đứng với Tống gia phía đối diện Mạc gia, còn muốn rời đi với Tống Minh Huy. Còn muốn chạy, phải hỏi kiếm trên tay hắn có đồng ý hay không. Bạch Ngọc kiếm trong tay hắn như cảm nhận được ý niệm của Mạc Phàm, lập tức ong ong chấn động không ngừng. Ca tiên sinh nhíu mày, trong hai mắt như giếng cổ hiện lên chút ánh sáng lạnh. Quả thật ông ta có chút e ngại nơi này là Hoa Hạ, nhưng cũng e ngại chút mà thôi, không có nghĩa là ai cũng có thể khiêu khích uy nghiêm của ông ta. Giết Mạc Phàm quay về châu Âu, Hoa Hạ có năng lực làm gì ông ta? Tiểu tử, cậu biết cậu đang nói chuyện với ai không? Giọng nói không nóng không lạnh, lại làm người ta cảm thấy rất áp lực. Mạc Phàm phá giải tiên trận một cách dễ dàng, đổi lại là ông ta tuyệt đối không thoải mái như Mạc Phàm. Nhưng đạo sĩ Hoa Hạ vốn am hiểu phá trận, như con chuột am hiểu đào hang. Mà ông ta là kiếm sĩ đệ nhất thiên hạ, am hiểu giết người nhất. Khoảng cách gần như vậy, chắc chắn đạo sĩ như Mạc Phàm không thoát khỏi một kiếm của hắn. Lưu Nguyệt như đứng sau Mạc Phàm không tự chủ run rẩy cả người, không hiểu sao đáy lòng phát lạnh. Nếu ông không ngăn được kiếm của tôi, ông là ai đều không quan trọng. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nói. Hắn không quan tâm ca tiên sinh là ai, như con người chưa bao giờ quan tâm con kiến mình dẫm chết tên là gì, hắn cần phải biết những chuyện này sao? Ca tiên sinh, tiểu tử này quá kiêu ngạo, rõ ràng là không coi trọng ông, mau giết cậu ta. Tống Minh Huy châm ngòi nói. Chuyện của tôi không tới lượt ông xen mồm. Ca tiên sinh lạnh lùng liếc Tống Minh Huy một cái nói. Ở trong mắt ông ta Tống Minh Huy chỉ là một tôi tớ làm việc cho gia tộc Uy Kỳ. Một tôi tớ cũng dám khoa chân múa tay với ông ta, không biết sống chết. Sắc mặt Tống Minh Huy thay đổi, vội vàng không dám thở mạnh. Lúc này ca tiên sinh mới lạnh lùng nhìn Mạc Phàm, ánh mắt phát lạnh theo, như hàn băng lợi kiếm ra khỏi vỏ. Tiểu tử, cậu vốn dĩ có thể còn sống, nhưng bây giờ cậu chọc giận tôi sẽ khiến cậu hối hận vì câu nói lúc trước. Một tiểu thuật sĩ Hoa Hạ như Mạc Phàm cũng dám khinh thường ông ta, chỉ có thể chết. Ông ta nắm chặt tay, Tây Dương kiếm hoa lệ lúc trước xuất hiện trong tay ông ta lần nữa. Tay ông ta chấn động, chữ khắc trên thân kiếm kia lập tức phát sáng, lực hút vô cùng bá đạo lập tức xuất hiện. Linh khí, mây mù 10 dặm quanh đó bị lực hút này hút đi, bắt đầu khởi động điên cuồng, như hải nạp bách xuyên nhập vào trong Tây Dương kiếm. Dưới xá sơn, một đám du khách đang đi xuống núi bỗng nhiên kêu lên. Mau nhìn, đó là long hấp thủy sao? Chỉ thấy tầng mây trên xá sơn nối liền nhau, đỉnh xá sơn biến thành thứ như cái phễu, hình thành cột nước như long hấp đại hải. Gì mà long hấp thủy, nơi này không phải biển, làm gì có yêu quái nuốt mây nhả khói. Một du khách khác xanh mặt nói. Vừa rồi cầu vồng đầy trời, sau đó sơn thể bắt đầu chấn động, hiện giờ lại nuốt mây nhả khói, không thể nào không làm bọn họ hoài nghi. Đừng đoán nữa, hẳn là có cao thủ tuyệt thế ra tay ở đây. Mới có thay đổi khác thường như vậy, chắc chắn người đắc tội cao nhân kia sẽ gặp xui xẻo, chúng ta nên nhanh rời đi tốt hơn, nếu không rất có khả năng người gặp tai họa là chúng ta. Một du khách võ giả liếc mắt nhìn đỉnh núi một cái, kiêng kỵ nói. Uy thế lớn như vậy, rất có khả năng là tiên thiên tông sư trong truyền thuyết. Đúng vậy, không có việc gì làm lại đi đắc tội cao thủ tuyệt thế, khiến chúng ta leo núi như bò. Một người phụ nữ oán hận. Đừng nói nữa. Nhanh đi thôi, cao thủ kia sẽ thu thập người này giúp chúng ta. Một đám người vội vàng đi xuống núi, như sợ gặp tai họa. Đỉnh núi, lượng lớn linh khí và mây mù lao nhanh vào trong Tây Dương kiếm, ngoại trừ chữ khắc trên Tây Dương kiếm sáng lên, thì không có gì thay đổi. Nhưng năng lượng khiến tim người ta đập nhanh tùy ý mà ra. Lưu Nguyệt như ở trong trận pháp của Mạc Phàm, cũng giống như bị người ta nắm lấy cổ, rất khó thở. Sắc mặt Tống Minh Huy trắng bệch,
quỳ trên đất thở hổn hển, những thị nữ của Âu Dương gia sớm đã hôn mê bất tỉnh, không còn một mống. Chỉ chưa tới ba lần thở, cái phễu bị Tây Dương kiếm cắn nuốt, bầu trời xanh một cách kỳ lạ, không có một chút mây. Ong ong, hình như Tây Dương kiếm rất hưng phấn, phát ra tiếng ong ong, trong không khí chỗ nào cũng áp lực đến cực hạn. Vốn vì chấn địa tồn tại, áp lực đỉnh núi khiến không ai nhúc nhích được, hiện giờ như trời sập xuống, từng đạo khe hở xuất hiện trên mặt đất, lan tràn ra xung quanh. Còn chưa ra tay đã có uy thế này, đủ để thấy đáng sợ của ông ta. Tiểu tử, nếu cậu có thể ngăn được một kiếm này của tôi có thể không giết cậu. Ánh mắt Ca Tiên Sinh phát lạnh, cười mỉa nói, trong mắt hiện lên tàn nhẫn. Nếu Mạc Phàm thật sự ngăn được một kiếm của ông ta, tất nhiên ông ta sẽ thả Mạc Phàm, nhưng có khả năng này sao? Vẻ mặt Mạc Phàm không đổi, cười như không cười. Nếu ông đỡ được nửa kiếm của tôi sẽ thả ông rời đi. Nửa kiếm? Ca Tiên Sinh hơi híp mắt, ngọn lửa lập tức dấy lên, phẫn nộ trước nay chưa từng có. Ông ta đường đường là thần kiếm, vậy mà tiểu tử này bảo ông ta đỡ nửa kiếm. Ông ta chưa từng gặp thuật sĩ nào liều lĩnh như vậy, nhất là nhỏ tuổi như thế. Tiểu tử, cậu muốn chết à? Ông ta giơ cao Tây Dương kiếm lên, chém mạnh về phía Mạc Phàm. Thanh kiếm này vừa động, một trường kiếm khí dài 15 trượng xuất hiện, treo trên đỉnh núi Xá Sơn, như kiếm treo trên bầu trời, chém xuống phía Mạc Phàm. Cát bay, đá chạy, thậm chí là không khí ở xung quanh, đều giống như thanh kiếm của ông ta, nhanh chóng chém Mạc Phàm. Bầu trời vốn trong xanh, theo một kiếm này, ánh nắng tối dần đi, giống như lúc nhật thực. Rõ ràng chỉ là một kiếm, lại dẫn đến thiên tượng. Một kiếm kinh thiên. Chuyện này. Mắt Tống Minh Huy mở to, hít thở từng ngụm, trên mặt tràn đầy vui mừng như điên. Một kiếm lợi hại như vậy, Mạc Phàm có bản lĩnh đỡ được sao? Hô hô, Mạc Phàm chết chắc rồi. Vẻ mặt Lưu Nguyệt như sửng sốt, hai mắt nhìn chằm chằm một kiếm này, trong đôi mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Mạc Phàm rất lợi hại, nhưng một kiếm đáng ngạc nhiên như vậy, Mạc Tiên Sinh có thể đỡ được sao? Dưới chân núi, mọi người vốn đang chuẩn bị xuống núi cũng dừng bước hết. Không phải bọn họ không muốn đi, mà hai chân bọn họ không nghe lời, giống như dính trên mặt đất không nhúc nhích, đầu gối không ngừng run rẩy. May mà bọn họ cách đỉnh núi khá xa, nếu không chắc chắn bọn họ sẽ quỳ xuống. Từng đôi mắt tràn đầy khiếp sợ, không tự chủ được nhìn về phía đỉnh núi, hình ảnh cự kiếm lơ lửng giữa trời chiếu vào mắt bọn họ, mắt cả đám mở to. Trời ạ, đây là thiên kiếm sao? Một kiếm như vậy có thể chém đôi Xá Sơn rồi. Đây là cao thủ tuyệt thế, thật đáng sợ. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, trong mắt chớp lóe tinh quang, liếc mắt nhìn Ca Tiên Sinh một cái. Không thể không nói kiếm thuật của Ca Tiên Sinh này vô cùng kinh người. Kiếm thuật bình thường chỉ lấy tốc độ, lực lượng, kỹ xảo đối địch. Kiếm thuật nhập môn lấy khí ngự kiếm, mượn khí phát huy uy lực cường đại. Kiếm thuật trung cấp lấy ý ngự kiếm. Đa số tiên thiên tông sư dùng kiếm ý khổng lồ khiến tất cả mọi thứ xung quanh hắn đều thần phục dưới kiếm ý của hắn, trở thành kiếm của hắn. Trên lấy ý ngự kiếm, là lấy thế ngự kiếm. Ca Tiên Sinh này đã tiếp xúc đến mặt thế, mượn thiên địa đại thế phá hủy toàn bộ. Thậm chí có thể nói, một kiếm này đã có hình thức sơ khai của kiếm pháp tiên gia. Tuy còn chưa phải kiếm pháp tiên gia, cũng đã là kiếm sĩ mạnh nhất hắn từng gặp trên địa cầu từ trước đến nay, nhưng mà... Hắn cười khẽ, ý niệm vừa động, linh khí không hề giữ lại rót vào trong bạch ngọc kiếm. Bạch ngọc kiếm run lên, vẽ ở trong không trung như vẽ tranh. Không có linh áp khổng lồ, cũng không có khác thường gì, chỉ có bốn đóa hoa sen màu xanh trong bạch ngọc kiếm huyễn hóa ra, kiều diễm ướt át như phỉ thúy, xoay tròn quanh bạch ngọc kiếm, ngưng thật lâu mà không tiêu tan. Ca Tiên Sinh nhướng mày, lộ ra chút khinh thường. Nếu tiểu tử này dùng pháp thuật, có lẽ còn chắn được. Dù sao Mạc Phàm là thuật sĩ, am hiểu thuật pháp, trận pháp nhất. Nhưng tiểu tử này lại so kiếm thần với ông ta, không khác gì câu nói múa đao trước mặt quan công của Hoa Hạ, không biết tự lượng sức mình. Tiểu tử, câu đây là đang tự tìm nhục đó. Ca Tiên Sinh lạnh lùng nói. Đợi ông đỡ được nửa kiếm của tôi đã rồi nói sau. Mạc Phàm cười nhạt nói. Hừ, kiếm thuật Hoa Hạ như người Hoa Hạ, nhìn thì vô cùng tinh xảo vô cùng hoa lệ. Thực ra không có tác dụng gì, tôi sẽ cho cậu thấy rốt cuộc cậu ngu ngốc bao nhiêu. Ca Tiên Sinh khinh thường nói. Công phu Hoa Hạ nổi tiếng thế giới,
lúc ông ta mới thành danh khiêu chiến với không ít võ giả Hoa Hạ, ngoại trừ Lâm Thiên Nam và Vạn Thiên Tuyệt ông ta chưa động tới, những người khác không có một ai đỡ được một kiếm của ông ta, càng không có một người Hoa Hạ kích thích được ý chí chiến đấu của ông ta. Thái Cực Kiếm, Truy Hồn Đoạt Mệnh Kiếm, Đạt Ma Kiếm Pháp, Ngọc Nữ Kiếm Pháp nổi tiếng Hoa Hạ đều là nghệ nhân trồng hoa, chỉ có thể đối phó người thường được thôi. Ông ta thu hồi tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên đấu khí màu trắng trong cơ thể rót hết vào Tây Dương Kiếm, ngôn ngữ Latin cổ truyền từ miệng ông ta ra. Thiên băng. Không khí vốn gần như ngưng kết, trở nên giống như vạn tấn thuốc nổ ném vào nham thạch nóng chảy trong núi lửa, khí tức bạo liệt tỏa ra, kiếm khí nhanh chóng chém về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm đứng dưới thiên kiếm, tóc dài phấp phới, quần áo tung bay, trên mặt không có bất luận lo lắng gì. Thanh liên xuất, cửu phương động. Bạch ngọc kiếm trong tay Mạc Phàm run lên, thanh liên kiếm hoa chém về phía khuynh thiên nhất kiếm của Ca Tiên Sinh. Một cái khai sơn liệt địa, hủy thiên diệt địa, khí thế vô cùng rộng lớn. Một cái đơn bạc không giống kiếm thuật, hoàn toàn không nhìn ra uy lực gì đáng nói. Hai kiếm khác biệt nhau hoàn toàn như vậy, rất nhanh chỉ còn kém một mét. Ca Tiên Sinh và Tống Minh Huy đều nhếch miệng cười, cười khẽ. Bốn đóa thanh liên còn chưa động vào thiên kiếm, liền bị năng lượng khủng bố của thiên kiếm tạo ra bao phủ, tựa như giấy hoa giấy trong ngọn lửa, trong chớp mắt bị hòa tan, không có tác dụng gì. Thiên kiếm 15 trượng không bị ngăn cản nửa chút, chém về phía Mạc Phàm như thế trẻ tre. Mạc Tiên Sinh, cẩn thận. Lưu Nguyệt như kích động nói, bà muốn xông về phía Mạc Phàm, nhưng không nhúc nhích được. Ca Tiên Sinh uy vũ. Tống Minh Huy thấy liên hoa của Mạc Phàm bị hủy đi, cười nịnh nọt nói. Ca Tiên Sinh hơi nhếch miệng, cười đắc ý. Tiểu tử, tôi nói rồi, kiếm thuật Hoa Hạ cậu không ra gì, vốn dĩ là tự tìm đường chết. Ông chắc chắn không? Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, cười khinh thường nói. Ca Tiên Sinh nhíu mày, sắc mặt thay đổi. Chỉ thấy không khí ở đỉnh núi gần như sắp nổ tung, trong chớp mắt bình phục rất nhiều, tựa như sóng biển mãnh liệt trong đại hải bị xuyên vào định hải thần châm, như thế giới hỗn độn chiếm được trật tự. Trường kiếm khí 15 trượng của ông ta lập tức nhỏ đi 1/3, chỉ còn lại 10 trượng. Ngay sau đó, cũng chỉ còn lại 5 trượng. Cùng lúc đó, khí tức thanh viễn, tự nhiên đang bạo liệt trong không khí đột nhiên xuất hiện, càng ngày càng rõ ràng. Theo khí tức này xuất hiện, đỉnh núi hỗn loạn nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, bốn đóa thanh liên biến thất trong gió kiếm lúc trước xông ra theo kiếm quang. Lúc trước cỡ miệng bát, giờ biến thành to bằng bồn tắm, gấp hơn 10 lần trước đó. Chỉ trong phút chốc, một kiếm vô cùng khủng bố của Ca Tiên Sinh còn chưa chém xuống người Mạc Phàm, đã biến mất không còn. Bốn đóa thanh liên xoay tròn bay quanh Ca Tiên Sinh, vây ông ta vào giữa. Rõ ràng chỉ là bốn đóa liên hoa nhìn không tạo ra được bất luận thương tổn gì, nhưng không ai hoài nghi uy lực của chúng nó. Miệng Tống Minh Huy há to, gần như có thể nhét vừa quả trứng ngỗng. Ông ta cảm nhận được một kiếm kia của Ca Tiên Sinh, cho dù là một chiếc xe thiết giáp hạng nặng cũng bị chém thành hai đoạn, thậm chí cả xá sơn cũng bị chém ra một lỗ hổng lớn. Một kiếm như vậy, lại bị mấy kiếm hoa của Mạc Phàm hấp thu đi, không thể làm được gì. Sắc mặt ông ta trắng bệt, cả người sụi lơ trên đất giống như bùn lầy, ánh mắt đờ đẫn, mãi mà không phản ứng kịp. Ca Tiên Sinh thua, sao lại có chuyện này? Lưu Nguyệt như chớp chớp mắt, giống như đang nằm mơ, không thể tin được đây là sự thật. Keng một tiếng, Tây Dương kiếm trong tay Ca Tiên Sinh rơi xuống đất, ông ta giống như không cảm nhận được, hai mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm, trong mắt đều là khó mà tin. Một kiếm vừa rồi của ông ta không nương tay, đã dùng toàn bộ thực lực của ông ta. Một kiếm như vậy, cho dù là Lâm Thiên Nam cao thủ số một Hoa Hạ cũng không nhất định đỡ được, lại bị một kiếm của tiểu tử này hóa giải. Nói một cách chính xác là nửa kiếm. Ông ta đường đường là kiếm thần phương Tây, đại sư kiếm thuật tiếng tăm lừng lẫy trên thiên bảng, lại bị đứa bé đánh bại bằng nửa kiếm. Chỉ nghĩ thôi, ông ta cũng cảm thấy rất buồn cười. Tiểu tử, rốt cuộc cậu dùng kiếm thuật gì vậy? Bắp thịt trên mặt Ca Tiên Sinh co rúm, quát ầm lên. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, nhìn Ca Tiên Sinh. Tôi là người Hoa Hạ, ông cảm thấy là kiếm thuật gì? Không có khả năng là kiếm thuật Hoa Hạ, nhất định là cậu học trộm kiếm thuật quốc gia khác. Mắt Ca Tiên Sinh mở to, lắc đầu liên tục, rõ ràng là không tin lời Mạc Phàm nói. Kiếm thuật Hoa Hạ không có tác dụng mấy, ông ta đã sớm từ bỏ kiếm thuật Hoa Hạ, thứ ông ta vứt đi lợi hại như vậy sao?
Mạc Phàm lắc đầu, cười lạnh lùng. Bạch Ngọc kiếm trong tay như dòng nước xoáy trong không trung, lấy góc độ khó mà tin đâm ra, âm thanh câu hồn đoạt phách lập tức vang không ngừng. Rõ ràng chỉ là một kiếm, lại giống như có trăm ngàn kiếm, làm cho người ta hoa cả mắt, hoàn toàn không nhìn ra là thật hay giả. Một kiếm đâm ra, cự thạch cao bằng một người cách xa 10 mét trực tiếp hóa thành thạch phấn. Đây là truy hồn trong truy hồn đoạt mệnh kiếm, giết ông không cần 1/3 kiếm. Sắc mặt Ca Tiên Sinh lập tức khó coi, gần như có thể vặn ra nước. Ông ta hiểu rất rộng phương diện kiếm thuật, tất nhiên nhận ra kiếm thuật này, quả thật là kiếm thuật hoa hạ. Người khác dùng kiếm thuật này, trước mặt bọn họ chỉ như vui đùa, Mạc Phàm chỉ dùng 1/3 kiếm là giết được ông ta. Chuyện này, Mạc Phàm không thèm để ý đến Ca Tiên Sinh, giơ hai ngón tay, thanh kiếm xẹt một cái, một đồ án thái cực tự thành. Đây là thái cực kiếm, giết ông không cần kiếm. Hắn vừa nói xong, cách Ca Tiên Sinh không xa, một cái động to xuất hiện lặng yên không tiếng động. Sắc mặt Ca Tiên Sinh khó coi hơn nhiều, ước gì có thể tìm một cái lỗ chui xuống. Nếu Mạc Phàm muốn giết ông ta bây giờ, quả thật không cần dùng kiếm có thể giết được. Đây là ngọc nữ kiếm. Đây là lưỡng nghi. Mạc Phàm nói liên tục mấy kiếm thuật có vẻ nổi tiếng ở Hoa Hạ, mỗi một kiếm thuật đều có thể giết chết Ca Tiên Sinh dễ dàng, đây đều là những kiếm thuật Ca Tiên Sinh cảm thấy chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Chỉ trong phút chốc, cao ngạo của Ca Tiên Sinh như khí cầu bị đâm thủng, ngay cả đầu đều không ngẩng lên được, không chỉ bị Mạc Phàm đánh bại, tâm trí cũng bị Mạc Phàm đả kích nặng nề. Lúc này ông ta cảm thấy kiêu ngạo nhiều năm của mình như cỏ dại ven đường trước mặt Mạc Phàm, không đáng nhắc tới. Bây giờ ông còn cảm thấy kiếm thuật hoa hạ có hoa không quả hay không? Mạc Phàm hỏi. Ca Tiên Sinh nghiến chặt răng, sắc mặt đỏ bừng, trán nổi gân xanh, mãi mới thốt ra được mấy chữ. Mạc Đại Sư, Uy Kỳ, kinh tôi nguyện bái cậu làm thầy, mong Mạc Đại Sư dạy tôi kiếm thuật hoa hạ, phịch. Ca Tiên Sinh quỳ xuống, đầu cũng sắp dán sát vào ngực. Tống Minh Huy và Lưu Nguyệt Như lại sửng sốt, gia tộc Uy Kỳ tự xưng là dưới thần, ý nói là ngoại trừ thần ra bọn họ là người cao quý nhất. Bọn họ không chỉ khinh thường màu da khác, còn chưa để người nào ngoài gia tộc Uy Kỳ vào mắt. Ca Tiên Sinh này đường đường là người của gia tộc Uy Kỳ, vậy mà quỳ xuống bái Mạc Phàm làm sư. Lưu Nguyệt Như hít vào một hơi khí lạnh, hai mắt Tống Minh Huy vô thần, như nhìn thấy tử thần. Nếu Ca Tiên Sinh thành đồ đệ của Mạc Phàm, Tống ra bọn họ xong rồi. Mạc Phàm cười lạnh lùng, vẻ mặt lạnh nhạt. Đồ đệ của Y Tiên bất tử hắn, ai cũng làm được sao? Tôi nói rồi, ông ngăn được nửa kiếm của tôi thì không chết, muốn trở thành đồ đệ của tôi, phải ngăn cản thập vạn bát thiên kiếm mới được. Sắc mặt Ca Tiên Sinh dữ dằn, vô cùng khó coi. Chỉ cần ông ta thành đồ đệ của tiểu tử này, không lâu sau kiếm thuật của ông ta không những đột phá nghiêng trời lệch đất, đánh bại Mạc Phàm đòi lại sỉ nhục hôm nay cũng không phải không có khả năng. Có ai ngờ tới ông ta đường đường là thành viên của gia tộc Uy Kỳ lại quỳ xuống xin Mạc Phàm, vậy mà vẫn bị Mạc Phàm từ chối. Cậu dám từ chối tôi, cậu đừng quên tôi là người của gia tộc Uy Kỳ, cậu không sợ bị diệt tộc sao? Gia tộc Uy Kỳ là cái thá gì? Ánh mắt Mạc Phàm phát lạnh, hỏi. Hắn ngay cả đại tông phái như Ngạo Nhật Sơn Tông và Võ Đế Quân Khương Lâm cũng không sợ, lại sợ gia tộc Uy Kỳ sao? Gia tộc như vậy, chỉ cần hắn muốn sẽ có 1000 biện pháp tiêu diệt. Tiểu tử, cậu muốn chết à? Ca Tiên Sinh tức giận nói. Ở trên địa cầu, chưa từng có gia tộc nào dám xem thường gia tộc Uy Kỳ bọn họ. Ha ha, ông có thể đi chết đi. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, không để Ca Tiên Sinh phản kháng, bốn đóa thanh liên bay về phía Ca Tiên Sinh, trong chớp mắt bao phủ Ca Tiên Sinh bên trong. Ca Tiên Sinh còn chưa kịp kêu, thanh liên hóa thành ngọn lửa màu xanh nhanh chóng nhạt đi. Ca Tiên Sinh biến mất theo, giống như chưa từng xuất hiện, chỉ có Tây Dương kiếm vẫn ở nơi đó. Đường đường là kiếm thần phương Tây, lại chết như vậy. Mạc Phàm rời mắt, nhìn về phía Tống Minh Huy. Chỗ dựa cuối cùng của ông đã chết, ông còn gì để nói? Tống Minh Huy như con chuột thấy chân long, thân thể không ngừng run rẩy, môi giật giật liên tục. Mạc Đại Sư, tôi biết ai đến Đông Hải, tôi có thể nói cho cậu, chỉ cần cậu tha cho tôi. Tống Minh Huy nói, giọng nói đã lắp bắp. Ngay cả Ca Tiên Sinh đã chết dưới tay Mạc Phàm, quả thật ông ta không còn chỗ dựa nữa. Ông nói la ra sao? Mạc Phàm cúi đầu, khinh thường nói. Hắn đã biết tin tức này,
cần Tống Minh Huy nói sao? Mắt Tống Minh Huy tối sầm lại, trong chớp mắt sắc mặt rất khó coi. Đúng vậy. Tôi sẽ tự mình đi xử lý La Gia, trái lại là ông, nếu ông không có lý do gì thuyết phục được tôi, ông cũng đi chết đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn nói những lời này xong, Bạch Ngọc Kiếm trong tay Mạc Phàm lập tức bay ra, chém về phía Tống Minh Huy. Tống Minh Huy nhìn Bạch Ngọc Kiếm bay tới, mắt mở to, tựa như nhìn thấy lưỡi hái tử thần. Chỉ cần bị kiếm này chém trúng, ông ta sẽ như đám Âu Dương Minh Nhật. Không thể chết được. Trên mặt ông ta lộ vẻ không cam lòng, ý nghĩ nhanh chóng chuyển động. Ngay khi Bạch Ngọc Kiếm sắp đâm tới mi tâm ông ta, trước mắt ông ta sáng lên. Nếu Mạc Tiên Sinh có thể giữ cái mạng nhỏ này của tôi, Mạc Tiên Sinh không cần giết nhiều người nữa, cảnh khốn quẫn của Mạc Gia cũng được giải trừ, còn có thể yên tâm đối phó La Gia. Tống Minh Huy nhắm chặt mắt, như bệnh tâm thần kêu lên. Mạc Phàm nhướng mày, ngón tay khẽ cử động. Bạch Ngọc Kiếm dừng lại chỉ cách mi tâm ông ta một ngón tay, một đạo kiếm khí bay vào trong mi tâm Tống Minh Huy, huyết châu chảy ra. Tay hắn khẽ nhúc nhích, Bạch Ngọc Kiếm quay về trong tay hắn. Giết Tống Minh Huy chỉ là chuyện một ý niệm trong đầu, đơn giản hơn dẫm chết một con kiến. Nhưng hắn giết Tống Minh Huy khó đảm bảo 50% người theo Tống gia sẽ quên đối địch Mạc gia. Phần lớn người này sẽ theo La gia, chỉ làm thế cục càng thêm phức tạp. Trái lại hắn không sợ đám người này, cho dù một quốc gia đối địch với hắn, hắn cũng không nhíu mày một cái. Nhưng nếu để Tống Minh Huy sống, quả thật có thể giảm bớt không ít phiền phức cho hắn. Quả thật ông còn chút tác dụng. Nghe thấy lời Mạc Phàm nói, Tống Minh Huy khẽ mở mắt ra, nhìn thấy Mạc Phàm đối diện mình, vội vàng thở phào một hơi sâu, tựa như người sắp chết chìm ngoi lên mặt nước, trong chớp mắt quần áo trên người ướt đẫm. Chỉ cần Mạc Tiên Sinh không giết tôi. Sau này Tống gia chúng tôi sẽ làm nô tài của Mạc gia, chuyện của Mạc gia là chuyện của Tống gia chúng tôi. Tống Minh Huy quỳ trên đất, khẩn thiết nói. Ca tiên sinh không đỡ được nửa kiếm của Mạc Phàm, trở thành tôi tớ của người như vậy cũng là một vinh hạnh, phân cao thấp với Mạc Phàm nữa hoàn toàn là tìm chết. Hai mắt Tống Minh Huy tràn đầy khẩn cầu nhìn Mạc Phàm, đợi Mạc Phàm trả lời. Xung quanh giống như chết lặng. Bốp bốp, mồ hôi to như hạt đậu rơi từ trán Tống Minh Huy xuống. Ông ta không dám thở mạnh. Mạc Phàm lắc đầu, Tống gia diệt. Mạc Phàm gật đầu, Tống gia sống. Vận mệnh của Tống gia bọn họ, dựa vào lắc đầu hay gật đầu này. Một lát sau, Mạc Phàm khẽ mở môi son. Đứng dậy đi, muốn trở thành nô lệ của Mạc gia tôi, ông còn chưa đủ tư cách, nhưng chỉ cần ông dụng tâm làm việc cho Mạc gia chúng tôi, ông không chỉ trở thành nô lệ của Mạc gia chúng tôi còn có thể khiến Tống gia ông thành gia tộc cường đại nhất Hoa Hạ. Vẻ mặt Tống Minh Huy sửng sốt, mãi mà không phản ứng kịp. Tôi không nghe lầm chứ. Sở dĩ ông ta mời gia tộc Wiki đến gây khó dễ cho Mạc gia, là muốn trở thành thế gia đứng đầu Giang Nam. Vậy mà Mạc Phàm có thể khiến Tống gia ông ta trở thành gia tộc cường đại nhất Hoa Hạ, bỗng nhiên ông ta có cảm giác vui như sống sót sau tai nạn. Chỉ cần ông tận tâm làm việc cho Mạc gia tôi. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Khiến Tống gia trở thành gia tộc cường đại nhất Hoa Hạ. Đối với người khác thì khó như lên trời, đối với hắn thì dễ như trở bàn tay. Tống gia chúng tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực cống hiến sức lực cho Mạc gia, nếu hài lòng, thiên lôi đánh xuống. Tống Minh Huy không nghe sai, ông ta giơ hai ngón tay lên, thề son sắt nói. Người khác hứa hẹn khiến gia tộc ông ta đứng đầu Hoa Hạ, chắc chắn ông ta sẽ không tin, dù sao Hoa Hạ có nhiều gia tộc cường đại như vậy, Tống gia bọn họ làm cách gì cũng không đẩy được bọn họ ra. Nhưng Mạc Phàm phá được tiên trận, giết chết ca tiên sinh, không thể nghi ngờ, Mạc Phàm có bản lĩnh này. Mạc Phàm nhìn lướt qua thể ấn chỗ mi tâm Tống Minh Huy, thu hồi Bạch Ngọc Kiếm. Ông lui xuống trước đi, cho ông 3 ngày, tôi không hy vọng thương trường Giang Nam còn tin gây bất lợi cho Mạc gia tôi, nếu không ông nhảy lầu đi. Dạ, tôi lập tức đi làm. Tống Minh Huy đứng dậy, cung kính cúi lạy Mạc Phàm một cái, rời khỏi đỉnh núi. Tay Mạc Phàm tạo pháp ấn, thuận tay phá giải pháp thuật trên người Lưu Nguyệt Như. Lưu Nguyệt Như thấy Tống Minh Huy rời đi, đôi môi hồng nhuận đóng lại mở. Bà có chuyện gì cứ việc nói với tôi là được. Mạc Phàm thấy Lưu Nguyệt Như muốn nói lại thôi, hỏi. Mạc tiên sinh tin tưởng Tống Minh Huy này sao? Lưu Nguyệt Như nhíu mày nói. Tống Minh Huy có tiếng là khẩu Phật tâm xà ở Giang Nam, bên này khách sáo với Mạc Phàm như vậy,
đợi lát nữa về Tống gia nói không chừng sẽ phản bội Mạc gia, nếu ông ta ăn ở hai lòng, ông ta không rời khỏi được đỉnh núi này. Mạc Phàm thản nhiên nói, một kiếm vừa rồi của hắn không đâm vào đầu Tống Minh Huy, nhưng một đạo kiếm khí tiến vào trong thức hải của ông ta. Nếu Tống Minh Huy dám phản bội hắn, cho dù Tống Minh Huy chạy trốn tới tinh cầu khác, giết chết Tống Minh Huy cũng là chuyện một ý niệm trong đầu hắn. Nếu như vậy, tôi yên tâm rồi. Lúc này Lưu Nguyệt Như mới thở phào nhẹ nhõm. Yên tâm đi, bây giờ cho dù bà lấy súng ép ông ta phản bội, ông ta cũng không phản bội. Mạc Phàm cười nói. Dưới ngự đơn giản là bốn chữ cưỡng ép dụ dỗ, cưỡng ép, dụ dỗ hắn đều làm hết rồi, trừ phi Tống Minh Huy là kẻ ngốc, nếu không sẽ không hài lòng. Chúng ta nhanh báo tin cho Moriarty. Bỗng nhiên Lưu Nguyệt Như nhớ tới chuyện La Gia phái người đến Đông Hải, vội vàng nói. Báo tin cũng vô dụng. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt hiện lên hàn quang. Cái gì? Sắc mặt Lưu Nguyệt Như thay đổi, mới thở phào nhẹ nhõm xong, lập tức nhíu mày. Moria đứng thứ 9 hắc bảng, La Thành đại gia chủ La Gia lại đứng thứ 6, chắc chắn Moria không phải đối thủ của ông ta, đám tiểu vũ gặp nguy hiểm rồi. Vậy làm sao bây giờ? Hiếm khi sắc mặt Mạc Phàm thay đổi, hắn bị nhốt trong thất tuyệt huyễn quang trận, đã cảm nhận được có người xông vào trong tụ linh đại trận ở biệt thự số 9. Lúc ấy hắn thông qua thần niệm báo tin cho Moria, nhưng người có thể xông vào tụ linh đại trận, Moria và Chu Hiệt khó mà ngăn được. Tạm thời bọn họ không gặp nguy hiểm. La Gia đến Đông Hải, đơn giản là bắt người Mạc Gia áp chế, chắc chắn sẽ không giết người. Nếu La Gia dám giết, hắn sẽ khiến máu La Gia nhuộm đỏ Mạc Bắc. Cụ thể thế nào, tôi quay về một chuyến thì biết. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Quay về sao? Lưu Nguyệt Như nhíu mày, vẻ mặt khó tin. Mạc Phàm không giải thích cho Lưu Nguyệt Như, ngồi khoanh chân giữa đỉnh hóng mát. Biện pháp nhanh nhất quay về biệt thự số 9, là thông qua huyết hồn thạch hắn đưa cho Tiểu Vũ. Thông qua huyết hồn thạch quay về Đông Hải, bản thể của hắn rất dễ gặp nguy hiểm. Hai tay hắn vũ động, một đám pháp ấn bay từ giữa ngón tay hắn ra. 81 pháp ấn nhanh chóng thành hình, bay đến vòng 9 người phía ngoài cửu khúc hoàng sa trận. Trận kỳ sáng lên, khí tức cổ xưa, tang thương lập tức xuất hiện, bên trong lại có vô số kinh văn lưu chuyển bay từ mặt đất lên bầu trời. Xoay tròn trên đỉnh đầu Mạc Phàm. Hắn lấy bạch ngọc kiếm và lôi điện chu tà kiếm ra, hai thanh kiếm cảnh giác trôi nổi quanh người hắn. Xem La Gia động tay động chân gì rồi. Hắn nhắm chặt mắt, thu lại sắc bén. Lúc này, ở cửa biệt thự số 9 Đông Hải. Một lão giả 6-70 tuổi, mặc trang phục luyện võ màu đen, râu tóc hoa râm, trên mặt đều là nếp nhăn, nhưng hai mắt chớp lóe tinh quang, như có tia chớp nuốt nhả bên trong, đứng khoanh tay. Đối diện lão giả, đám Moria, Thọ Tử và Tiểu Vũ nhìn ông ta với vẻ cảnh giác, trong mắt lóe lên tức giận. Không ngờ Mạc gia Đông Hải nhỏ bé như vậy lại tụ tập nhiều cao thủ đến thế, đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt. La Thành cười quỷ dị nói. Mạc gia Đông Hải quật khởi chưa tới một năm, không chỉ có Moria, thành viên Long Tổ cũng đang bảo vệ quanh Mạc gia. Tu vi của nữ đồ đệ Mạc Phàm cũng không tệ, một thời gian nữa cũng sẽ đứng trên hắc bảng. Tụ linh trận này cũng không tầm thường. Không thể không nói, Mạc gia cường đại vượt xa tưởng tượng của ông ta. May mà bọn họ lựa chọn đối phó Mạc gia, nếu không đợi một thời gian nữa, nhất định Mạc gia sẽ giẫm đầu La gia bọn họ. La Thành, giao tiểu hồ ly nhà chúng tôi ra đây. Hai tay Moria nắm lấy đoạn kiếm, nhíu mày lạnh lùng nói. Lúc trước cô đứng thứ 9 hắc bảng, tất nhiên biết La Thành đứng thứ 6 hắc bảng. La Thành vừa tiến vào, cô liền nhận được thông tin từ Mạc Phàm. Cô cứu Tiểu Vũ, lại khiến một cao thủ khác bắt Tiểu Hồ Ly đi. Chu Hiệt ra ngoài đuổi theo đến bây giờ còn chưa quay về, chắc chắn không đuổi được người kia. Tiểu Hồ Ly kia quan trọng với Mạc gia các cô như vậy sao? La Thành cười mỉa hỏi. Quan trọng hay không đều là Hồ Ly của Mạc gia chúng tôi, không ai có thể lấy đi, nếu ông thức thời thì nhanh trả lại đây. Moria nói. Hả? La Thành nhớn mày, cười khẽ. Mục tiêu của ông ta là em gái Mạc Phàm, như vậy mới dễ áp chế Mạc Phàm, khiến cậu ta cúi đầu trước La Gia. Không bắt được em gái Mạc Phàm, trái lại chỉ tóm được con linh hồ. Ông ta vốn có chút thất vọng, nhưng xem ra con linh hồ này vẫn rất quan trọng với Mạc Gia. Một nô lệ Mạc Gia như cô không có tư cách này,
muốn lấy con hồ ly kia cũng được, bảo tiểu tử Mạc Phàm kia tới tìm tôi, có lẽ lão phu sẽ suy xét trả lại cho Mạc gia cô hay không? La Thành cười nói, trong mắt đều là khinh thường. Moria vốn đứng dưới ông ta, lại thành nô lệ của Mạc Phàm, đâu có tư cách nói chuyện với ông ta. Ông! Moria nhíu mày, ngọn lửa dấy lên trong mắt cô. Thời gian cô tu luyện công pháp Mạc Phàm đưa cho còn quá ngắn, nếu không chắc chắn La Thành không dám khinh thường cô như vậy. Ông mau trả tiểu yến tử cho tôi, nếu không tôi lập tức tố cáo với anh trai tôi, bảo anh trai tôi tới thu thập ông. Tiểu Vũ cong môi, đôi tay trắng như phấn nắm chặt, tức giận nói. Anh trai nhóc sao? La Thành liếc mắt nhìn Tiểu Vũ một cái, cười khinh thường. Nhóc là em gái Mạc Phàm đúng không? Không nói đến chuyện anh trai nhóc có bản lĩnh quay về hay không, cho dù có, lúc này cậu ta tự thân đều đã khó bảo toàn, tới đây thu thập tôi thế nào? Thời cơ ông ta lựa chọn, là sau khi Mạc Phàm rơi vào bẫy của Âu Dương Minh Nhật và Tống gia. Lúc này chắc chắn Mạc Phàm bị vây trong trận pháp, ngoại trừ giận dữ thì không làm gì được. Anh trai tôi làm sao? Tiểu Vũ hơi sửng sốt, hỏi. Anh trai nhóc bị một đám cao thủ dụ vào bẫy, lúc này chắc bị giam bên trong rồi. La Thành cười âm hiểm nói, chậm rãi đi về phía Tiểu Vũ, tay ở sau lưng cử động một cách bí ẩn. Từng sợi tơ vàng mắt thường không thấy được chui từ trong nhẫn trên ngón tay ông ta ra, thông qua quần áo ông ta xuôi xuống, biến mất vào trong mặt đất dưới chân ông ta không thấy. Tiểu Vũ, đừng nghe ông ta, anh trai em không sao đâu. Thỏ Tử nhíu mày nói. La Thành nhíu ai, lạnh lùng liếc Thỏ Tử một cái nói. Không phải người Long Tổ không tham gia vào tranh chấp của Hoa Hạ sao, cô ở đây không hợp quy củ đâu. Tôi ở đây là quy củ của Long Tổ. Thỏ Tử nhìn chằm chằm La Thành thờ ơ nói. À, thì ra là thế, xem ra tiểu tử kia thành Long Vương tiểu đội Thanh Long của Long Tổ các cô, nhưng rất đáng tiếc, tiểu đội Thanh Long các cô phải đổi Long Vương nữa rồi. La Thành mỉm cười nói. Thỏ Tử ở đây. Vậy chỉ có một lý do, Mạc Phàm là tân Long Vương của tiểu đội Thanh Long. Ô ông! Thỏ Tử nhíu mày, không hề bận tâm trong mắt lóe sáng ánh sáng lạnh. Ông nói linh tinh, chỉ dựa vào những người như ông, anh trai tôi không sao đâu. Tiểu Vũ không tin nói, mắt hơi đỏ lên. Tuy ngoài miệng cô nói không tin, nhưng trong lòng biết Mạc Phàm đã xảy ra chuyện. Cô dùng thần niệm gọi vài lần, huyết hồn thạch đều không có phản ứng, chưa bao giờ có chuyện như vậy. Tạm thời anh trai nhóc không sao, nhưng sẽ có chuyện nhanh thôi, trái lại là nhóc, bây giờ có chuyện rồi. Bỗng nhiên tươi cười của La Thành dữ dằn, năm ngón tay giấu ra sau lưng nắm chặt. Sắc mặt Moria, Thỏ Tử lập tức thay đổi, bọn họ vội vàng nắm lấy Tiểu Vũ. Chỉ thấy dưới chân Tiểu Vũ, tơ vàng chui từ dưới đất ra, giống như xúc tua vồ lấy Tiểu Vũ, vô cùng bí ẩn. Nếu không phải La Thành mở miệng, hai bọn họ đều không phát hiện ra âm mưu của La Thành. Vẻ mặt Tiểu Vũ cũng ngẩn ra, trong chớp mắt phản ứng kịp, mũi chân điểm xuống đất, thân thể nhỏ xinh bay lên trời, muốn thoát khỏi trói buộc của tơ vàng. Tiểu nha đầu, nhóc thoát được sao? La Thành hơi nhếch miệng, cười lạnh lùng. Tiểu Vũ mới 12, 13 tuổi đã có tốc độ phản ứng nhanh như vậy, sau này tất như Mạc Phàm, tuyệt đối không kém quá nhiều. Nhưng hiện giờ muốn thoát khỏi tay ông ta khó như lên trời. Bàn tay gầy khô của ông ta mở ra. Năm ngón tay nhảy múa như đánh đàn tranh. Những sợi tơ vàng như dây đàn lay động trong không trung, vậy mà không thấy nữa. Không đợi Moria và Thỏ Tử đến bên cạnh Tiểu Vũ, không đợi Tiểu Vũ chạy đi, tơ vàng xuất hiện xung quanh Tiểu Vũ, lập tức nhiều hơn. Những tơ vàng này giống như còn sống, quấn lên tay chân Tiểu Vũ. Trong đó có mất sợi tơ vàng quấn lấy cổ Tiểu Vũ, trên mặt Tiểu Vũ lập tức lộ ra vẻ thống khổ. À, Moria tỷ. Thỏ Tử tỷ. Hai người tiến lên trước nửa bước, tôi lập tức khiến tiểu nha đầu này đầu thân hai nơi, tuy y thuật của Mạc thần y cao minh, chắc không cứu được người mất đầu đâu. La Thành cười âm hiểm nói. Ý niệm ông ta vừa động, tơ vàng trên cổ Tiểu Vũ lại quấn chặt hơn, không nói được nên lời. Một linh hồ cùng lắm chỉ là sủng vật ở Mạc gia, phân lượng vẫn quá nhỏ, không đủ để khiến Mạc Phàm cúi đầu. Sở dĩ ông ta ở đây không đi. Là muốn tìm cơ hội bắt Tiểu Vũ. Có nhà đầu này, Mạc Phàm còn không ngoan ngoãn nghe lời. Có Mạc Phàm làm nô, sau này còn ai dám mạo phạm La gia ông ta. Sắc mặt đám Moria khó coi, vội vàng dừng bước, lông mày nhíu chặt lại,
nhìn chằm chằm La Thành với vẻ hung dữ. La Thành, ông ngay cả một đứa bé cũng không chịu buông tha, ông còn là người không? Moria trầm giọng nói. Moria, cô cũng giết không ít người, cô đánh giá lão phu như vậy không thấy thẹn với lòng à? La Thành cười nói, không cảm thấy việc làm của mình có gì không đúng. Được làm vua thua làm giặc, nói những đạo lý này với ông ta làm gì, tìm lầm đối tượng rồi. La Thành, ông chỉ muốn bắt con tin, ông tha cho Tiểu Vũ đi, tôi đi theo ông. Moria nheo mắt, sắc bén lóe lên. Lúc trước cô còn không phục Mạc Phàm, nhưng thời gian tiếp xúc càng lâu, cô chỉ có một chữ hình dung Mạc Phàm, thần. Nếu bây giờ Mạc Phàm bảo cô bồi ngủ, thậm chí bồi đàn ông khác ngủ, cô cũng không nhíu mày. Nếu Mạc Phàm giao cô thủ hộ Đông Hải, cô không thể để Đông Hải xảy ra chuyện. Cô sao? La Thành lắc đầu cười khinh thường. Phân lượng của cô không khác con tiểu hồ ly kia lắm, tôi cần cô có ích gì, còn nữa, tôi bắt cô còn lo cô chạy bất cứ lúc nào, tôi không ngu ngốc như thế. Ông ta từng giao thủ với Moria rồi, thực lực của Moria lúc trước không mạnh như bây giờ, sao ông ta có thể đồng ý với Moria? Moria nhíu mày thành chữ hỏa, hai tay nắm lấy đoạn kiếm phát ra âm thanh kẽo kẹt, nhưng không có biện pháp. Khoảng cách này trái lại cô có thể trốn vào hư không chém tơ vàng của La Thành, nhưng La Thành giết Tiểu Vũ chỉ là chuyện một ý niệm, quá mạo hiểm. Nếu không còn chuyện gì, tôi đi trước, bảo Mạc Phàm tới tìm tôi đi. La Thành cười nham hiểm, dùng lực kéo, giống như nắm con chó nhỏ muốn rời đi. Bắt được nha đầu này, ông ta xem như đại công cáo thành. Đám người Tống gia, Âu Dương gia có thể giam Mạc Phàm, nhưng giam không lâu, đợi Mạc Phàm phá ra được, còn không cúi đầu trước cậu ta. Dưới tơ vàng trói buộc, hai mắt Tiểu Vũ nén lệ, khuôn mặt tinh xảo đỏ bừng, miệng giật giật, nhưng không phát ra tiếng, tràn đầy ấm ức, hai tay vươn về phía đám Moria. Moria và Thỏ Tử tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có biện pháp, rời khỏi tụ linh đại trận bọn họ đều không phải đối thủ của La Thành, hơn nữa bây giờ Tiểu Vũ đang ở trong tay La Thành. Tiểu Vũ, Tiểu Ngọc và Tiểu Khương Nguyệt đỏ mắt muốn lao ra, bị Moria và Thỏ Tử giữ chặt. Hai bọn họ không thể làm gì, hai đứa bé qua đó, sẽ khiến La Thành có thêm con tin. La Thành thấy hai đứa bé muốn nhào qua, ông ta dừng bước, xoay người lại cười lạnh lùng. Hai người muốn đồng cam cộng khổ với nha đầu này sao, nếu muốn tôi có thể dẫn hai người đi cùng. La Thành, tốt nhất là ông đừng làm Tiểu Vũ bị thương, nếu không cho dù La gia ông chạy trốn tới chân trời góc bể, tôi cũng giết sạch các người không còn một mống. Moria ôm chặt Tiểu Ngọc, nghiến răng nghiến lợi nói. Hô hô, cô đừng nghĩ tới chuyện này, đợi Mạc Phàm ra ngoài, cô sẽ thành nữ nô của La gia tôi, mặc cho đàn ông La gia chúng tôi đùa giỡn, đợi xem. Trong mắt La Thành hiện lên chút dâm sắc, cười nói. Có một số phụ nữ đứng trong hắc bảng, Moria mỹ nữ hỗn huyết là xinh đẹp nhất, ông ta thèm muốn Moria không phải ngày một ngày hai, chỉ là không bắt được Moria. Đợi Mạc Phàm thành nô lệ của La gia bọn họ, Moria còn không ngoan ngoãn nghe lời, trở thành người mặc người La gia bắt nạt. Ánh mắt Moria dữ dằn, kình phong thổi tới. Cô cẩn thận chút, nhớ đâu tôi cho rằng cô muốn giết tôi. Tôi không cẩn thận giết nha đầu này mất. La Thành không sợ hãi cười nói. Ông ta cử động ngón tay, tơ vàng trên cổ Tiểu Vũ chặt hơn một chút. Đám Moria bị chọc giận đến điên rồi, hai mắt đỏ bừng. Đúng lúc này, huyết khí cường đại tỏa ra từ người Tiểu Vũ, một giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên. Mạc Phàm tôi ghét nhất có người làm hai người nhà tôi, nhưng luôn có người trêu chọc, xem ra tôi quá nhân từ. Giọng nói này vừa vang lên. Nhiệt độ xung quanh giảm đi, sau đó nhiệt độ lại tăng lên, huyết khí như ngọn lửa tỏa ra từ người Tiểu Vũ. Trong chớp mắt tươi cười của La Thành cứng đờ, lông mày nhíu lại, nhìn Tiểu Vũ bị tơ vàng trói buộc được bao phủ một tầng huyết khí với vẻ kỳ lạ. Ai đó? Trên mặt La Thành lộ vẻ thận trọng, hỏi. Tuy khí tức này ngưng mà không thật, nhưng không kém ông ta chút nào. Huyết khí khuếch tán ra cao như hai người, thì đột nhiên thu lại, hóa thành hư ảnh một chàng thanh niên. Càng ngày càng rõ. Chủ nhân, tuy rất mơ hồ nhưng Moria vẫn nhận ra là Mạc Phàm tới. Hu hu, Tiểu Vũ nhìn thấy Mạc Phàm, nước mắt rơi như mưa, khóc hu hu với Mạc Phàm. Lông mày La Thành giãn ra, cười lạnh lùng. Cậu là Mạc Phàm, đúng là anh hùng xuất thiếu niên, xem ra đám phế vật Tống gia và Âu Dương gia không thể giam được cậu.
Mạc Phàm chưa tới 20 tuổi, vậy mà dùng thần hồn vượt trăm dặm đến đây, chỉ điểm này ông ta không so được. Trừ chuyện đó ra, Mạc Phàm có thể đến đây một cách trắng trợn, chắc chắn đám Tống Minh Huy thất bại rồi. Mạc Phàm không để ý đến La Thành, nhìn thoáng qua Tiểu Vũ bị tơ vàng quấn chặt, đáng thương như con chó nhỏ, hai mắt nheo lại, ánh mắt trở nên phát lạnh. Thả em gái tôi ra, tôi sẽ tha chết cho La gia ông. Mạc Phàm lạnh giọng ra lệnh. Giọng nói lạnh như băng, khiến chim chóc trên tảng cây khiếp sợ, vội vàng bay đi. Vậy mà ông già này ra tay với Tiểu Vũ, hắn nhất định sẽ diệt cả chính thống La gia. La Thành không chỉ không sợ, trái lại nhếch miệng cười đắc ý, ngón tay khẽ động, khuôn mặt như búp bê của Tiểu Vũ lập tức đỏ bừng. Quỳ xuống, tôi sẽ khiến em gái cậu thoải mái hơn chút. La Thành nâng cằm, kiêu ngạo nói. Thần hồn của Mạc Phàm có thể xuất hiện ở đây thì thế nào, chỉ là thần hồn không thể phát huy được toàn bộ thực lực của bản thân, vốn dĩ không phải đối thủ của ông ta. Hiện giờ nha đầu kia lại đang ở trong tay ông ta không cần phải sợ Mạc Phàm. Vẻ mặt Mạc Phàm vô cùng lạnh nhạt, trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh, nhìn chằm chằm La Thành. Ông cảm thấy tôi không phá được những tơ vàng này sao? Đương nhiên bản nhân của cậu có thể phá bỏ, có thể cậu hiện giờ phá được, nhưng cậu phải nhanh hơn tôi mới được, nếu không cậu chỉ nhìn thấy thi thể em gái cậu. La Thành không sợ hãi cười nói. Rất có khả năng Mạc Phàm là trích tiên trong truyền thuyết, người như vậy ông ta khó mà tưởng tượng được bản lĩnh. Tuy tơ vàng của ông ta là một kiện pháp khí cực phẩm, tính chất rất cứng, không khác gì pháp bảo, nhưng ông ta không có chút nghi ngờ Mạc Phàm có thể chém đứt tơ vàng này, nhưng nhất định phải nhanh hơn ông ta mới được. Đúng rồi, ngoại trừ em gái cậu ra, tiểu hồ ly cậu nuôi trong nhà cũng đến tay La gia chúng tôi, chắc lúc này đang trên máy bay đến Mạc Bắc, nếu cậu muốn cứu em gái cậu, tốt nhất cũng suy xét tiểu hồ ly một phen, con hồ ly đáng yêu như vậy, bị giết như thế cũng rất đáng tiếc. La Thành giả mù sa mưa nói. Nếu không xung đột với Mạc Phàm, chắc chắn ông ta không muốn xung đột. Dù sao La gia bọn họ không muốn người chết, cũng không phải kẻ địch, mà cần Mạc Phàm làm nô. Hu hu, Tiểu Vũ nghe thấy La Thành bảo Mạc Phàm quỳ xuống, trong mắt chứa lệ, lắc đầu liên tục. Ở trong mắt cô Mạc Phàm là nam tử hán đội trời đạp đất, sao có thể quỳ xuống với một lão nhân xấu xa. La Thành nhíu mày, lộ ra chút âm độc. Anh trai nhóc không chịu quỳ xuống vì nhóc, nhóc còn che chở cậu ta như thế, đúng là đồ đê tiện, đáng chết. Mạc đại sư, nếu không chịu quỳ xuống cũng không sao, bên cạnh cậu có nhiều phụ nữ như thế, tặng Moria làm nữ nô cho La gia tôi được không? Như vậy tôi có thể khiến em gái cậu đến La gia thoải mái hơn chút, nếu không tôi cứ kéo con bé này như thế đến Mạc Bắc, không biết đợi cậu đến Mạc Bắc còn thấy em gái mình sống hay không, y thuật của La gia tôi không thể so được với Mạc thần y cậu đâu. La Thành cười mỉa với Mạc Phàm nói. Được, tôi đi với ông. Moria không do dự đứng dậy. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt như có ngọn lửa bùng cháy. Mạc đại sư, suy nghĩ của cậu thế nào, không cho lão phu đáp án, lão phu sẽ đi đó. La Thành thấy Mạc Phàm không nói, vẻ đắc ý càng đậm hơn, khiêu khích. Ông ta nói xong kéo Tiểu Vũ, như định rời đi thật. Moria ông đừng nghĩ. Em gái tôi ông cũng không mang đi được. Môi Mạc Phàm khẽ nhúc nhích, lạnh lùng nói. Mấy chữ đơn giản, nhưng mang theo tức giận trước nay chưa từng có, bầu trời đã trở nên tối sầm lại, ẩn ẩn có tiếng sấm. Thế nào? La Thành dừng bước, vẻ mặt tiểu nhân đắc ý, liếc mắt nhìn Mạc Phàm. Nếu thực lực của Mạc Phàm không bằng ông ta nhục nhã Mạc Phàm như vậy cũng không thú vị, nhưng thực lực của Mạc Phàm đang trên ông ta, vậy thì dễ chơi rồi. Chuyện này như bần dân đánh hoàng đế, điều ti ngủ với nữ minh tinh nữ thần lạnh lùng, rất có cảm giác thành tựu. Tiểu tử, cậu dựa vào chút phân thần cũng muốn cứu người khỏi tay tôi, trái lại cậu để tôi nhìn xem, rốt cuộc Mạc đại sư có điểm nào thần kỳ. Tôi đợi cậu 10 giây, cậu cho tôi mở rộng tầm mắt, nếu trong 10 giây cậu không cho tôi kinh ngạc vui mừng, có khả năng em gái cậu không thở được đâu. 10. Chữ này vang lên, tơ vàng trên cổ Tiểu Vũ chặt hơn một chút. 9. Tơ vàng lại chặt hơn một chút, sắc mặt Tiểu Vũ khó coi hơn nhiều, đắc ý của La Thành lại dày đặc hơn vài phần. Mạc Phàm nhíu mày thành chữ hỏa, huyết khí quanh người như ngọn lửa thiêu đốt. Không đợi La Thành nói ra con số tiếp theo, bỗng nhiên thân thể mơ hồ của hắn trở nên rất rõ ràng, ngay cả mồ hôi trên mặt cũng thấy rõ.
chuyển hoán thần hồn hoàn thành hoàn toàn. Tôi không chỉ cứu được em gái tôi, còn diệt La Gia ông, thần trảm. Trong mắt hắn chớp lóe tinh quang, nói. Giọng nói như kinh lôi trong mùa đông, không chỉ khiến lưng người ta phát lạnh, còn làm da đầu người ta run lên. Khi hai chữ cuối vang lên, chỗ mi tâm hắn có năng lượng dao động, như sợi tóc xẹt qua không trung. Chỉ trong chớp mắt, liền đến trước người La Thành. Không đợi La Thành phản ứng kịp, năng lượng dao động này đã biến mất vào trong mi tâm La Thành. Vẻ mặt La Thành lập tức sửng sốt, đứng ngây ra như gà gỗ. Kiếm tới. Mạc Phàm khẽ quát, chu sát kiếm hắn đưa cho Tiểu Vũ lập tức bay từ trong vòng tay Tiểu Vũ ra. Hắn cầm kiếm chém xuống. Không thương tổn đến Tiểu Vũ chút nào, tơ vàng quấn trên người Tiểu Vũ nứt đoạn, rơi xuống đất. Anh! Tiểu Vũ khóc như lệ nhân, ấm ức nhào vào lòng Mạc Phàm. Mạc Phàm ôm Tiểu Vũ, ánh sáng lạnh trong mắt không giảm chỉ tăng. Trận linh. Trong tụ linh đại trận truyền đến tiếng long ngâm. Linh khí xẹt qua bầu trời, linh khí như long nhập vào trong tay hắn. Giết! Một chữ vang lên, bùm một tiếng, trong chớp mắt chu sát kiếm dài ra 10 trượng, như hỏa trụ khuynh thiên, mang theo lửa giận trong lòng Mạc Phàm, chém về phía La Thành. Hỏa kiếm còn chưa chém xuống, cây cối xung quanh nhanh chóng khô vàng, bốc cháy. Nhưng mà, đúng lúc này, một ấn ký màu đen cổ xưa xuất hiện chỗ mi tâm La Thành. La Thành vốn ngây ra như phỗng lập tức khôi phục lại, ông ta nở nụ cười quỷ dị. Mạc đại sư, như vậy đã muốn giết tôi, cậu nghĩ quá đơn giản rồi, cũng nghĩ La Gia tôi quá đơn giản. Kha kha, tiếng cười đắc ý vang lên dưới hỏa kiếm của Mạc Phàm. Mạc Phàm nhíu mày, hỏa kiếm trong tay dừng lại. Nếu dùng thần niệm không thể trấn trụ, dựa vào pháp bảo khó mà thương tổn được cao thủ tiên thiên đỉnh phong. Phệ thần ấn. Hắn nhìn ấn ký cổ xưa chỗ mi tâm La Thành, hỏi. Loại ấn ký này gieo xuống từ nhỏ, một là không chỉ khiến phòng ngừa bị người khác đoạt xá, thứ hai là có thể chống cự pháp thuật hệ linh hồn. Ở giới tu giả, không ít gia tộc gieo ấn ký này cho đệ tử, phòng ngừa ngộ nhỡ. Vậy mà trên người La Thành có phệ hồn ấn, đúng là nằm ngoài dự kiến của hắn. La Thành cười nham hiểm, tươi cười nhanh chóng lạnh xuống, trong mắt lóe lên chút lạnh lẽo. Tuy ông ta tránh thoát một kiếp này, nhưng không thể không nói, Mạc Phàm rất lợi hại. May mà Mạc Phàm hiện giờ không phải chân thân, chỉ là thần hồn hàng lâm, cần linh khí thuyên chuyển trong tụ linh đại trận, mới thi triển được các loại thần thông. Nếu không không chỉ đơn giản là Mạc Phàm cứu được tiểu nha đầu này, ông ta sẽ bị Mạc Phàm chém thành cho tàn. Quả nhiên Mạc đại sư danh bất hư truyền, không chỉ thần thông quảng đại, kiến thức còn rất rộng, không chỉ biết phệ thần ấn. Nhưng cậu không làm tôi bị thương được, đúng là đáng tiếc. La Thành cười mỉa nói. Hôm nay ông nhất định phải để mạng lại. Mạc Phàm nheo mắt lại, lạnh lùng nói. La Thành dám bắt nạt Tiểu Vũ như vậy, La Thành phải chết, hắn còn muốn cả La Gia máu chảy thành sông. Chỉ dựa vào thần hồn của cậu và kiện pháp bảo, không đủ đâu. Trên mặt La Thành không có một chút e sợ, cười âm hiểm nói. Có phệ thần ấn. Mạc Phàm tấn công linh hồn ông ta không có tác dụng, ngoại trừ tấn công linh hồn, thân ngoại hóa thần của Mạc Phàm có thể làm gì, có đủ hay không không phải ông định đoạt, là tôi. Mạc Phàm trầm giọng nói như sấm. Hắn đường đường là y tiên bất tử, một con kiến như La Thành có thể tưởng tượng được sao? Tiểu Vũ, niệm theo anh. Trong lòng bàn tay hắn có một đóa liên hoa lóe lên, đặt sau lưng Tiểu Vũ, dịu dàng nói. Dạ. Tiểu Vũ lau nước mắt, vẻ mặt nghiêm túc, niệm theo Mạc Phàm. Chú ngữ cổ xưa vang lên, giống như cử hành nghi thức nào đó, lực lượng từ huyết mạch nhanh chóng sôi trào. Tươi cười trên mặt La Thành cứng đờ, nhíu mày. Ông ta chưa từng gặp Mạc Phàm tự tin như vậy, khiến trong lòng ông ta có dự cảm không tốt. Trốn. Ý niệm này vừa xuất hiện, ông ta còn chưa kịp đi, liền nghe thấy mấy chữ bên tai. Đốt hết tam thiên diễm viêm. Mấy chữ này vang lên, trong mắt còn vương chút nước mắt của Tiểu Vũ, ngọn lửa màu cam như nham thạch nóng chảy tuôn từ trong đồng tử sâu không thấy đáy của Tiểu Vũ ra. Ngay sau đó mắt Tiểu Vũ sáng như đuốc, khuôn mặt tinh xảo lạnh lùng như thẩm phán chi thần khiển trách toàn bộ tội nghiệt, nhìn về phía La Thành. Ở đây ngoại trừ Mạc Phàm ra, cho dù là La Thành hay đám Moria đều thay đổi sắc mặt, nhìn Tiểu Vũ với vẻ khiếp sợ. Đốt! Giọng nói non nớt của Tiểu Vũ vang lên.
Trên tay La Thành lập tức có ngọn lửa màu cam giấy lên, ngọn lửa dọc theo cánh tay La Thành lan tràn lên trên, chân khí hộ thể như thùng rỗng kêu to. Mắt La Thành mở to, sắc mặt La Thành thay đổi, tựa như gặp quỷ, tràn đầy vẻ khó mà tin. Đây là Hồng Liên nghiệp hỏa, hai người thuộc Hồng Liên nhất tộc. La Thành khiếp sợ kêu lên. Hồng Liên nhất tộc. Trong ghi chép của La gia có một gia tộc như vậy, đôi mắt của tộc này như hoa sen nắm giữ Hồng Liên nghiệp hỏa trừng phạt toàn bộ tội nghiệt, có thể nhìn thấu tam giới lục đạo. Mắt thấy, đều có thể thiêu đốt. Nếu chủng tộc này không lên thượng giới, thì bị người ta tiêu diệt. Lúc trước ông ta nghe nói hai mắt của Mạc Đại Sư có thể bắn ra ngọn lửa màu cam, ông ta cũng từng hoài nghi Mạc Phàm là hậu nhân của Hồng Liên nhất tộc. Nhưng cũng chỉ hoài nghi, dù sao có không ít gia tộc đồng tử thuật, ví dụ như Bạch đồng tử của Bạch gia, Hỏa thần nhãn của Trúc gia, không ngờ Mạc Phàm thật sự là hậu duệ của Hồng Liên nhất tộc. Chuyện này, một khi dính vào Hồng Liên nghiệp hỏa, không làm chuyện ác thì không sao, một khi tay dính máu, gặp phải ngọn lửa này quả thực sống không bằng chết. Tiểu tử, cậu đừng quên con tiểu hồ ly kia đang ở trong tay tôi, cậu muốn tôi giết nó ngay sao? La Thành nhíu mà, giận dữ hét. Ông ta định bắt tiểu vũ, người chưa bắt được còn dính Hồng Liên nghiệp hỏa, là ai cũng tức giận. Ông giết nó, tôi cứu về là được, nhưng ông và La gia ông, toàn bộ đều phải chết. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh lùng nói. Với thực lực của hắn hiện giờ, cho dù còn một hồn cũng cứu sống được tiểu hồ ly. Huống chi La Thành cũng không giết được tiểu hồ ly. Tiểu tử, cậu. Sắc mặt La Thành khó coi, không còn đắc ý nữa. Hắn nhìn một tay bị ngọn lửa màu cam thiêu đốt, ánh mắt âm tình bất định. Ngọn lửa này là một trong tiên hỏa, vốn dĩ không thể tắt, bây giờ chỉ là thiêu đốt tay ông ta, lát nữa sẽ là toàn thân. Chỉ trong phút chốc, ông ta đã có quyết định. Ánh mắt ông ta phát lạnh, trên tay còn lại xuất hiện một thanh chủy thủ sắc bén. Ông ta không do dự chém cánh tay bị ngọn lửa bao phủ. Vèo, máu tươi bắn ra, cái tay kia rơi xuống đất. Sắc mặt ông ta khó coi, không thèm nhìn cái tay kia, dứt khoát xoay người rời đi. Mạc Phàm, hôm nay cậu cho tôi thế nào, tôi sẽ trả trên người tiểu hồ ly kia gấp bội, sau này chúng ta còn gặp lại. La Thành mới đi một bước, liền quay đầu lạnh lùng nói. Trạng thái này của Mạc Phàm, muốn giữ ông ta lại cũng không có khả năng. Nhưng không thể ở đây. Dù sao có tiểu hồ ly kia trong tay, ông ta không tin Mạc Phàm không sợ. Cho dù Mạc Phàm không quan tâm tiểu hồ ly, La gia ông ta có thể bắt nạt tùy tiện như vậy sao? Mạc Phàm dám đến Mạc Bắc, ông ta nhất định sẽ cho Mạc Phàm một kinh ngạc vui mừng, khiến Mạc Phàm ở lại Mạc Bắc vĩnh viễn. Ông ta nói xong cơ thể nhoáng lên một cái, một bước là mấy chục mét. Đốt! Tiểu Vũ thấy La Thành muốn chạy trốn. Vội vàng nói một chữ. Một đạo tường đá xuất hiện sau lưng La Thành, chắn Hồng Liên nghiệp hỏa. Tường đá biến mất, La Thành đã biến mất không thấy. Khuôn mặt tiểu vũ trắng xanh, muốn sử dụng Hồng Liên nghiệp hỏa lần nữa, nhưng bị Mạc Phàm ngăn cản. Để ông ta đi đi. Mạc Phàm nhìn lướt qua La Thành đã biến thành bóng đen, nhíu mày nói. Hồng Liên nghiệp hỏa của tiểu vũ còn quá yếu, đối phó với cao thủ như La Thành thì kém xa. Như vậy không chỉ không giết được La Thành, trái lại sẽ khiến khí huyết của tiểu vũ bị thương. Hắn tạo pháp ấn đánh vào mi tâm tiểu vũ, ngọn lửa màu cam như nước biển quay về trong mắt tiểu vũ. Đám Moria vội vàng đi tới, vẻ mặt phức tạp. Anh, để người này chạy thoát, vậy tiểu yến tử làm sao bây giờ? Tiểu vũ nhìn Mạc Phàm, cái miệng nhỏ cong lên, không cam lòng nói. Bọn họ đốt một tay La Thành. Chắc chắn La Thành quay về sẽ ngược đãi tiểu hồ ly. Tin tưởng anh, ông ta dám động vào tiểu hồ ly, anh nhất định sẽ khiến ông ta bị thương gấp vạn lần tiểu hồ ly, trừ phi ông ta muốn chết, nếu không ông ta không dám động vào tiểu hồ ly. Mạc Phàm cất chu sát kiếm, sờ đầu tiểu vũ đảm bảo. Trong mắt tiểu vũ lóe sáng lo lắng, nhìn thoáng qua phía xa, cuối cùng đành phải gật đầu. Được rồi, vậy anh nhanh cứu tiểu hồ ly về. Nó biến thành bộ dạng em mới bị bắt đi. Tiểu vũ nhào vào trong lòng Mạc Phàm, nước mắt lưng tròng nói. Mọi người đến Giang Nam trước, đợi mọi người đến Giang Nam, anh sẽ đến La Gia Mạc Bắc, để cho cả Hoa Hạ biết, có thể trêu chọc trời, nhưng Mạc Gia chúng ta thì không thể trêu chọc. Mạc Phàm ôm tiểu vũ, trong mắt lóe lên sắc bén, lạnh lùng nói. La Gia dám đến Mạc Gia bắt người, La Gia có thể biến mất.
hắn trấn an Tiểu Vũ một phen, nhà đầu kia mới lưu luyến không rời đi thu dọn đồ với đám Moria. Hắn không biết mình sẽ đến La Gia bao lâu, vẫn nên chuyển đám Tiểu Vũ vào trong trang viên tốt hơn. Trang viên kia trải qua cải tạo của hắn, trận pháp bên ngoài có thể bao vây đám La Thành, trong động thiên lại càng có thể phòng ngự được 10 kích toàn lực của cao thủ thần cảnh. Trận pháp bảo vệ cộng thêm ác linh vương, vong linh Titan, Moria và Long Tổ bảo vệ, sẽ không xuất hiện chuyện như vậy nữa. Nhưng trước đó hắn còn một chuyện phải làm. Ý niệm hắn vừa động, hắn rời mắt, nhìn cánh tay La Thành chém xuống. Cánh tay bị đứt của La Thành bị một lực lượng không biết khiên dẫn, bay về phía hắn. Hai ngón tay hắn dựng thẳng phía trước, môi khẽ mở, một đám phù văn biến mất vào trong cánh tay bị chém, tay bị đứt không lửa tự bốc khói đen. Khói đen cuồn cuộn tắt, tay La Thành biến mất không thấy, một cái tay trong suốt như bản mẫu trôi nổi trước người Mạc Phàm, giống hệt cánh tay bị đứt của La Thành. Thông thường linh hồn tồn tại trong thức hải, thực ra không phải vậy. Linh hồn vốn ở thức hải, nhưng tồn tại ở khắp các nơi trên cơ thể, theo người lớn lên có hình dạng và thể tích tương đồng. Cũng chính vì vậy, con người mới có thể khống chế mỗi vị trí. Những người tay chân bị liệt, phần lớn là linh hồn ở tứ chi chịu thương tổn. Nếu tứ chi bị chặt đứt, linh hồn bộ phận đó cũng bị đứt đi. Cánh tay trong suốt này là một phần linh hồn La Thành, đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn đảm bảo với Tiểu Vũ rằng La Thành sẽ không dám động tới Tiểu Hồ Ly. Hắn nắm lấy cánh tay trong suốt, hai mắt nhắm chặt, thân thể nhanh chóng nhạt đi, biến mất. Khi hắn mở mắt ra, đã quay về đỉnh hóng mát trên xá sơn. Mạc tiên sinh, bên Đông Hải thế nào rồi? Lưu Nguyệt Như thấy Mạc Phàm tỉnh lại, vội vàng hỏi. Không có gì đáng ngại, Tiểu Hồ Ly bị La Gia bắt đi rồi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Lưu Nguyệt Như nhíu mày, thời gian bà đến Mạc Gia còn lâu hơn Tiểu Hồ Ly, tất nhiên biết Tiểu Hồ Ly. Mỗi lần bà đến biệt thự, bộ dạng Tiểu Hồ Ly đều vô cùng đáng yêu. Nhất là đôi mắt còn thông minh hơn con người, không phải chỉ người Mạc Gia thích nó, bà cũng quý nó. Mạc tiên sinh chuẩn bị đối phó La Gia thế nào? Tôi đã bảo đám Tiểu Vũ thu dọn đồ tới Giang Nam, bà sắp xếp chuyện này đi, người Mạc Gia chuyển đến trang viên, đợi bọn họ đến Giang Nam, tôi sẽ lập tức khởi hành đi Mạc Bắc. Mạc Phàm nhìn thoáng qua phía Tây Bắc, lạnh lùng nói. La Yên đánh cược thua hắn, chút việc nhỏ đó hắn không để trong lòng. Giống như người lớn đánh cược với đứa con nít, kết quả đứa con nít thua, người lớn sẽ đánh cược với con nít mỗi ngày sao? Đây là chuyện không có khả năng. La Gia không thực hiện đánh cược, trái lại còn đến Mạc Gia bắt người. Lần này không khiến Mạc Gia hối hận thiên sinh vạn thế, Mạc Phàm hắn không phải y tiên bất tử. Dạ, Mạc tiên sinh. Lưu Nguyệt Như gật đầu, mây đen răng đầy trong lòng. Vậy còn Tiểu Hồ Ly Mạc tiên sinh chuẩn bị làm gì? Mạc Phàm rất sùng Tiểu Hồ Ly, không khác gì đối đãi với đám Tiểu Vũ, Tiểu Ngọc. Tiểu Hồ Ly rơi vào tay La Gia, chỉ sợ Mạc Phàm đi Mạc Bắc không đơn giản như vậy. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên sắc bén, trầm mặc một lát. Rất có khả năng Tiểu Hồ Ly là sư muội của Huyền Nguyệt, cho dù không phải, đã trở thành một trong những thành viên của Mạc Gia hắn, như đám Tiểu Ngọc. Hắn không có khả năng không đi cứu Tiểu Hồ Ly. Huống chi Tiểu Hồ Ly biến thành bộ dạng Tiểu Vũ mới bị bắt, hắn càng không thể ngồi không để ý đến. Chuyện Tiểu Hồ Ly bà không cần xen vào, bà đi làm việc của bà trước đi, tôi có biện pháp khiến bọn họ không dám động vào Tiểu Hồ Ly. Muốn áp chế y tiên bất tử hắn, không xem mình có bao nhiêu bản lĩnh. Hắn nghĩ một lát, cũng có hơn 1000 biện pháp khiến La Gia không làm gì được, chút việc nhỏ đó làm khó được hắn sao? Lưu Nguyệt Như liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, xoay người xuống núi. Lưu Nguyệt Như rời đi, một tay Mạc Phàm vươn ra trước, cái tay trong suốt chậm rãi xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, khôi phục bộ dạng ban đầu. Có thứ này, nếu không phải trên người La Thành có phệ thần ấn, hắn hoàn toàn có thể giết chết La Thành qua ngàn dặm. Nhưng cho dù có phệ thần ấn cũng không thắng được hắn. Hắn suy nghĩ một lát, trước mắt sáng lên. Trên mặt hắn lộ vẻ nghiêm túc. Hai tay vũ động, một đám phù văn bay từ ngón tay hắn ra, ẩn vào trong hư không biến mất không thấy, không có một chút biến hóa. Động tác của hắn duy trì liên tục như vậy khoảng chừng hơn 10 phút, giống như cục đá nhỏ rơi vào trong hồ nước. Vùng không gian trước người hắn dập dần gợn sóng, thanh đồng đại môn cổ xưa chậm rãi xuất hiện trong hư không, giống như một cánh cửa chui từ đáy nước lên,
khí tức già nua, phong cách cổ xưa, lạnh lẽo xuất hiện. Mạc Phàm lại đánh liên tục phù văn vào trong hư không, keng một tiếng, thanh đồng thạch môn xuất hiện trước mắt Mạc Phàm. Thanh đồng môn này cao khoảng 3 người, trên cửa khắc đầy đường vân kỳ lạ, nhưng trải qua nhiều năm, đường vân đã mở đi một cách nghiêm trọng. Giữa cửa khảm hai cái đầu, trông rất sống động, giống như chặt hai cái đầu thật xuống, lắp ở trên cửa. Ai gọi chớ chú chi môn ta vậy? Trên cửa thanh đồng truyền đến giọng nói trầm thấp. Giọng nói này vang lên, xung quanh lập tức có tiếng vọng, mãi mới biến mất. Người gọi được ngươi xuất hiện, tất nhiên có tư cách gọi ngươi, bớt xàm ngôn đi, bắt đầu. Mạc Phàm không hề xa lạ với cánh cửa này, không kiên nhẫn nói. Một cuộc điện thoại của La Thành, rất có khả năng khiến người ta chặt một chân tiểu hồ ly xuống, hắn phải hoàn thành trước khi La Thành ra lệnh. Hửm, tiểu tử, ngươi chỉ có cảnh giới tiên thiên, cũng dám vô lễ với bản môn, trưởng bối ngươi không dạy kính dạy yêu trẻ sao? Thanh đồng môn hơi nghiêng, muốn đập Mạc Phàm, tức giận nói. Âm thanh như sấm, còn thêm tiếng sấm sét vang dội, giống như chỉ cần Mạc Phàm dám không cúi đầu, sẽ bị thanh đồng đại môn khổng lồ đập nát. Ngươi chỉ là một cánh cửa, còn nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, chẳng lẽ đã quên thấy khách phải mở cửa, nhìn thấy người có thể gọi ngươi phải bớt nói lời vô nghĩa sao? Mạc Phàm nhíu mày, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Cánh cửa này tên là chớ chú chi môn, tồn tại ở nơi không ai biết, phía sau cửa là gì cũng không ai biết, ngay cả phương pháp gọi nó đến cũng càng ít người biết. Hắn cũng vô tình tìm được phương pháp thức tỉnh chớ chú chi môn trong một quyển sách cổ. Thức tỉnh cái cửa này, chỉ cần thức tỉnh giả trả đủ giá, sẽ đạt được chớ chú chi lực. Kiếp trước hắn vì nghiên cứu chớ chú chi lực, thức tỉnh vài lần chớ chú chi lực, cho nên hiểu rất rõ tính tình cánh cửa này, dài dòng hơn bác gái lớn tuổi. Nghe nói chớ chú chi môn làm nhảm hàn huyên với tu tiên giả trên 100 năm, còn chưa hoàn thành giao dịch. Hắn không có nhiều thời gian nói chuyện với cánh cửa như vậy. Nếu trên người La Thành có phệ hồn ấn, vậy thử tư vị nguyền rủa cả đời xem. Mạc Phàm nói mấy câu này xong, thanh đồng môn im lặng một lát, lúc này mới mở miệng. Tiểu tử, có phải ngươi từng gặp bổn môn rồi không? Thanh đồng đại môn buồn bực nói. Nếu nó nhớ không sai, đây là lần đầu tiên nó gặp Mạc Phàm. Mọi khi gặp người triệu hoán nó lần đầu tiên, ít nhất sẽ hỏi rất nhiều, Mạc Phàm lại như lão lươn lẹo triệu hoán nó nhiều lần. Mỗi lần bắt đầu sẽ đi thẳng vào vấn đề, giao dịch xong sẽ rời đi, như gọi gà, khiến nó rất không vui. Tất nhiên đây không phải là lần đầu tiên hắn triệu hoán chớ chú chi môn, nếu không sao lại quen thuộc như vậy. Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi học keo kiệt từ lão quái vật nào thế? Nói cho ta biết ta đi nguyền rủa kẻ đó. Thiếu chút nữa thanh đồng môn nhảy dựng lên, không hài lòng lắm nói. Không dễ dàng gì mới được triệu hoán một lần, vốn tưởng rằng có thể tán gẫu rất nhiều chuyện, nhưng lại gặp phải một quái thai như thế, cho dù nó là một cánh cửa cũng không vui. Tiểu tử không thú vị, cậu muốn giao dịch nguyền rủa gì, nói đi. Rất lâu sau, thanh đồng đại môn mới khó chịu nói. Phệ phách hồn chú vào huyết duyên chớ chú. Mạc Phàm không cần nghĩ ngợi nói. Hửm, cái đầu trên cửa thanh đồng hơi cử động, giống như người nhíu mày. Tiểu tử, hai loại nguyền rủa này không phổ biến thì không nói, còn vô cùng ác độc, người chắc chắn muốn giao dịch hai loại nguyền rủa này sao? Thanh đồng môn xác nhận lại. Chuyện này không cần ngươi phải dạy, bắt đầu giao dịch là được. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Phệ phách hồn chú là hắn chuẩn bị cho La Thành, lấy thần hồn của La Thành làm dẫn. Chỉ cần La Thành dám xuống tay với tiểu hồ ly, nguyền rủa này sẽ khiến La Thành nếm thống khổ gấp vạn lần tiểu hồ ly. La Thành muốn trả thù, cứ việc thử xem. Còn loại thứ hai, hắn đều có diệu dụng. Hai loại nguyền rủa này vô cùng độc ác, nhưng độc ác không phải thuật pháp, mà là lòng người. Nếu không phải La Gia trêu chọc hắn, sẽ trúng nguyền rủa này sao? Được rồi, muốn phệ phách hồn chú nguyền rủa ai? Thanh đồng môn nói. Mạc Phàm lấy cái tay trong suốt của La Thành ra, tay trong suốt bị lực lượng vô danh di chuyển, bay về phía đầu trên cửa thanh đồng. Cái đầu há to miệng như bồn máu, nuốt cái tay trong suốt vào, nhấm nuốt vài cái, lúc này mới biến thành bộ dạng ban đầu. Tiểu tử, người ngươi bảo vệ là ai, Yến Tử Thanh Khâu nhất tộc. Ngón tay Mạc Phàm sáng lên, một bình ngọc khắc đầy đường vân màu vàng xuất hiện trong tay hắn. Hắn mở bình ngọc ra. Một giọt máu đỏ tươi bay từ trong ra ngoài, bay về phía thanh đồng môn.
Đây là tinh huyết của tiểu hồ ly, từ lần Chu Hiệt thiếu chút nữa bị giết chết, hắn đã lấy tinh huyết tất cả người bên cạnh hắn, cất cẩn thận. Nếu bọn họ gặp chuyện ngoài ý muốn, hắn sẽ dựa vào tinh huyết này khiến bọn họ sống lại. Tinh huyết bay vào trên cửa thanh đồng, bị một cái đầu khác nuốt vào. Hứng khởi. Trên cửa thanh đồng tỏa ra thanh quang, điện quang lượn lờ xung quanh. Một lát sau, miệng hai cái đầu há to, một ký hiệu màu xanh như quỷ hỏa bay từ miệng một cái đầu ra, trôi nổi trên không chỗ Mạc Phàm. Cùng lúc đó, một thứ gì đó như đầu quỷ đầy răng nanh, xung quanh có ngọn lửa đỏ sậm phát sáng, bay từ trong miệng một cái đầu khác ra. Hai thứ này vừa xuất hiện, khí tức tà ác, quỷ dị lập tức tỏa khắp xá sơn. Trong biệt thự, tất cả mọi người cảm thấy toàn thân không thoải mái, giống như bị ác quỷ để mắt, gà chó trong biệt thự cũng bất an, tựa như khi động đất. Tiểu tử, đây là thứ ngươi cần tìm, trình lên vật ngươi đổi, ngươi hiểu biết như vậy, chắc không cần ta nói quy củ đổi đâu nhỉ. Thanh đồng đại môn nói. Ánh mắt Mạc Phàm rét lạnh, mặt không chút thay đổi, không do dự điểm lên mi tâm. Chỗ mi tâm hắn, một thứ to bằng quả đấm như thủy châu và một giọt huyết dịch cỡ ngón tay cái bay ra, bay về phía thanh đồng đại môn. Hai thứ này đủ rồi chứ? Mạc Phàm thản nhiên nói. Diễn Thiên Thần Quyết tu luyện ra thần hồn gần như thuần, tinh huyết của Hồng Liên nhất tộc, hai thứ này đổi nguyền rủa thì không có vấn đề gì, nhưng tiểu tử ngươi nỡ bỏ sao? Ngươi cứ giao dịch là được. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Trái lại tinh huyết của Hồng Liên nhất tộc không sao, hắn đã huyết khí như long, tu dưỡng một phen có thể lấy lại, dùng thứ này dư giả đổi lấy huyết duyên chớ chú. Còn thần hồn thuần là thứ tu luyện Diễn Thiên Thần Quyết mới có. Hắn tu luyện đến bây giờ cũng chỉ có một viên, là ngọn nguồn của thần hồn hắn. Thứ này cho chớ chú chi môn, nếu không có tu hồn nặn thần bảo vật, hắn phải suy yếu một thời gian ngắn. Nhưng có thể khiến tiểu hồ ly không chịu đau đớn ra thịt, suy yếu một thời gian cũng không sao, hy vọng còn kịp. Được rồi, như ngươi mong muốn. Thanh đồng đại môn nói. Nó vừa nói xong, thần hồn thuần và tinh huyết bay vào trong cửa đá, Mạc Phàm kêu lên đau đớn một tiếng. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đôi mắt cũng tối sầm lại, giống như bệnh nặng mới khỏi. Ký hiệu cổ xưa như quỷ hỏa bay về phía bầu trời, nhanh chóng biến mất không thấy. Đầu quỷ như ngọn lửa được chứa trong hòm thanh đồng đột nhiên xuất hiện, rơi vào tay Mạc Phàm. Tiểu tử, sau này còn gặp lại. Thanh đồng đại môn chậm rãi ẩn vào trong hư không, tựa như đại môn chìm vào trong nước, nhanh chóng vô tung vô ảnh. Mạc Phàm cất hòm thanh đồng kia, tán đi trận pháp xung quanh. Ý niệm hắn vừa động, cơ thể khôi phục thành bộ dạng lúc trước, hắn do dự một lát, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, trước mắt hơi sáng lên, đi xuống núi. Lúc này, trên tầng mây, trong một chiếc máy bay tư nhân xa hoa, La Thành ngồi trên ghế sofa bằng da thật, hai mỹ nữ mặc trang phục y tá quỳ gối trước người ông ta, một người cầm đồ chữa bệnh xử lý cánh tay bị đứt, một người khác cung kính đứng một bên. Chủ nhân, người nào đáng ghét như thế, khiến người bị thương nặng như vậy? Nữ y tá giúp La Thành xử lý vết thương làm nũng hỏi. Một người sắp chết mà thôi, không cần quan tâm. Trong mắt La Thành hiện lên nham hiểm, nói. Chủ nhân uy vũ. Một mỹ nữ y tá khác cười nịnh nọt nói. Miệng của em ngọt nhất đó. La Thành mỉm cười, cầm ly rượu vang thưởng thức một ngụm. Đúng rồi, chủ nhân, một tiếng trước Long Tiên Sinh gọi điện đến. Hỏi xử lý tiểu hồ ly kia thế nào? La Thành nheo mắt, lộ ra sắc bén. Lát nữa xuống phi cơ, Long Tiên Sinh gọi tới nữa, bảo cậu ta rút 1/3 máu của tiểu hồ ly cho tiểu vân uống. Linh hồ trăm năm vốn dĩ ngâm mình trong linh dược lớn lên, máu của nó có thể trị bách bệnh, còn có thể tăng thể chất và huyết mạch. Nguyên nhân La Vân Tẩu hỏa nhập ma là không đủ thiên phú, có máu linh hồ trăm năm không trị tự lành. Đúng rồi. Chém 4 chân của tiểu hồ ly nữa, dùng máy bay chuyển cho Mạc ra. La Thành bổ sung thêm. Có qua có lại mới toại lòng nhau, con hồ ly của Mạc ra rơi vào tay ông ta, vậy mà Mạc Phàm còn dám đốt tay ông ta, nếu ông ta không chém 4 chân con hồ ly kia, chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười. Tuân mệnh, người phụ nữ không hỏi nhiều, cung kính gật đầu. Đúng lúc này, một phù văn màu xanh bay từ bên ngoài tới, trực tiếp biến mất vào trong tay đứt của La Thành. La Thành nhíu mày, nhìn lướt qua cánh tay bị đứt, lộ ra chút nghi ngờ. Sao vậy, chủ nhân, là nô tỳ làm người đau sao? Mỹ nữ đang băng bó cho La Thành hỏi.
La Thành không nghĩ nhiều, cười khinh thường. Ông ta đã bay lên trời rồi, Mạc Phàm còn có thể làm gì ông ta? Có thể vẽ một cái vòng, nguyền rủa ông ta hay sao? Không có gì, tiếp tục đi. Một tiếng sau, Mạc Phàm xuất hiện trong phố cổ tỉnh Giang Nam. Phố cổ này là một đường phố cổ xưa nhất ở Giang Nam, nghe nói có lịch sử mấy trăm năm, mặt đường vẫn trải đá trước đây, kiến trúc hai bên đường đều theo phong cách Giang Nam thời cổ. Bởi vì con đường này là phong cảnh cổ trấn Giang Nam, bình thường nơi này thường xuyên có du khách tấp nập. Đến ngày nghỉ lại càng chen lách, hơi vô ý sẽ xảy ra chuyện dẫm đạp. Lúc này ở trên đường có không ít người du ngoạn. Mạc Phàm không đến thưởng thức những phong cảnh này, hắn ngoặt mấy vòng, rẽ vào trong một con hẻm yên tĩnh, đứng trước cửa hàng tên là Cổ Nguyệt. Đây là cửa hàng đồ cổ, kiếp trước An Hiểu Hiên thường xuyên kéo Tuyết Nhi tới nơi này đào bảo. Hắn không có biện pháp, cũng chỉ có thể theo đến đây, cho nên khá quen thuộc nơi này. Nơi này không khác thành phố đồ cổ lắm, đồ thật còn ít hơn cát vàng. Bởi vì nơi này có vẻ hẻo lánh, nên sạch sẽ, yên tĩnh hơn thành phố đồ cổ nhiều. Đương nhiên nơi này yên tĩnh vắng vẻ không được bao lâu, liền bị một bảo bối phá nát. Bảo bối này là gì hắn cũng không biết, chỉ biết là một tảng đá vô cùng đặc biệt. Nhưng hắn từng nghe An Hiểu Hiên nói, thứ này cùng cấp bậc với Ngọc Tỷ truyền quốc mất tích, vô cùng thần kỳ, vào nước thành cá, ra khỏi nước thành đá, rơi xuống đất thành cây, gặp kim hóa kim. Không chỉ có vậy, chỉ cần nhìn một cái có thể khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái, sờ một cái tinh thần sảng khoái, đeo lâu dài có thể biến người bình thường thành tiên nhân. Lúc ấy hắn chỉ là người bình thường, ngay cả võ giả tồn tại cũng không biết, đối với các thứ liên quan đến thần tiên thì càng không tin. Hắn vốn dĩ không để trong lòng những lời An Hiểu Hiên nói, nhưng hắn có thể cảm nhận được mức độ chân quý của thứ này từ vẻ mặt An Hiểu Hiên và Tuyết Nhi. Thứ này có ở cửa hàng tên Cổ Nguyệt, được một đệ tử hào môn đến từ Nhật Quốc đào đi. Đệ tử hào môn Nhật Quốc mang tảng đá đi cũng không sao, trong cửa hàng đồ cổ thường có chuyện như vậy xảy ra. Nhưng sau khi anh ta quay lại Nhật Bản, một số truyền thông Nhật Quốc đăng tin châm chọc Hoa Hạ đều là hạng người có tầm nhìn hạn hẹp, phung phí của trời, vốn dĩ không biết thứ tốt. Bởi vì ngôn luận hơi cực đoan, khiến chuyện này chấn động một thời, mỗi tạp chí lớn đều nói chuyện này rất lâu. Ngay cả đám xử hàng trong phòng ngủ bọn họ đều cằn nhằn cả ngày, thứ chân quý như vậy lại bị một người Nhật Quốc đào đi, đúng là cải trắng ngon để chó gặm mất. Kiếp trước hắn không biết tảng đá này, sao bây giờ lại không biết? Dựa theo lời An Hiểu Hiên nói và tin tức truyền thông, rất có khả năng tảng đá này là thiên địa nguyên thạch. Là một tảng đá thiên tạo địa hóa, trời sinh đã là bảo bối cấp bậc như pháp bảo, là một trong những thiên tài địa bảo chữa trị thần hồn tốt nhất, quả thật là thứ có thể khiến người bình thường thành tu sĩ. Hắn vốn chuyển đổi thần hồn, triệu hoán tạo hóa chi môn, lại dùng thần hồn thuần trao đổi nguyền rủa, cho dù hắn đến cảnh giới tiên thiên, thần hồn mạnh hơn trước rất nhiều, lúc này cũng ăn không tiêu. Nếu không có bảo bối gì, chưa đến một tháng đừng nghĩ khôi phục. Trái lại hoàng tuyền thạch trong tay hắn có thể giúp hắn chữa trị thần hồn, nhưng tảng đá này có tác dụng với hắn khi ở trúc cơ kỳ, bây giờ như gân gà với hắn. Chỉ cần đám tiểu vũ vừa đến Giang Nam, hắn sẽ chuẩn bị đến Mạc Bắc, cứu tiểu hồ ly thuận tiện giải quyết hết La Gia. Tối đa là 2 ngày, thời gian ngắn như vậy, thần hồn của hắn không thể khôi phục được. Dù sao đập lớn núi sông mở nước dễ, văn chương trôi chảy chỉ là chuyện trong phút chốc, chứa nước thành biển không phải chuyện trong giây lát, không tích lũy năm này tháng nọ, gần như không thể. Thần hồn của hắn hiện giờ là trạng thái này. Nếu hắn dùng trạng thái này đến Mạc Bắc, đối phó người như La Thành thì không sao, nếu gặp cường giả cảnh giới bán thần, hắn sẽ gặp nguy hiểm. La Thành tự tin với Mạc Bắc như thế, không phải không có khả năng cất giấu một đại cao thủ sau lưng. Tiểu hồ ly ở trong tay bọn họ, hắn không có khả năng đợi thần hồn khôi phục lại đến Mạc Bắc, biện pháp tốt nhất chỉ có khối thiên địa nguyên thạch này. Khối thiên địa nguyên thạch này là vào thời gian này, bị đệ tử hào môn Nhật Quốc mang đi. Nếu có thể đạt được thiên địa nguyên thạch, chưa tới một ngày, thần hồn của hắn sẽ khôi phục như ban đầu. Đi thử vận khí xem vậy. Mạc Phàm nhìn thoáng qua bảng hiệu Cổ Nguyệt, lẩm bẩm. Cơ duyên thứ này không cưỡng cầu được, nếu có được thiên địa nguyên thạch thì không gì tốt hơn, không chiếm được, chỉ cần tiểu vũ vừa đến Giang Nam, hắn vẫn lập tức đến Mạc Bắc. Hắn còn chưa vào cửa hàng, mấy giọng nói quen thuộc truyền đến. Tiểu Tuyết, Miyamoto thiếu gia từ Nhật Quốc tới thăm cô,
cô đóng cửa không gặp còn chưa tính, vậy mà còn ra ngoài đào bảo với An Tiện Nhân, đây là cấp bậc lễ nghĩa của Bạch gia cô sao? Hai tay Tống Tử Duyệt vòng trước ngực, nói. Lúc này Tống Tử Duyệt mặc tây trang màu trắng, áo sơ mi và quần cũng màu trắng, tóc dài màu đen được vén sang một bên, lộ ra gương mặt quyến rũ, khóe miệng hơi nhếch lên. Cạnh cô ta ngoại trừ Thu Minh Nguyệt ra, còn có một người đàn ông khác. Người đàn ông này cao hơn 1m8, mặc tây trang giá trị xa xỉ, bất luận là diện mạo hay khí chất đều không tìm thấy tì vết. Thu Minh Nguyệt đã không khác gì minh tinh, nhưng kém xa người đàn ông trước mặt này. Nếu ném người đàn ông này vào trong đám người, chắc chắn sẽ nghĩ là minh tinh quốc tế. Tống tiểu thư, đừng nói như vậy, Bạch tiểu thư bồi An tiểu thư mua đồ là chuyện vô cùng quan trọng. Người đàn ông này vừa dứt lời, Bạch Tiểu Tuyết làm như không nghe thấy, vẻ mặt bình tĩnh, nhìn đồ rực rỡ muôn màu trong cửa hàng. Trái lại An Hiểu Hiên cầm một bình đủ màu sắc hoa văn, bất mãn nói. Tống tiện nhân, cô nghe thấy chưa, Miyamoto thiếu gia người ta còn chịu oán giận, cô đã oán giận rồi, hơn nữa đây là chuyện của Tiểu Tuyết, không liên quan gì đến cô đây là hoàng hậu không vội, cung nữ đã gấp muốn chết. Người thanh niên này tên là Miyamoto Kawa, là thiếu chủ kiếm đạo thế gia cổ xưa ở Nhật Quốc. Nghe nói phần lớn cao thủ kiếm đạo nổi tiếng Nhật Quốc, không phải người nhà Miyamoto, mà là học trò của nhà Miyamoto. Cho nên theo đuổi tinh thần võ sĩ đạo ở Nhật Quốc, gia tộc Miyamoto có uy vọng rất cao. Thân là thiếu chủ nhà Miyamoto, Miyamoto Kawa là nhân vật nổi tiếng Nhật Quốc. Người anh ta thường lui tới không phải con em thế gia cấp cao Nhật Quốc, thì là thái tử gia, ví dụ như thiếu gia các công ty Matsumoto, Sony, Mitsubishi, Toyota, Honda. Lần này anh ta tới Giang Nam, chính là muốn liên hôn với Bạch gia, hy vọng Bạch Tiểu Tuyết gả vào gia tộc Miyamoto. An tiện nhân, lần này cô phải thất vọng rồi, Miyamoto Kawa là bạn học của tôi, anh ấy bị một số người bắt nạt ở Giang Nam, sao tôi có thể mặc kệ? Tống Tử Duyệt cười âm hiểm nói. Mặc dù cô ta đã định kế hoạch với Bạch Tiểu Phi rồi, để Bạch gia dùng gậy đánh Uyên Ương, phá Mạc Phàm và Bạch Tiểu Tuyết, nhưng cô ta cảm thấy không tự ra tay có chút không sảng khoái. Ai biết Miyamoto Kawa bạn học của cô ta lúc ở Mỹ đến Giang Nam cầu hôn Bạch gia, còn ăn bế môn canh của Bạch Tiểu Tuyết. Chuyện tốt như vậy, sao cô ta có thể bỏ qua? Chỉ hơi hỏi thăm, cô ta liền dẫn Miyamoto Kawa đến cửa hàng đồ cổ này. Lâm Khuynh Thiên đã chết. Hiện giờ lại xuất hiện Miyamoto Kawa, xem Mạc Phàm và Bạch Tiểu Tuyết làm sao bây giờ. Động tác trên tay Bạch Tiểu Tuyết bị kiềm hãm, nhanh chóng khôi phục như thường. Cô vốn hơi tò mò, vì sao Tống Tử Duyệt lại đi cùng Miyamoto Kawa, không ngờ Tống Tử Duyệt là bạn học của Miyamoto Kawa. Ngón tay cô khẽ chạm nhẹ những món đồ cổ, không vui không buồn, vẫn không mở miệng như trước. An Hiểu Hiên cũng không ngờ tới mối quan hệ giữa Tống Tử Duyệt và Miyamoto Kawa, lạnh lùng liếc Tống Tử Duyệt một cái. Tống tiện nhân, cô muốn quản thế nào? Miyamoto Kawa đến Giang Nam, Bạch gia đã ngầm đồng ý cho Miyamoto Kawa kết giao với Tiểu Tuyết, đương nhiên là cho Miyamoto Kawa cơ hội, ít nhất không thể kém tên hai lúa kia. Tống Tử Duyệt cười khẽ, âm dương quái khí nói. Miyamoto Kawa nhướng mày, lộ ra vẻ tò mò. Tống tiểu thư, hai lúa mà cô nói là ai thế, bạn của Bạch tiểu thư sao? Một tiểu tử từ Đông Hải tới, tên là Mạc Phàm, là bạn trai của Bạch tiểu thư, nhưng bất luận là diện mạo, bối cảnh, hay là thực lực đều không thể so được với Miyamoto Kawa, Miyamoto tiên sinh không cần để ở trong lòng. Thu Minh Nguyệt liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên với vẻ khiêu khích, giải thích. Mạc Phàm, Miyamoto Kawa nhíu mày, trong mắt lộ vẻ nghi ngờ. Hình như anh ta từng nghe thấy tên này ở đâu rồi, nhưng tạm thời không nghĩ ra được là ai. Anh ta không để ở trong lòng, cười thản nhiên. Hóa ra là như vậy, Bạch tiểu thư có bạn trai rồi. Nếu biết, còn không nhanh rời khỏi Hoa Hạ, về nước của anh đi. An Hiểu Hiên lạnh lùng nói. Mạc Phàm và Tiểu Tuyết còn chưa xác lập quan hệ, nhưng cô có thể nhìn ra qua đôi mắt Tiểu Tuyết, khi Tiểu Tuyết ở bên Mạc Phàm vô cùng vui vẻ. Tuy cô không thích Mạc Phàm, nhưng so với Miyamoto Kawa, trái lại cô càng tiếp nhận được Mạc Phàm hơn. An tiểu thư, tôi sớm nghe nói đại danh Bạch tiểu thư, tôi thật lòng với Bạch tiểu thư, mong An tiểu thư đừng hiểu lầm. Miyamoto Kawa khẩn thiết nói, giống như thật sự rất thích Bạch tiểu tuyết.
Miyamoto Kawa không nói lời nào thì không sao, anh ta mới mở miệng, trái lại Bạch Tiểu Tuyết không có biểu cảm gì, trong mắt An Hiểu Hiên lại tràn đầy vẻ khinh thường. Nhà Miyamoto thèm muốn Bạch Đồng Tử của Bạch gia, muốn đạt được huyết mạch Bạch Đồng Tử, như vậy Bạch Đồng Tử cộng thêm kiếm thuật nhà Miyamoto, sẽ khiến thực lực nhà Miyamoto nâng cao một bước. Nhưng tuy nhà Miyamoto cường đại, không kém Lâm gia, nhưng dù sao cũng là dị quốc tha hương, vẫn không có cơ hội. Lâm Khuynh Thiên chết, khiến nhà Miyamoto thấy được hy vọng. Xứng đôi với Bạch gia chỉ có Miyamoto Kawa. Rõ ràng là đám hỏi âm mưu chính trị, đến miệng Miyamoto Kawa lại thành thật lòng thích Tiểu Tuyết, phải là muốn đạt được Bạch đồng tử của Bạch gia mới đúng. An Hiểu Hiên lạnh lùng liếc Miyamoto Kawa một cái, không nói gì. Miyamoto như nhìn ra được bất mãn của An Hiểu Hiên, không chỉ không tức giận, trái lại cười khiêm tốn. Nếu An Tiểu Thư không tin tôi nguyện ý cạnh tranh công bằng với Mạc Tiên Sinh kia, hy vọng Bạch Tiểu Thư có thể cho tôi một cơ hội, nếu tôi thua, tôi lập tức rời khỏi Giang Nam, không dây dưa với Bạch Tiểu Thư nữa. Miyamoto Kawa nghiêm túc nói. Nghe thấy không, Tiểu Tuyết, Miyamoto Kawa nguyện ý cạnh tranh với tên hai lúa kia, người đàn ông hoàn mỹ như vậy, có không biết bao nhiêu phụ nữ muốn theo đuổi, nếu không phải tôi có Minh Nguyệt, tôi nhất định sẽ cạnh tranh với cô. Vậy mà cô không biết quý trọng. Trên mặt Tống Tử Duyệt lộ ra chút hâm mộ, cười âm hiểm nói. Tuy tôi là đàn ông, đều có chút hâm mộ Miyamoto tiên sinh. Thu Minh Nguyệt mỉm cười, nói theo. Tống Tiểu Thư và Minh Nguyệt khách sáo rồi. Miyamoto Kawa hơi nhếch miệng khiêm tốn nói, trong mắt hiện lên đắc ý. Một trong những mục đích anh ta tới Giang Nam là cưới Bạch Tiểu Tuyết về nhà Miyamoto, với điều kiện của anh ta. Trong số những bạn cùng lứa tuổi không có ai ưu tú hơn anh ta, đây là nguyên nhân anh ta dám nói cạnh tranh công bằng với những người khác. Ba người lưỡng sướng nhất hòa, giống như là thật. Bạch Tiểu Tuyết vẫn không nói gì, An Hiểu Hiên cố nén kích động muốn nôn, liếc mắt nhìn ba người một cái. Vậy chúc mừng các người, ba người có thể ở bên nhau hạnh phúc rồi. An Hiểu Hiên không khách sáo nói. Tống Tử Duyệt thấy Bạch Tiểu Tuyết không trả lời, cũng không sốt ruột. Thế nào, An tiện nhân, không phải hai người sợ tên hai lúa kia không cạnh tranh được với Miyamoto Kawa đấy chứ? Tống Tử Duyệt khích tướng. Tôi sợ cái đầu cô ấy, Tống tiện nhân, cô coi Tiểu Tuyết là gì, chiến lợi phẩm đặt cược của các cô sao, các người đừng nghĩ nữa, không có chuyện gì thì nhanh rời khỏi đây, đừng chậm trễ thời gian lão nương đào bảo. An Hiểu Hiên tức giận nói, hạ lệnh trục khách. Sao cô không nhìn ra Tống Tử Duyệt đang khích tướng cô? Tất nhiên cô không thể mắc mưu. Tống Tử Duyệt nheo mắt, trong mắt lóe lên hung ác nham hiểm, nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Tuyết mãi không nói gì, cô ta lại dùng cách khác, thở dài bất đắc dĩ. Ái ra, đều là người trẻ tuổi, tôi chỉ hy vọng những thiên kim chúng ta có thể tự do yêu đương, tìm được hạnh phúc của mình, tôi vốn không định nói chuyện giữa Tiểu Tuyết và tên hai lúa cho Bạch gia, nếu như vậy, vì tương lai của Tiểu Tuyết, tôi chỉ có thể làm vậy rồi. Giọng điệu nói chuyện giống như cô ta suy nghĩ cho Bạch Tiểu Tuyết, rất khó xử. Sắc mặt Bạch Tiểu Tuyết thay đổi, cô vốn thấy rất kỳ lạ, chắc chắn Tống Tử Duyệt và Bạch Tiểu Phi đã nói tin tức này cho Bạch gia, vậy mà Bạch gia không có một chút hành động, không ngờ lần này Tống Tử Duyệt duy trì bình thản như vậy. Tử Duyệt, cô muốn thế nào? Bạch Tiểu Tuyết nhíu mày, cuối cùng cũng mở miệng. Tống Tử Duyệt còn chưa nói cho Bạch gia, mọi chuyện còn kịp. Một khi Bạch gia biết cô lui tới với Mạc Phàm, cô muốn ngẫu nhiên gặp Mạc Phàm một lần cũng không dễ như vậy. Tống Tử Duyệt thấy Bạch Tiểu Tuyết mắc câu, hơi nhếch môi lên. Rất đơn giản, bảo tên hai lúa kia tới cạnh tranh công bằng với Miyamoto Kawa. Cạnh tranh thế nào? Bạch Tiểu Tuyết nhíu mày hỏi. Cô gọi tiểu tử kia trước, bảo anh ta tới cửa hàng đồ cổ, nếu anh ta có gan tới. Tống Tử Duyệt cười nói. Mấy nay cô ta luôn hoài nghi Mạc Phàm có phải Mạc Đại Sư hay không, vẫn chưa xác định được kết quả, lúc này Mạc Đại Sư chân chính đang bị giam trên xá sơn. Nếu Mạc Phàm có thể đến cửa hàng đồ cổ, nói lên Mạc Phàm không phải Mạc Đại Sư, vậy không có gì phải sợ. Nếu Mạc Phàm thật sự là Mạc Đại Sư, cho dù Mạc Phàm muốn đến cũng không đến được. Hai loại khả năng này bất luận là loại nào, cô ta đều thấy rất thú vị. Sau đó thì sao? So tiền bạc. So diện mạo, so thực lực thì thôi, tiểu tử kia vốn dĩ không phải đối thủ của Miyamoto Kawa, tên hai lúa kia am hiểu gì thì dùng nó liều mạng, không phải tên hai lúa kia kiến thức rộng rãi sao,
nếu Miyamoto Kawa có thứ không am hiểu, đó chính là dám bảo, vậy so vậy đi. Tống Tử Duyệt vén tóc, mỉm cười nói. Kiếm sĩ hủy kỳ kiếm, y giả hủy khứ dược, võ giả hủy kỳ võ, dùng thứ không am hiểu đối phó người am hiểu nhất, đây mới là biện pháp báo thù tốt nhất. Không phải Mạc Phàm rất kiêu ngạo với nhãn lực của mình sao, vậy phá kiêu ngạo của anh ta, báo thù ở party lần trước. Miyamoto Kawa không am hiểu dám bảo nhất, đấy là so với những bản lĩnh khác của anh ta. Năm anh ta 12 tuổi được Đại sư Âm Dương Nhật Quốc Abe Kuo chỉ đạo mở âm dương nhãn, thành đại sư dám bảo số 1, bản lĩnh kém tên hai lúa Mạc Phàm sao? Thế nào, Miyamoto Kawa? Tống Tử Duyệt cười hỏi Miyamoto Kawa. Tôi không có ý kiến, mọi chuyện dựa theo Tống Tiểu Thư sắp xếp. Miyamoto Kawa mỉm cười, không có một chút lo lắng. Tiểu Tuyết, hai người thì sao? Tống Tử Duyệt cười như không cười hỏi. Sắc mặt Bạch Tiểu Tuyết hơi khó coi, lộ ra chút do dự. Đây không phải là lần đầu tiên cô giao tiếp với Tống Tử Duyệt, với hiểu biết của cô về Tống Tử Duyệt, nhất định Miyamoto Kawa này rất giỏi phương diện giám bảo. Tiểu Tuyết, đừng để ý đến kẻ tiện nhân này, cô ta muốn nói cho Bạch ra thì cứ để cô ta nói đi. An Hiểu Hiên nheo mắt, nói. Dùng một ván bài quyết định hạnh phúc tương lai Tiểu Tuyết đã vô cùng hoang đường thì không nói, cho dù Mạc Phàm thắng Miyamoto Kawa, Miyamoto Kawa thật sự rời khỏi Giang Nam. Tống Tử Duyệt sẽ giấu kín chuyện giữa Mạc Phàm và Tiểu Tuyết không nói cho Bạch gia thật sao? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng, ít nhất kẻ tiện nhân Tống Tử Duyệt này không quen đánh cược thua. Dù sao nếu Tiểu Tuyết ở bên Mạc Phàm, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với cánh cửa Bạch gia. Thay vì bị Tống Tử Duyệt lấy ra áp chế, không bằng bình thản đối mặt. Nếu Bạch gia cố chấp phản đối, cùng lắm thì bỏ trốn là được. Tống Tử Duyệt nhíu mày, lộ ra chút không hài lòng. Rõ ràng Bạch Tiểu Tuyết sắp rơi vào trong cạm bẫy của cô ta, lại bị An Hiểu Hiên chen ngang. An tiện nhân, chuyện này liên quan đến tương lai của Tiểu Tuyết, cô nói chuyện chú ý một chút, nếu bây giờ tôi nói cho Bạch ra, Mạc Phàm sẽ không có cơ hội cạnh tranh với Miyamoto Kawa, nói ngắn gọn, cho dù hai bọn họ ở bên nhau, ngay cả cơ hội bỏ trốn cũng không có, tôi đang cho Tiểu Tuyết cơ hội, không phải gây khó dễ cho hai người. Tống Tử Duyệt cười nói. An Tiểu Thư. Tôi nghĩ chúng ta có hiểu lầm, nếu có cơ hội, tôi hy vọng có thể nói rõ ràng với An Tiểu Thư. Miyamoto Kawa cười nói. Anh ta vẫn là bộ dạng quân tử, nhưng trong mắt nhìn An Hiểu Hiên lóe lên nham hiểm. Anh ta biết được An Hiểu Hiên là trở ngại của anh ta từ chỗ Tống Tử Duyệt, không ngờ nha đầu này khiến người ta chán ghét như vậy, lát nữa phải tìm An Hiểu Hiên nói chuyện vậy. An Hiểu Hiên liếc mắt nhìn Miyamoto Kawa một cái, khóe miệng hơi nhếch lên. Ha ha, trái lại tôi hy vọng giữa chúng ta là hiểu lầm. Tiểu Tuyết, chúng tôi đợi cô gọi Mạc Phàm đến, hay là chúng tôi lập tức rời đi đây? Tống Tử Duyệt không để ý đến An Hiểu Hiên, cười hỏi. Bạch Tiểu Tuyết nhíu mày, trong mắt lóe lên do dự. Không đợi cô mở miệng, một giọng nói lạnh nhạt truyền đến. Không cần đợi, tôi đến rồi. Mạc Phàm. Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên nhướng mày, nhìn Mạc Phàm với vẻ khác thường. Cửa hàng đồ cổ này rất khó tìm, nếu không phải thường xuyên đến đây, người tới vài lần khó mà lần nào cũng tìm tới được. Trước đây bọn họ không gặp Mạc Phàm ở cửa hàng này, lúc này Mạc Phàm tới cửa hàng này, thật sự khiến bọn họ vô cùng bất ngờ. Đám Tống Tử Duyệt quay đầu nhìn người vừa nói, vẻ mặt cũng hơi đổi. Anh ta là Mạc tiên sinh kia sao? Miyamoto Kawa nheo mắt lại, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, có chút thất vọng hỏi. Anh ta tưởng rằng người Bạch Tiểu Tuyết xem trọng là Nhân Trung Chi Long, không ngờ lại là một người đàn ông bình thường. Không sai, chính là anh ta. Tống Tử Duyệt hơi nhếch miệng, trong mắt đều là khinh miệt. Lúc này Mạc Phàm xuất hiện ở đây, chắc chắn không phải Mạc Đại Sư Đông Hải, vậy không có gì phải sợ. Xin chào, tôi tên là Miyamoto Kawa, lần này tới Giang Nam là cầu hôn với Bạch Tiểu Thư, mong sau này chỉ giáo nhiều hơn. Miyamoto đi đến bên cạnh Mạc Phàm, giơ tay nói. Mạc Phàm yên lặng liếc Miyamoto Kawa một cái, hơi nhếch miệng. Hắn tới cửa hàng này thử thời vận, xem có thể đạt được thiên địa nguyên thạch hay không. Ai biết không chỉ gặp được Tuyết Nhi và An Hiểu Hiên, còn gặp Tống Tử Duyệt, Thu Minh Nguyệt và Miyamoto Kawa, đúng là không phải oan gia không tụ tập. Nếu hắn nhớ không sai, kiếp trước người Nhật Quốc lấy thiên địa nguyên thạch là Miyamoto Kawa.
không ngờ Lâm Khuynh Thiên chết, Miyamoto Kawa thành tình địch của hắn. Ánh mắt hắn chỉ nhìn qua người Miyamoto Kawa, làm như không nhìn thấy anh ta, lập tức đi đến bên Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên. Thật khéo, hai người cũng ở đây. Một động tác đơn giản, lập tức khiến sắc mặt đám Tống Tử Duyệt khó coi. Nhất là trên khuôn mặt anh tuấn của Miyamoto Kawa, chớp lóe sắc bén. Ở Nhật Quốc người có thể bắt tay anh ta, đẳng cấp thấp nhất là những đệ tử hào môn giá trị hơn triệu, những người khác khó mà động vào tay anh ta. Chưa bao giờ giống như hôm nay, anh ta chủ động bắt tay một người nào đó. Mạc Phàm, anh có ý gì, anh không thấy Miyamoto Kawa nói chuyện với anh sao, anh biết anh ấy là ai không? Tống Tử Duyệt lạnh lùng nói. Tử Duyệt đừng tức giận, hai lúa chỉ là hai lúa, cần gì phải chấp nhặt với anh ta? Thu Minh Nguyệt âm dương quái khí khuyên. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt một cái, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Quả thật hắn không biết nhiều về Miyamoto Kawa lắm, chỉ biết là đệ tử hào môn Nhật Quốc, hiện giờ nhìn là tên kiếm khách, chỉ biết có vậy. Nhưng nếu để Tống Tử Duyệt biết cha cô ta đã khuất phục hắn, không biết Tống Tử Duyệt còn dám nói như vậy không? Anh ta nói chuyện với tôi nhất định phải trả lời sao? Chẳng lẽ không nên à? Tống Tử Duyệt trầm giọng hỏi. Miyamoto Kawa là bạn học của cô ta, Mạc Phàm nhục nhã Miyamoto Kawa như vậy, chẳng khác gì nhục nhã cô ta. Nên hay không nên là do tôi, không do các người, hai người quỳ xuống học chó sủa đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Dựa theo đánh cược ở party lần trước, Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt nhìn thấy bọn họ phải quỳ xuống học chó sủa. Anh! Tống Tử Duyệt nắm chặt tay, trong mắt tràn đầy lửa giận. Miyamoto Kawa thấy Tống Tử Duyệt sắp nổi bão, thu tay lại, sắc bén tan đi, thay vào đó là cười khiêm tốn. Tống tiểu thư, đừng tức giận, lần đầu tiên lấy thân phận như vậy chào hỏi Mạc tiên sinh, là tôi quá đường đột, Mạc tiên sinh không bắt tay với tôi là chuyện quá bình thường, nếu Mạc tiên sinh đến đây, chúng ta nói tiếp đề tài lúc nãy đi. Tống Tử Duyệt liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ hung dữ, cố gắng đè nén lửa giận xuống. Tức giận với Mạc Phàm đúng là lãng phí thời gian, quả thật không bằng nói tiếp đề tài vừa rồi. Chỉ cần Miyamoto Kawa thắng Mạc Phàm, không những lấy lại được mặt mũi từ chỗ Mạc Phàm, còn tách Bạch Tiểu Tuyết và Mạc Phàm ra, khiến Bạch Tiểu Tuyết thành người phụ nữ của Miyamoto Kawa. Chuyện nhất cử lưỡng tiện như thế, cô ta chỉ nghĩ thôi đã vô cùng vui vẻ. Mạc Phàm, anh giúp Tiểu Tuyết như vậy, là thích Tiểu Tuyết sao? Tống Tử Duyệt híp mắt. Mắt như vòi châm của ong mật nhìn chằm chằm Mạc Phàm, không nóng không lạnh hỏi. Không sai. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Tiểu Tuyết một cái, không do dự nói. Hắn tới Giang Nam để theo đuổi Tiểu Tuyết, tuy cục diện này khác với cục diện thổ lộ kiếp trước của hắn, nhưng không có gì phải giấu giếm. Vẻ mặt Bạch Tiểu Tuyết khẽ đổi, nhìn Mạc Phàm với vẻ kỳ lạ, trong lòng có mừng thầm cũng có lo lắng. Nếu cô là cô gái bình thường, có người đàn ông như Mạc Phàm thích cô chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Nhưng chuyện này không đơn giản như vậy. Vậy quá đáng tiếc, Miyamoto Kawa đã cầu hôn với Bạch Gia, 89 phần 10 là Bạch Gia đồng ý rồi. Tống Tử Duyệt tiếc hận nói. Bạch Gia đồng ý thì sao? Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Lâm Khuynh Thiên và Tiểu Tuyết vốn là chuyện ván đã đóng thuyền, hiện giờ Lâm Khuynh Thiên đã chết, xuất hiện Miyamoto Kawa thì sao? Vốn với thân phận và địa vị của anh không xứng với Tiểu Tuyết, nhưng Miyamoto Kawa cho anh một cơ hội, anh có dám đấu nhãn lực với Miyamoto tiên sinh tại cửa hàng đồ cổ này không? Thằng anh có thể tiếp tục ở bên Tiểu Tuyết, thua anh phải rời xa cô ấy, thế nào, anh có dám vì Tiểu Tuyết thử một lần không? Tống Tử Duyệt cười hỏi. Những câu này vang lên, cho dù là Bạch Tiểu Tuyết, An Hiểu Hiên, hay đám Tống Tử Duyệt, đều nhìn về phía Mạc Phàm. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe lam quang. Liếc mắt nhìn Miyamoto Kawa một cái. Đồng tử của Miyamoto Kawa vốn có màu đen, lập tức biến thành một đen một trắng, mắt cũng như hai con cá một đen một trắng, giống âm dương trên thái cực. Âm dương nhãn. Vạn vật xuất phát từ hỗn độn, mắt hỗn độn có thể nhìn thấu vạn vật. Vạn vật sinh âm dương nhãn có thể nhìn thấu âm dương. Thầy tướng số ngũ hành, cũng có kim mộc thủy hỏa thổ và nhiều loại đồng tử thuật. Mỗi người có thể nhìn thấu ngũ hành. Chẳng trách Miyamoto Kawa có thể lấy thiên địa nguyên thạch, thiên vi dương địa vi âm, vừa hay âm dương nhãn có thể nhìn thấu thiên địa nguyên thạch. Thế nào, Mạc Phàm,
không phải cậu rất lợi hại sao, sao bây giờ không dám nữa? Thu Minh Nguyệt thấy Mạc Phàm không nói, cười mỉa hỏi. Mạc Phàm, không phải anh cảm thấy đánh cược như vậy quá ngây thơ đấy chứ? Tống Tử Duyệt cười nói. Nếu Mạc tiên sinh cảm thấy quá đơn giản, vậy thì đơn giản, tôi sẽ tăng độ khó cho đánh cược. Miyamoto Kawa cười nói. Năm ngón tay anh ta vũ động, tốc độ rất nhanh, gần như chỉ có thể nhìn thấy đám thuật ấn, hoàn toàn không thấy ngón tay anh ta, theo kết ấn của anh ta, tiếng gió thổi vù vù vang lên giữa ngón tay hắn. Tốc độ kết ấn thật nhanh. Sắc mặt Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên đều thay đổi. Âm dương ngũ hành chi thuật của Nhật Quốc không khác đạo thuật Hoa Hạ lắm, tốc độ kết ấn quyết định thực lực mạnh yếu. Hai bọn họ từng thấy không ít người tạo kết ấn, nhưng Miyamoto Kawa là nhanh nhất. Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt thấy sắc mặt Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên thay đổi, không hẹn mà nhìn nhau cười. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, vẻ mặt như giếng cổ, không có một chút gợn sóng. Không thể không nói trình độ âm dương chi thuật của Miyamoto Kawa này không thấp, đợi một thời gian nữa sẽ có danh tiếng không nhỏ. Nhưng cũng chỉ là không nhỏ. Khai. Miyamoto Kawa khẽ quát, quang mang màu hắc bạch bay từ trên người anh ta ra, hóa thành từng đạo quầng sáng, như nước sóng lan tràn khắp cửa hàng, chắn lên những đồ cổ. Mạc tiên sinh, tôi nghe nói anh dùng đạo thuật Hoa Hạ, anh có thể dùng đạo thuật chắn mấy thứ này, ngăn cách khí tức của những thứ này. Như vậy sẽ càng thú vị hơn một chút. Miyamoto Kawa cười nói. Miyamoto Kawa, thú vị thì thú vị thật, nhưng cẩn thận sẽ dọa Mạc tiên sinh mất. Tống Tử Duyệt cười mỉa, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Miyamoto Kawa triển lãm âm dương thuật của anh ta như vậy, người bình thường chắc chắn sẽ bị dọa sợ. Mạc Phàm có chút bản lĩnh, nhưng không hẳn có gan đánh cược tiếp. Nếu Mạc tiên sinh coi trọng Bạch tiểu thư, tôi tin Mạc tiên sinh không phải người như vậy. Miyamoto Kawa nói giống như vô cùng tin tưởng Mạc Phàm. Vậy thì chưa chắc, chi nhân chi diện bất chi tâm, Hoa Hạ có khá nhiều kẻ lừa đảo, hàng năm có không biết bao nhiêu người bị lừa gạt thân thể, lừa gạt tiền, lừa gạt tâm, nhỡ đâu Bạch tiểu thư bị lừa gạt, hay mắt mù thì sao? Thu Minh Nguyệt nói xen vào một câu khiêu khích. Bạch tiểu tuyết nhìn chúng Mạc Phàm, theo ý anh ta không khác gì mù. Minh Nguyệt. Đừng chửi Bạch tiểu thư như vậy, anh như vậy là không lễ phép. Miyamoto Kawa nghiêm túc nói. Trái lại Bạch tiểu tuyết chưa đến mức mắt bị mù, nhưng mắt cô ta sao, quả thật có vấn đề. Tống Tử Duyệt cười khiêu khích châm chọc nói. An Hiểu Hiên nhíu mày, trong mắt tràn đầy lửa giận. Nếu không phải chuyện này liên quan đến tương lai của tiểu tuyết, chắc chắn cô sẽ giục Mạc Phàm đánh cược với Miyamoto Kawa này, dù thua quỳ xuống cũng không sao. Đôi mắt Bạch Tiểu Tuyết khẽ đảo, nhìn Mạc Phàm không nói gì thêm. Mạc Phàm nheo mắt, ánh mắt phát lạnh theo. Quả thật hắn không có hứng thú chơi với Miyamoto Kawa, Miyamoto Kawa muốn đến Bạch gia cầu hôn thì cứ việc tới. Nhưng ánh mắt ba người này hoài nghi Tuyết Nhi, hắn tất phải cho bọn họ biết ánh mắt ai mới có vấn đề. Các người nói xong rồi sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Thế nào, Mạc Phàm? Anh muốn đánh cược với Miyamoto Kawa một lần sao, tôi còn tưởng anh không dám. Tống Tử Duyệt nhướng mày, trong mắt hiện lên chút quang mang vì thực hiện được. Mạc Phàm không duy trì bình thản nữa, vậy có trò hay để coi rồi. Tôi đã nói ánh mắt Bạch Tiểu Thư không tệ mà. Miyamoto Kawa nịnh nọt nói. Tuy Bạch Tiểu Tuyết được Miyamoto Kawa nịnh nọt, nhưng không cao hứng nổi, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Thuật pháp của Mạc Phàm lợi hại hơn âm dương thuật sao? Mặc dù có lời đồn âm dương ngũ hành chi thuật của Nhật Quốc đến từ Hoa Hạ, nhưng cha từng nói Nhật Quốc đã nghiên cứu sâu về âm dương ngũ hành chi thuật, hiện giờ những lưu phái Hoa Hạ không thể sánh bằng những gia tộc Nhật Quốc. Mạc Phàm không để ý đến đám Tống Tử Duyệt, ngay cả kết ấn cũng không dùng, bàn tay vung lên, một đạo hào quang màu xám biến mất vào trong quầng sáng màu hắc bạch. Hai màu hắc bạch lập tức dung hợp lại. Biến thành hỗn độn khí màu xám, chắn trước đồ cổ. Trong cửa hàng này có tổng cộng 36.529 món, trong đó có thứ chân quý nhất trong cửa hàng, anh đi chọn đi, nếu anh không chọn chúng, thì cút khỏi Hoa Hạ, đừng để tôi thấy anh nữa. Mạc Phàm không nóng không lạnh nói, Mạc Phàm vừa nói xong, Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt đều cười khinh thường. Mạc Phàm, anh tự tin thật, đã quên nói với anh, Miyamoto Kawa đã mở âm dương nhãn. Gần như tất cả pháp thuật không có tác dụng trước mặt hắn. Tống Tử Duyệt cười nói,
biểu cảm đắc ý như nhìn con mồi tiến vào trong cạm bẫy. Âm dương nhãn. Nghe thấy ba chữ kia, sắc mặt Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên khó coi, âm dương nhãn không khác Bạch đồng tử của Bạch gia lắm, chẳng qua điểm chú trọng không giống nhau. Âm dương nhãn chủ yếu dùng để phá pháp, Bạch đồng tử dùng để phá võ. Miyamoto Kawa mở âm dương nhãn, Mạc Phàm lại để Miyamoto Kawa chọn trước, chắc chắn lần này Mạc Phàm thua rồi. Mạc tiên sinh, anh chắc chắn để tôi chọn trước. Nếu tôi chọn trước, có khả năng lần này anh sẽ thua, nếu anh thu lại câu nói vừa rồi, tôi cũng có thể tiếp nhận, anh muốn thu hồi lại câu đó không? Miyamoto Kawa không nhìn đạo quầng sáng kia, cười khẽ, nho nhã lễ độ nói. Từ khi anh ta thành danh tới nay, cho đến bây giờ chưa có người dám khinh thường anh ta. Đến bây giờ đều là anh ta nhường người khác, người hoa hạ này dám nhường anh ta, người này ngu ngốc như vậy. Tôi biết anh mở âm dương nhãn rồi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tôi cũng biết rõ gần như tất cả pháp thuật đều bị âm dương nhãn nhìn thấu, nhưng gần như là gần như, không phải tất cả. Tôi cho anh một phút, nếu trong một phút anh tìm được, lại nói với tôi những lời này cũng không muộn. Mạc Phàm cầm một chiếc đồng hồ cát trong quầy ra, lật nó lại, vô cùng lạnh nhạt nói. Bạch Tiểu Tuyết nhíu mày, giữa trán đều là khó hiểu. Mạc Phàm, anh điên rồi sao? Thiếu chút nữa An Hiểu Hiên nhảy dựng lên. Đám Tống Tử Duyệt nhếch miệng, Mạc Phàm biết rõ Miyamoto Kawa có âm dương nhãn, còn dám đánh cược với Miyamoto Kawa. Chuyện này như biết rõ núi có hổ, mà vẫn đi lên, rõ ràng là tìm tai họa. Không phải anh ta điên, mà là anh ta ngốc, Miyamoto Kawa khiến anh ta thua tâm phục khẩu phục đi, ha ha. Tống Tử Duyệt cười nói, trong mắt như nhìn thấy bộ dạng Mạc Phàm thua thảm hại. Miyamoto Kawa gật đầu, giống như mất đi hứng thú với Mạc Phàm. Người như vậy, không cần thiết phải lãng phí thời gian của anh ta, để người hoa hạ này mở mang kiến thức âm dương chi thuật của Nhật Quốc bọn họ. Trong mắt anh ta xuất hiện một đen một trắng, nhìn về phía hào quang màu xám, vẻ mặt sửng sốt, trong chớp mắt tươi cười trên mặt cứng ngắc. Trước mắt anh ta là một vùng xám mờ, đừng nói là tìm được đồ, ngay cả giá hàng anh ta đều không thấy được. Anh ta nhíu mày, tay tạo mấy kết ấn. Bạch quang và hắc quang trong mắt tỏa ra, như hai bóng đèn. Tầm sương mờ màu xám vẫn còn tồn tại, bao phủ tất cả đồ bên trong, không thể nhìn thấy được gì. Từ khi anh ta mở âm dương nhãn, chưa bao giờ gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy. Mắt anh ta vừa mở vừa đóng, hai màu hắc bạch biến mất, lại nhìn giá hàng. Bụi khí nồng đậm phai nhạt đi nhiều, có thể nhìn thấy đồ trong giá hàng. Nhưng những đồ cổ này bất luận lớn nhỏ, hình dạng, hay khí tức đều xảy ra thay đổi, gần như đều giống hệt nhau, anh ta không thể phân biệt được. Chuyện này, trong mắt anh ta hiện lên sắc bén. Sư phụ anh ta từng nói, âm dương nhãn không thể nhìn thấu, thứ nhất là thuật pháp trên tu vi của anh ta, thứ hai là thứ ngoài âm dương, hai thứ này bất luận là thứ nào đều là thứ Mạc Phàm không nên có. Làm sao vậy, Miyamoto Kawa? Tống Tử Duyệt nhận ra được khác thường của Miyamoto Kawa, sắc mặt hơi đổi, tò mò hỏi. Không có gì, tôi thua. Miyamoto Kawa lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, trầm giọng nói. Tuy anh ta không muốn tin, nhưng không thể không thừa nhận anh ta quá sơ suất, người hoa hạ này mạnh hơn anh ta nghĩ nhiều. Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên cũng chớp chớp mắt, nhìn Mạc Phàm với vẻ khó hiểu. Cái gì? Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt hơi sửng sốt. Vẻ mặt mờ mịt. Miyamoto Kawa là đồ đệ của Abe Kuo, người mở âm dương nhãn, sao có thể bại bởi Mạc Phàm? Vừa rồi Mạc Phàm nói âm dương nhãn chỉ có thể nhìn ra gần hết pháp thuật, chẳng lẽ Mạc Phàm dùng pháp thuật nằm ngoài số đó? Làm sao có thể? Vẻ mặt Mạc Phàm không vui không buồn, bình tĩnh nhìn Miyamoto Kawa. Miyamoto Kawa mở âm dương nhãn, nhưng âm dương nhị khí bị hắn dùng đại diễn hỗn độn quyết chuyển hóa thành hỗn độn khí. Âm dương nhãn có thể nhìn thấu được sao? Anh còn chút thời gian, muốn thử nữa không? Miyamoto Kawa nắm chặt tay, do dự một lát, hơi cúi người với Mạc Phàm. Vừa rồi âm dương nhãn của hắn đã dùng đến cực hạn, vốn không nhìn thấu quầng sáng kia, thử cũng không có ý nghĩa. Thuật pháp của Mạc tiên sinh cao cường, là Miyamoto không có mắt nhìn, Bạch Tiểu Thư đúng là tuệ nhãn thức châu, nhìn chúng người lợi hại như Mạc tiên sinh, đúng là tài tử xứng với giai nhân. Tôi sẽ không quấy rầy, tôi về nước sẽ cố gắng khuyên cha tôi hủy chuyện cầu hôn Bạch gia, hai vị bảo trọng.
Khi anh ta cúi đầu, trong mắt anh ta lóe lên sắc bén như kiếm. Anh ta đường đường là thiếu chủ nhà Miyamoto, vậy mà thuật pháp bại bởi một người hoa hạ, đây là chuyện hắn không thể tiếp nhận. Chuyện này như vương tử bại bởi bần dân, còn thua vương tử phi của mình, chuyện này vô cùng nhục nhã với anh ta. Đợi một chút, Miyamoto Kawa, tiểu tử này thề son sắt, nói không chừng đều là chướng nhãn pháp, chưa chắc anh ta đã tìm được thứ tốt nhất, anh cần gì phải vội vàng nhận thua như vậy. Tống Tử Duyệt thấy Miyamoto Kawa muốn rời đi, vội vàng nói. Miyamoto Kawa không nhìn thấu thuật pháp Mạc Phàm bày ra, chưa chắc Mạc Phàm đã nhìn thấu thuật pháp Miyamoto Kawa bày ra. Nếu hai phe đều không nhìn thấu thuật pháp của đối phương, thắng thua chỉ dựa vào vận khí mỗi người. Miyamoto Kawa nhớn mày, trong chớp mắt tỉnh táo lại. Quả thật anh ta bị pháp thuật che âm dương nhãn của Mạc Phàm làm khiếp sợ, thiếu chút nữa mất đi lý trí. Tống tiểu thư dậy rất phải, là tôi quá nóng vội. Một tay anh ta để trên kệ hàng, hai mắt nhắm chặt, đầu ngón tay chạm vào đồ trên kệ. Nếu mắt không giúp được, vậy dùng tay cảm nhận đồ tốt. Miyamoto Kawa vừa ra tay, trái tim Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên treo cao. Có không ít đại sư dám bảo ngoài dựa vào mắt ra, công phu tay cũng rất cao, chỉ dựa vào xúc cảm có thể phân được bảo vật hay phế phẩm. Một lát sau, trước mắt Miyamoto Kawa sáng lên, rụt tay lại, một tảng đá xuất hiện trong tay anh ta. Tảng đá to bằng nắm tay, bên ngoài bao phủ một tầng thạch bì màu lục. Là nó rồi. Tay Miyamoto Kawa nắm chặt lại. Thạch bì bên ngoài lập tức bị bóp nát, trong cửa hàng đồ cổ sáng lên, một tảng đá tỏa ra hào quang xuất hiện trong tay Miyamoto Kawa. Tảng đá này trắng đen rõ ràng, có hình dạng thái cực. Theo thạch bì bóc ra, một cơn gió nhẹ mang theo linh khí nồng đậm, tản ra từ trên tảng đá, thổi lên trên thân người ta, khiến toàn thân người ta thoải mái không nói nên lời. Cho dù là Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt, hay Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên đều thay đổi sắc mặt. Đây là linh thạch. Mắt An Hiểu Hiên mở to, kinh ngạc kêu lên. Ngọc thạch bình thường sẽ có chút linh khí, nhưng chỉ có thể là ngọc thạch. Chỉ có tảng đá giống trên tay Miyamoto Kawa do linh khí biến thành, mới tên là linh thạch. Linh thạch không chỉ là một trong những nguyên liệu cấp cao luyện khí, cũng là bảo vật phụ giúp tu luyện, là thứ khó tìm được ở trên địa cầu, mỗi một khối đều vô giá. Miyamoto Kawa này chỉ dựa vào cảm giác, mà tìm được khối linh thạch, vận khí này. An tiểu thư không hổ là người An gia, quả nhiên nhãn lực không tầm thường, quả thật tảng đá này là linh thạch, nói một cách chính xác có tên là âm dương linh thạch. Miyamoto Kawa cười nhạt, nói. An Hiểu Hiên im lặng không nói, Miyamoto Kawa khen cô như vậy còn khó chịu hơn mắng cô, chỉ sợ khối linh thạch này là thứ có giá trị cao nhất rồi. Bạch Tiểu Tuyết nhíu mày, cô thân là đại tiểu thư Bạch gia, tất nhiên biết linh thạch, hiểu rõ giá trị của nó, tươi cười chua xót hiện lên trên mặt cô. Trong mắt Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt lóe sáng tinh quang, cười đắc ý. Miyamoto Kawa vốn chịu thua, được Tống Tử Duyệt khuyên ngựa chết chữa thành ngựa sống. Ai biết Miyamoto Kawa dùng tay tìm được một khối linh thạch, cảm giác này giống như vốn sắp thua sạch cả vợ, kết quả cuối cùng là thắng một bàn đầy vàng. Quá sung sướng. Mạc Phàm, anh còn cơ hội, anh muốn thử một chút không, nói không chừng trong số đồ cổ này có hai tảng đá rất chân quý. Tống Tử Duyệt học theo khẩu khí của Mạc Phàm, bộ dạng nắm chắc thắng lợi trong tay. Mạc tiên sinh, tôi may mắn kiếm được một khối linh thạch, bây giờ đến lượt anh, mời. Miyamoto Kawa làm tư thế mời, nói. Mạc Phàm liếc mắt nhìn khối linh thạch một cái, khóe miệng hơi nhếch lên. Không thể không nói, vận khí của Miyamoto Kawa không tệ, dùng tay mà cũng tìm được khối linh thạch. Nếu cộng thêm âm dương nhãn, chắc chắn thiên địa nguyên thạch sẽ thuộc về anh ta. Nhưng mà quá đáng tiếc. Các người cảm thấy các người sẽ thắng sao? Nếu không thì sao? Tống Tử Duyệt cười nói. Linh thạch đã vô giá. Mạc Phàm lợi hại mấy, còn có thể như thần tiên biến ra một thứ còn chân quý hơn linh thạch sao? Tiểu tử, cậu còn cứng miệng, tôi đoán ngay cả pháp thuật của Miyamoto Kawa cậu cũng không nhìn thấu, nếu cậu lấy được thứ chân quý hơn linh thạch, tôi sẽ ăn nó. Thu Minh Nguyệt cười khinh thường nói. Ha ha, anh không ăn được. Mạc Phàm cười nhạt, giống như nghe đứa bé nói chuyện. Miyamoto Kawa bố trí âm dương nhị khí bên ngoài. Ngay cả âm dương nhãn cũng không chắn được, có thể chắn mắt y tiên bất tử hắn sao?
hắn lập tức đi đến bên tay trái Miyamoto Kawa, một tay duỗi vào, cũng lấy một tảng đá màu lục ra. Trong cửa hàng đồ cổ, mọi người đều nhìn về phía tay Mạc Phàm, nhướng mày. Tảng đá này nhìn tương tự tảng đá của Miyamoto Kawa, thực ra lại kém xa. Tảng đá này của Mạc Phàm nhỏ hơn tảng đá của Miyamoto Kawa, rõ ràng thạch bì dày hơn nhiều, cho dù bên trong là một khối linh thạch, giá trị cũng kém hơn không ít. Mạc Phàm, chỉ với tảng đá này của cậu, cậu chắc chắn tôi không ăn được sao? Thu Minh Nguyệt cười đùa nói. Dù gì anh ta cũng là thiếu gia ở Hải Châu, gia sản trên 100 triệu, chân châu kích cỡ trái vải đều mài thành bột phấn cho anh ta rửa chân, anh ta không ăn nổi thứ này của Mạc Phàm sao? Mạc Phàm không để ý đến Thu Minh Nguyệt, nếu không phải có Tuyết Nhi ở đây, dựa vào những lời vừa rồi của đám Tống Tử Duyệt, hắn đã giết bọn họ rồi. Ngón tay hắn hơi dùng lực, thạch bì bị nghiền nát. Kim quang tỏa ra, giống như mặt trời nhỏ được phóng ra từ trong bóng tối, chỉ trong chớp mắt đã bao phủ linh thạch, cả cửa hàng đồ cổ được bao phủ bên trong, ngoại trừ màu vàng thì không nhìn thấy gì. Linh khí nồng đậm, cuồng phong cuồn cuộn nổi lên đánh về phía cửa sổ, chui vào lỗ chân lông mỗi người, khiến tứ chi bách hải vô cùng thoải mái. Trong kim quang, một tảng đá cỡ quả trứng gà, bay từ tay Mạc Phàm ra, trôi nổi giữa không trung. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe kim quang, khóe miệng nhếch lên ý cười. Quả nhiên là thiên địa nguyên thạch. Có cục đá này, trái lại hắn đến La Gia không cần lo lắng thần hồn có vấn đề. Hắn tạo mấy pháp ấn đánh vào trong thiên địa nguyên thạch, quang mang trên thiên địa nguyên thạch chậm rãi tối đi, rơi vào tay hắn. Đây là thứ chân quý nhất, anh ăn được sao? Mạc Phàm cầm thiên địa nguyên thạch, lạnh giọng hỏi. Thu Minh Nguyệt nhìn tảng đá lấp lánh kim quang, miệng há to, kinh hãi không nói nên lời. Tôi, anh ta từng thấy không ít thứ kỳ dị, nhưng thứ thần kỳ như trong tay Mạc Phàm, tuyệt đối là lần đầu tiên. Tống Tử Duyệt cau mày, sắc mặt rất khó coi. Linh thạch của Miyamoto Kawa đã đủ kinh người, bọn họ gần như thắng chắc. Nhưng Mạc Phàm lấy ra được thứ càng tốt hơn. Hơn nữa viên linh thạch của Miyamoto Kawa so với khối này của Mạc Phàm, quả thật là gặp sư phụ, hoàn toàn không phải cùng cấp bậc. Cảm giác này giống như là, bọn họ mới leo lên đỉnh núi thấy mặt trời ló từ trong mây ra, cho rằng mình đang đứng trên đỉnh núi, nhưng chợt phát hiện bọn họ vẫn ở dưới chân núi. Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên trợn mắt há miệng, vô cùng khiếp sợ nhìn tảng đá trên tay Mạc Phàm. Chỉ nhìn cục đá thôi cũng khiến người ta thoải mái. Linh khí bên trong không chỉ gấp 10 linh thạch kia. Cho dù An Hiểu Hiên có kiến thức rộng rãi, lúc này vẻ mặt mê mang. Đây là thứ gì? Ở đây chỉ có Miyamoto Kawa nheo mắt lại, trong mắt lóe sáng ánh sáng lạnh, nhìn chằm chằm cục đá này, trong mắt đều là không cam lòng. Người khác không biết tảng đá này, sao hắn không biết? Chỉ cần vừa rồi hắn không đánh cược với Mạc Phàm, nhìn vài lần, tảng đá này sẽ là của anh ta. Hiện giờ anh ta không chỉ bại bởi Mạc Phàm, còn bỏ lỡ thứ được gọi là tiên thạch. Đây là thiên địa nguyên thạch. Miyamoto Kawa vừa nói như vậy, vẻ mặt Bạch Tiểu Tuyết, An Hiểu Hiên và Tống Tử Duyệt sửng sốt. Bọn họ không biết tảng đá này, nhưng biết thiên địa nguyên thạch. Thiên địa nguyên thạch được xưng là tạo hóa thạch, người bình thường đạt được có thể trở thành tu sĩ, thậm chí là tiên nhân trong truyền thuyết. Nghe nói ở Triều Minh, một vị đạo sĩ 30 tuổi rất tầm thường. May mắn đạt được một khối thiên địa nguyên thạch, một năm sau thành quốc sư. Mạc Phàm, tảng đá này thật sự là thiên địa nguyên thạch sao? An Hiểu Hiên khó mà tin hỏi. Đúng vậy. Mạc Phàm gật đầu. Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên đều hít vào một ngụm khí lạnh, không chỉ không có chút vui sướng, trái lại còn lo lắng. Tảng đá này quá nổi tiếng, rơi vào tay Mạc Phàm, chỉ sợ càng thêm phiền phức. Mạc Phàm cười khinh thường. Rời mắt nhìn Tống Tử Duyệt và Miyamoto Kawa. Các người còn gì muốn nói? Trong mắt Tống Tử Duyệt hiện lên vẻ kỳ lạ, không nói gì thêm. Trái lại Miyamoto Kawa chớp mắt, đứng dậy. Mạc tiên sinh không chỉ có pháp lực cao cường, nhãn lực cũng cao hơn Miyamoto tôi thua, nhưng Mạc tiên sinh có thể bán khối thiên địa nguyên thạch này cho tôi không? Tôi có thể thỏa mãn tất cả yêu cầu của Mạc tiên sinh. Ví dụ như lấy danh nghĩa của nhà Miyamoto cầu hôn Bạch gia thay Mạc tiên sinh. Ở trong mắt anh ta, giá trị tảng đá này trên Bạch Tiểu Tuyết. Người phụ nữ như Bạch Tiểu Tuyết, ở Nhật Quốc anh ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ít đi một người cũng không sao.
nhưng nếu anh ta luyện hóa được tảng đá này, sẽ nhanh chóng trở thành cường giả tiên thiên đỉnh phong, không chỉ thực lực đuổi kịp và hơn Mạc Đại Sư mới nổi tiếng ở châu Á gần đây, đời này còn có hy vọng trùng kích thần cảnh. Vì tảng đá này, anh ta chẳng quan tâm chuyện khác. Mạc Phàm nheo mắt, cười lạnh lùng. Y tiên bất tử hắn cầu hôn Bạch Gia, cần lấy danh nghĩa nhà Miyamoto sao? Nói đùa. Nếu tôi nhớ không sai, dựa theo đánh cược lúc trước, bây giờ anh lập tức rời khỏi Hoa Hạ. Sắc mặt Miyamoto Kawa khó coi, anh ta đã nói điều kiện tối đa rồi, vậy mà người Hoa Hạ này không động tâm, trong mắt anh ta chớp lóe sắc bén. Mạc tiên sinh, tôi thua, tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình, nhưng đề nghị vừa rồi của tôi, anh chắc chắn không suy xét sao, xin thứ cho tôi nói thẳng, với bối cảnh và thực lực của anh, ngay cả cầu hôn Bạch tiểu thư cũng không đủ, thiên địa nguyên thạch ở trong tay anh là họa không phải phúc. Miyamoto Kawa uy hiếp. Mạc Phàm lắc đầu cười, chỉ sợ Miyamoto Kawa này không biết hắn là ai, dám nói thực lực và bối cảnh của hắn không đủ để cầu hôn Tuyết Nhi. Hắn chỉ không muốn vì thân phận của hắn, ảnh hưởng đến tình cảm của hắn và Tuyết Nhi. Anh biết tôi là ai không? Mạc Phàm cười nhạt hỏi. Anh là... Miyamoto Kawa nhướng mày, đánh giá Mạc Phàm lần nữa. Mạc Phàm không chỉ khiến âm dương nhãn của anh ta không có tác dụng, còn tìm được thiên địa nguyên thạch, chẳng lẽ là người của thế gia Hoa Hạ? Không đợi Mạc Phàm trả lời, Tống Tử Duyệt cười lạnh lùng, xen miệng vào. Mạc Phàm, chẳng lẽ anh muốn nói cho chúng tôi biết anh là Mạc Đại Sư Đông Hải? Theo tôi được biết lúc này Mạc Đại Sư Đông Hải bị giam trên đỉnh núi rồi, Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nhạt. Xem ra Tống Minh Huy chỉ nói phần đầu cho Tống Tử Duyệt, còn chưa nói kết quả cho cô ta. Trái lại cô biết nhiều thật. Tôi không chỉ biết chuyện này, còn biết một chuyện khác, chắc chắn hôm nay anh không mang được khối thiên địa nguyên thạch này đi. Tống Tử Duyệt cười nói. Rõ ràng cô ta lại bại bởi Mạc Phàm, không chỉ không nổi trận lôi đình, trái lại tâm tình rất tốt. Mạc Phàm nhướng mày, lộ ra chút bất ngờ. Vì sao? Bởi vì cửa hàng đồ cổ này là Tống gia tôi mở, anh còn chưa trả tiền đồ nhà chúng tôi, anh cảm thấy anh có thể mang tảng đá này đi sao? Tống Tử Duyệt cười đắc ý nói. Cô ta vừa nói vậy, thế cục xung quanh lại thay đổi. Tống tiểu thư, cửa hàng này là nhà cô mở thật sao? Miyamoto Kawa nhướng mày, lộ ra chút bất ngờ. Không sai. Tống Tử Duyệt cười gật đầu. Vậy khối thiên địa nguyên thạch này? Miyamoto Kawa hỏi. Anh ta còn chưa dứt lời, nhưng ý trong đó không nói cũng hiểu, muốn đạt được khối thiên địa nguyên thạch. Miyamoto Kawa yên tâm, với quan hệ của chúng ta, chuyện này không thành vấn đề, đợi tôi lấy lại khối thiên địa nguyên thạch, chúng ta sẽ bàn chuyện này. Tống Tử Duyệt mỉm cười nói. Cô ta lấy điện thoại ra gọi điện. Chỉ trong phút chốc, một lão nhân gầy khô mặc cổ trang, đeo kính lão chạy như điên từ ngoài vào, đúng là lão Chu ông chủ của Cổ Nguyệt. Lão Chu nhìn thấy Tống Tử Duyệt, vội vàng đến đón, vẻ mặt nịnh nọt. Đại tiểu thư, ngọn gió nào thổi cô tới đây vậy, sao cô tới không thông báo trước cho tôi một tiếng, tôi phái người qua đón. Đón tôi thì không cần, người này tự tiện mở đá trong tiệm chúng ta, ông xem rồi làm đi. Trong mắt Tống Tử Duyệt hiện lên chút ánh sáng lạnh, chỉ Mạc Phàm nói. Lão Chu nhíu mày, nâng kính nhìn theo ngón tay Tống Tử Duyệt, ánh mắt nhìn thiên địa nguyên thạch lóe sáng kim quang trên tay Mạc Phàm. Trong chớp mắt ông ta hiểu rõ ý của Tống Tử Duyệt, hơi nhếch miệng cười lạnh lùng. Vị tiên sinh này, theo tôi được biết, cậu còn chưa trả tiền thứ này, nếu không trả tiền, thì là đồ của cửa hàng chúng tôi, có thể trả cho chúng tôi hay không? Các người, An Hiểu Hiên nhíu mày, trong mắt tràn đầy lửa giận. Cô tới cửa hàng này nhiều lần, hôm nay mới biết cửa hàng này nhà Tống Tử Duyệt. Nói như vậy, chỉ sợ Mạc Phàm không lấy được khối thiên địa nguyên thạch. Cô trà trộn giới đổ thạch không phải ngày một ngày hai, từng thấy chuyện như vậy vài lần. Nhất thời sơ suất, không trả tiền tảng đá mở ra, kết quả ông chủ cửa hàng muốn lấy lại tảng đá, cho dù có lý cũng không nói rõ được. Không ngờ tới đúng không? Một tay Tống Tử Duyệt nắm eo, nhìn bộ dạng An Hiểu Hiên tức giận, cười đắc ý nói. Tuy cô ta đánh cược thua Mạc Phàm, nhưng so với việc đoạt thiên địa nguyên thạch trong tay Mạc Phàm, như vậy không tính là thua, đây chính là một khối tảng đá vô giá. Không ngờ cô đê tiện như vậy. An Hiểu Hiên nghiến răng nghiến lợi nói. Chuyện như vậy ai bị cùng đều sốt ruột, nhất là Mạc Phàm mở ra một khối thiên địa nguyên thạch như vậy. Ha ha,
là các người không cẩn thận, còn trách tôi sao? Tống Tử Duyệt cũng không tức giận, vô tội nói. Cô, An Hiểu Hiên nhíu mày, ước gì có thể đi lên cho Tống Tử Duyệt một quyền, lại bị Mạc Phàm giữ chặt. Anh kéo tôi làm gì, đó là thiên địa nguyên thạch đấy. An Hiểu Hiên không cam lòng nói. Mạc Phàm chỉ cười khẽ, cho dù cửa hàng này của Tống gia cũng phải có lá gan lấy đi mới được. Không phải không thể cho các người khối thiên địa nguyên thạch này, bảo Tống Minh Huy tới tìm tôi lấy đi, nhưng nếu các người tìm Tống Minh Huy, có khả năng 1.000 khối nguyên thạch đều không lấy được. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tống Minh Huy cúi đầu làm nô của hắn, từ đó Mạc gia vẫn là Mạc gia, Tống gia cũng là Mạc gia, hắn thật sự muốn nhìn xem Tống Minh Huy có dám tới lấy tảng đá này không. Mạc Phàm vừa nói những lời này, trái lại Bạch Tiểu Tuyết không có quá nhiều biểu cảm, An Hiểu Hiên thì sửng sốt. Tống Minh Huy là ai sao cô có thể không biết, gia chủ đương nhiệm của Tống gia. Nhưng ở trong miệng Mạc Phàm, không khác gì một nô tài. Anh khiêm tốn một chút sẽ chết sao? An Hiểu Hiên nghiến răng nhỏ giọng nói. Tống Tử Duyệt và lão nhân đều nhíu mày, cười lạnh lùng. Tiểu tử, anh biết người anh nói là ai không? Tống Tử Duyệt hỏi. Mạc Phàm mở miệng là Tống Minh Huy, ngậm miệng cũng là Tống Minh Huy, chắc là anh ta không biết Tống Minh Huy là ai. Cô nói cho tôi biết ông ta là ai. Mạc Phàm cười nói. Ông ấy là cha tôi, muốn tìm cha tôi, anh còn chưa có tư cách này, anh nên thành thật trả đồ cho Tống gia chúng tôi đi. Tống Tử Duyệt cười mỉa nói. Mạc Phàm quá coi trọng mình rồi, bảo cha cô ta tìm anh ta nghĩ mình là ai. Cho dù là Mạc Đại Sư danh chấn một thời lúc này cũng bị mọi người bao vây, Mạc Phàm là cái thá gì? Tống Tiểu Thư, cần tôi giúp gì không? Miyamoto Kawa liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, hỏi. Chính vì Mạc Phàm, khiến anh ta vô duyên với Bạch Tiểu Tuyết và Thiên Địa Nguyên Thạch. Nếu anh ta nhịn xuống, anh ta không phải thiếu chủ nhà Miyamoto Nhật Quốc. Tống Tử Duyệt cười mỉa, nếu là lúc trước. Trái lại cô ta rất vui vẻ đối phó Mạc Phàm với Miyamoto Kawa, dù sao Âm Dương Sư chỉ là một tài hoa nhỏ bé không đáng kể của Miyamoto Kawa. Nhà Miyamoto là kiếm đạo thế gia ở Nhật Quốc, kiếm thuật mới là vũ khí chân chính của anh ta. Hiện giờ sao, vốn dĩ không cần thiết. Miyamoto Kawa, từ trước đến nay Tống gia chúng tôi không gạt già trẻ, lấy đức thu phục lòng người, nếu Mạc tiên sinh thanh toán tiền, cho dù là vô giá chúng tôi cũng không thèm nhìn một cái. Nếu chưa trả tiền cho dù chỉ là sợi tóc cũng đừng nghĩ lấy được, cho nên cảm ơn ý tốt của anh, tôi nói không sai chứ, lão Chu. Tống Tử Duyệt cười nói với lão nhân. Đại tiểu thư nói không sai, cho đến bây giờ Tống gia chúng ta đều giảng đạo lý, cho đến bây giờ cũng không sợ không giảng đạo lý. Lão nhân cười nham hiểm, ấn một cái nút màu đỏ trong quầy. Cửa hàng Tống gia bọn họ, sao lại không có biện pháp bảo vệ? Không nghe thấy âm thanh gì. Nhưng chỉ trong phút chốc, vài bóng người chớp lóe xuất hiện ở cửa hàng. Trong mắt mỗi người đều chớp lóe tinh quang, bộ dạng hùng hổ. Cùng lúc đó, mấy sợi đỏ chiếu từ cửa sổ vào, lượn một vòng trong tiệm, cuối cùng chiếu lên trái tim, mi tâm Mạc Phàm. Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên thấy một màn này, sắc mặt lập tức thay đổi. Tống Tử Duyệt, cô muốn làm gì? Bạch Tiểu Tuyết nhíu mày hỏi. Mạc Phàm đối phó những người này thì không thành vấn đề. Nhưng những tên bắn tỉa ở bên ngoài thì hơi phiền phức. Võ giả mạnh đến mấy, thân thể vẫn là phàm thai, khó mà đối kháng được uy lực của vũ khí tiên tiến. Không có gì, có người muốn lấy đồ của Tống gia chúng tôi chỉ cầm lại mà thôi. Tiểu Tuyết, nếu anh ta thích cô, sẽ nghe lời cô nói, cô khuyên nhủ anh ta giúp tôi, nếu không những người bên ngoài lỡ xảy tay, tôi không có biện pháp trả lại cho cô một người luôn đánh cược thắng rồi. Hai tay Tống Tử Duyệt ôm ngực cười đắc ý nói. Bạch Tiểu Tuyết lộ vẻ khó xử, quả thật thiên địa nguyên thạch rất chân quý, nếu ném vào trong võ đạo thế gia và pháp đạo thế gia, chắc chắn sẽ khiến người ta tranh giành. Bảo Mạc Phàm từ bỏ tảng đá này, quả thật làm khó Mạc Phàm. Nhưng nơi này là địa bàn của Tống gia, chắc chắn Tống Tử Duyệt sẽ không để Mạc Phàm cầm đi. Mạc Phàm không thèm nhìn người ngoài cửa, chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua điểm đỏ trước ngực. Không chỉ không sợ, trái lại còn hơi nhếch miệng. Nếu hắn vẫn còn ở trúc cơ, thứ này sẽ tạo thành chút uy hiếp với hắn. Hiện giờ sao, binh khí này ngay cả linh khí hộ thể của hắn cũng không phá được, cho dù phá được linh khí hộ thể của hắn, kim cương bất diệt thể để không sao. Hắn lắc đầu cười, tay vừa động.
Tống Tử Duyệt tìm hắn gây phiền phức nhiều lần, hắn đã không để ý đến Tống Tử Duyệt rồi. Vậy mà lần này dám dùng súng chĩa vào hắn, nếu Tống Tử Duyệt không muốn sống, vậy thì đừng sống. Hắn đang định ra tay, đúng lúc này, bỗng nhiên di động của hắn vang lên. Hắn nhíu mày, dừng động tác lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 33.